Chương 1523 trong gió lốc vàng bạc đảo. Nguồn: Mê truyện audio.com. Chu Dục cùng vẻ mặt khó chịu Lý Hữu Khang đi ra cục cảnh sát đại môn. Chu Dục là lòng còn sợ hãi, mà Lý Hữu Khang thì là mặt mũi tràn đầy tức giận bất bình. Đáng chết nước Mỹ. Lý Hữu Khang cắn răng. Không phải nói Mỹ quốc cảnh sát công chính liêm khiết mà, vì cái gì bọn họ dám như vậy hiển nhiên làm việc thiên tư trái pháp luật. Ngươi tại sao phải ngăn đón ta cáo bọn họ? Ta cũng không có tiền thỉnh luật sư. Cáo. Cáo ai? Kia nữ cảnh sát. Còn là cái kia xe tải lái xe. Ngươi liền bọn họ người nào cũng không biết, liền dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Bọn họ có cái gì tốt sợ, ta có tiền. Ngươi biết thuê một chi mười mấy người luật sư đoàn đội muốn bao nhiêu tiền không? Xe tải lái xe có thể có nhiều tiền như vậy. Chu Dục hận không thể gõ khai mở lý hữu Khang đầu. Không nói cái khác, nếu như cái kia luật sư đoàn cầm thân phận của ngươi điều tra rõ ràng sau đó lại thêm mắm thêm muối đem ngươi ở nước ngoài trợ lý tình chọc đến trong nước truyền thông đi, đến lúc đó ngươi liền chờ bị phong sát a. À. Nghe xong lời này, Lý Hữu Khang nhất thời tỉnh táo lại. Phong sát, đối với bất kỳ một cái nào nghệ nhân mà nói, đều là tai họa ngập đầu. Hắn là có tiền, thế nhưng là hắn cũng thiếu ngân hàng tiền. Nếu như bị phong sát, vậy hắn không sai biệt lắm chẳng khác nào phá sản. Chu Dục mắt nhìn Lý Hữu Khang, hắn cảm thấy nếu như Lý Hữu Khang lại không có thể khống chế chính mình sinh khí, như vậy hắn cần phải hướng công ty xin, cầm Lý Hữu Khang lạnh giấu đi. Lý Hữu Khang gặp trắc rối năng lực xa xa so với hắn kiếm tiền năng lực mạnh hơn. Sự tình lần này, nguyên bổn chính là Lý Hữu Khang gây ra. Mạc danh kỳ diệu phanh xe, nguyên bản chỉ cần hai bên hảo hảo câu thông, cũng chính là cái phi thường nhỏ sự tình. Hết lần này tới lần khác cũng không biết Lý Hữu Khang nơi nào đến tự tin, cảm giác đối phương là một xe tải lái xe, đều có thể tùy ý khi dễ hay hoặc là nhìn trong nước trên mạng một ít nói rõ, cảm thấy tại Mỹ đế hoa kiệu đều rất nhát gan sợ phiền phức. Kết quả bị người đánh một trận không nói, còn kém điểm bị cáo. Đe dọa uy hiếp người khác thân thể an toàn, tại Mỹ đế nhưng là phải ăn cơm tù. Đúng vào lúc này, một cổ xe thể thao đứng ở ven đường. Vương Hạc từ trên xe bước xuống. Tiểu Khang. Vương ca. Lý Hữu Khang đối với cùng công ty Tiền Bối còn là biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng. Chung quy Vương Hạc có thể không chỉ là tiền bối đơn giản như vậy hắn hiện tại có thể là công ty lão đại, trừ Trần Lâm ra, liền thuộc hắn quyền nói chuyện lớn nhất. Mặc dù Lý Hữu Khang ở công ty cũng tiểu có phân lượng, thế nhưng là nếu như Vương Hạc muốn đối phó hắn, cũng liền một câu sự tình. Người này mặc như thế nào mang? Bị người đánh? Đừng đề cập, thực thương mại suối quẩy. Lý Hữu Khang nhất thời có một bụng phiền muộn tao phát tiết. Chu Dục sợ Lý Hữu Khang giật dây Vương Hạc đúc kết đi vào, vội vàng cắt đứt Lý Hữu Khang, lần này là đi ra ngoài gặp được quỷ, một cái xe tải lái xe cư nhiên là hàng tỷ phú hào, mặc danh kỳ diệu rước lấy nhục một thân tao. Chu dục là chỉ ra lần này bọn họ rước lấy nhục phiền toái không nhỏ, muốn chính là để cho vương Hạc đứng xa mà trong, khác tự cho là đúng đúc kết đi vào. So sánh có phần cuồng không có biên lý hữu khang, vương Hạc liền sáng suốt nhiều, nghe được chu dục, chợt nghe suốt hắn lời ngầm. Tiểu khang, nơi này là Mỹ đế, không phải chúng ta trong nước, chúng ta không có gì phương pháp, cho nên vẫn là điều thấp một chút, ở chỗ này rước lấy nhục phiền toái, nước Mỹ cũng sẽ không giúp chúng ta. Biết, Vương ca. Lý Hữu Khang nghe được Vương Hạc, cũng chết này tâm. Hảo hảo thu thập một chút, ngày mai có cái party, dêm cùng Steven hai cái đại đạo diễn cũng sẽ đi, đến lúc đó ta giúp ngươi dẫn tiếng một chút, trên mặt tổn thương nếu rất, vậy bôi điểm phấn hồng che đậy một chút. Vương Hạc nói. Còn có, nhà kia chủ nhân thân phận không tầm thường, ngươi sinh khí tốt nhất thu liễm một ít, nếu như ngươi đắc tội hắn, Vương Hạc sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, hiển nhiên là muốn lên không thoải mái đi qua. Lúc trước hắn tìm người đi giáo huấn Trần Chiếu, kết quả cái kia hát ban lão đại bị Trần Chiếu trực tiếp nhét vào máy xây thịt, ban. Phái lưu manh cũng toàn bộ bị hắn lưu lại, sống chết không rõ. Vương Hạc đối với Trần Chiếu có khắc cốt ghi tâm sợ hãi. Bất quá về sau có mấy lần tiếp xúc, hắn ngược lại là cảm giác được. Chỉ cần bất hòa Trần Chiếu đối đầu, hắn nhìn lên chính là cả người lẫn vật vô hại. Ngàn vạn nhớ kỹ, quản tốt chính mình sinh khí vương ca lý hữu khang không cho là đúng đáp lại nói vương ca yên tâm ta sẽ xem trọng tiểu khang chu dục nói trần chiếu bỏ vào minh nguyệt sơn trang bến tàu nên tiếp ghiêu bất quá ghiêu không thể đổ bộ nàng chỉ có thể lưu lại trên thuyền đối với cái này cho dù là trần chiếu cũng không có bất kỳ biện pháp nào đây là tới tự gia tộc của nàng trớ chú xâm nhập đến nàng huyết mạch bên trong dù cho trần chiếu có thể thôn phệ trớ chú cũng đúng này bất lực Đương nhiên, Diêu cũng không có không nên lên bờ, đối với nàng mà nói trớ chú trừ có một chút tiểu làm phức tạp ra, cũng không có quá nhiều phiền toái. Nàng cũng không có cuộc đời này muốn bài trừ trớ chú ý nghĩ. Lần này Diêu là tự mình một người, chung quy nàng là tới tham gia tiểu giác sinh nhật party, cũng tới buôn bán. Nàng những cái kia cao lớn thô kệch thủ hạ nếu rước lấy nhục trần chiếu mất hứng. Không chừng trần chiếu có thể hay không đem bọn họ ném xuống biển uy, cho ăn, cá mập. Trần, đây là ta thu thập được vàng bạc đảo tin tức, ngươi xem một chút. Trần Chiếu tiếp nhận Gil đưa qua văn bản tài liệu. Tại gần nhất 50 năm thời gian, ta điều tra đến tổng cộng có 8 lần về kỳ quái hòn đảo tin tức cùng báo cáo, lần gần đây nhất là một cái gặp được tai nạn trên biển thủy thủ, bị nước biển vọt tới một cái trên hòn đảo, nghe nói tại kia tòa đảo, gặp được đáng sợ xà quái, sau đó hắn tại một cái gió táp mưa sa ban đêm, ngồi trên chính mình dựng bè gỗ thoát đi kia tòa đảo, mà tại trên biển phiêu lưu 3 ngày được cứu vớt. Trần Chiếu một bên nhìn xem văn bản tài liệu, một bên nghe Gil Trần thuật này tám lần người chứng kiến phát hiện cổ quái hòn đảo sự kiện, có cái gì không điểm giống nhau? Này tám lần chính mắt trông thấy sự kiện phát sinh hải vực, toàn bộ đều tiếp cận Philippines biển cùng Thái Bình Dương biển giao tiếp hải vực, hơn nữa đều không ngoại lệ, bọn họ đều tại trên biển gặp được bão lốc. Gặp được bão lốc, do đó thấy được kỳ quái hòn đảo. Tại bảy đại dương, kỳ thật có một chút hòn đảo cho dù là trước mắt vệ tinh cũng không cách nào quan sát đo đạt đến. Viu nói. Vì cái gì? Bởi vì địa cầu từ trường quấy nhiễu. Viu nói cũng tỷ như nói gián điệp vệ tinh a à, gián điệp vệ tinh là thông qua đối với mặt đất điện từ tín hiệu gửi đi sau đó tiếp thu hồi quỹ tín hiệu sau đó thông qua computer tính toán xử lý sinh thành hình vẽ nếu như chịu từ trường quấy nhiễu như vậy nên cái gì hình ảnh cũng không thể sinh thành đây cũng là trước mắt khoa học kỹ thuật cực hạn tính người đối với này trả lại trả lại đủ quen thuộc ta là hải tặc hiện tại các quốc gia hải quân đều đang lợi dụng vệ tinh đã kích hải tặc mà gần như mỗi chiếc thuyền hải tặc đều có lắp đặt quấy nhiễu từ trường trang bị sợ bị chính phủ hải quân phát hiện tung tích Ghiêu bữa bữa, lại nói. Mà ở bảo tố thời tiết, từ trường rất có thể chịu thời tiết ảnh hưởng, do đó tạo thành ngắn ngủi cho hấp thụ ánh sáng, cho nên ta hoài nghi, vàng bạc đảo ngay tại Philippines hải vực cùng Thái Bình Dương hải vực giao giới hải vực. Vậy phiến hải vực ít nhất cũng có một hai trăm vạn kỳ, lô, mét vuông A, tại làm sao đại khu vực tìm mấy tòa đảo, độ khó sao mà to lớn. Chương 1524 tân khách tụ tập. Nguồn. Mê truyện audio.com Trần Chiếu lại nghĩ tới một cái khác vấn đề nếu như chỉ là từ trường, mặc dù vệ tinh giám sát không được, phụ cận đội thuyền cũng không có khả năng phát hiện không, chung quy mắt thường là sẽ không mà bị che đậy. Trần Chiếu nói. Trần Chiếu lật khắp tất cả văn bản tài liệu, Gil có thể thăm dò được, trình độ lớn nhất cũng chính là cầm phạm vi khóa chặt tại Thái Bình Dương cùng Philippines biển chỗ giao giới, còn muốn tưởng có lại phạm vi nhỏ đã không có khả năng. Bất quá đây đã là Gil có thể làm đến cực hạn, nếu như vàng bạc đảo thực dễ tìm như vậy, như vậy cũng không đến mức mấy trăm năm qua chưa từng có người tìm đến qua điều này cũng từ bên cạnh nói rõ vàng bạc đảo cùng bảy tòa đảo có lẽ vị trí vị trí cũng không phải bình thường không gian trần chiếu đã nhiều lần tiến nhập qua dị không gian thậm chí ngay cả siêu tự nhiên hiệp hội thí luyện tháp đều xem như dị không gian một loại cho nên trần chiếu không chút nghi ngờ vàng bạc đảo có lẽ liền ẩn thân tại dị trong không gian thế nhưng là nhập khẩu muốn làm sao tìm được toán không nghĩ ra vậy không muốn bởi vì ghiêu thượng không bờ cho nên khi mùn pha ri liền mang theo hai cái hài tử đến ghiêu trên thuyền tới liên hoan ngày hôm sau Trần Chiếu cùng Fari liền công việc lưu bù lên. Chung quy buổi tối hôm nay party khách không ít người, riêng là Fari thỉnh Robio cùng với bờ biển cứu sống đội đội viên liền có mười mấy. Trần Chiếu bên này khách nhân lại càng nhiều, David cùng kết hôm nay cũng xin phép nghỉ, đặc biệt chạy tới cho Trần Chiếu hỗ trợ. David cùng kết lại tới một lần Minh Nguyệt Sơn Trang, lần này là lần thứ hai. Hai người bọn họ cũng còn chưa kết hôn, lúc trước hai người bọn họ ồn ào sắp chia tay. Về sau kinh lịch một sự tình, cảm tình ngược lại ổn định lại bất quá hai người đều là thuộc về công việc điên cuồng david hiện tại ở trong bót cảnh sát là tổ trọng án đội trưởng hắn hiện đang làm việc càng thêm bận rộn kết đừng nói nàng là phóng viên lại càng là chân không chạm đất hiện tại hai người cảm tình ở vào một loại quỷ dị ổn định giai đoạn rõ ràng chính là một vòng đều không nhất định có thể gặp mặt hết lần này tới lần khác hai người phản phất đều cầm loại quan hệ này trở thành một loại điều tiết tề dù sao trần chiếu là ồn ào không hiểu kết cùng david loại này kỳ quái hơn nữa phức tạp cảm tình bất quá kết tự hồ là ý định muốn hài tử, cho nên đến Minh Nguyệt Sơn Trang, liền theo Phari một chỗ chiếu cố hài tử. Từ ngôn từ, đại khái có thể nhìn ra hắn mục đích. Nhóm thứ hai đến nơi khách nhân là Aisen cùng Lý Thanh, bọn họ cũng là qua hỗ trợ. Đeo nghe nói Lý Thanh trước qua, lập tức cũng vội vã chạy tới. Đến nơi này chính là làm lao động tay chân, cùng đeo cùng đi còn có Mary. Mary đến, ban cùng Ken cũng một chỗ qua. Leonardo sau đó đến nơi, lại sau đó chính là Idris một nhà các nữ nhân tụ hợp cùng một chỗ, bọn cũng là tụ hợp cùng một chỗ. Tiểu giác cùng Fisher, Ronnie cùng Vera tại trên bờ cát dương oai. Phí tuyết tỷ tỷ, Ronnie tỷ tỷ, Vera tỷ tỷ, các ngươi mau tới đây, ta cho các ngươi giới thiệu. Tiểu giác như là đang khoe khoang đồng dạng, thời điểm này cá heo một nhà bơi tới bên cạnh bờ. Cá lớn, cá lớn. Fisher kinh hỉ kêu lên. Các nàng tuổi tác hài tử, cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi cá heo một nhà thích nhất cùng nhân loại chơi, hơn nữa chúng thông qua trận chiếu trí lực khai phát, đã vô cùng thông minh. Thấy được mấy hài tử, lập tức liền đi lên chào hỏi. Lô ra, Fari cùng kết ba nữ nhân tụ họp cùng một chỗ, Lô có chút lo lắng nhìn xem bên bờ biển thượng bọn nhỏ. Fari, các nàng không có vấn đề à? Lô yên tâm đi, chỉ cần tại cái hải vực này 30 km trong hải vực, ngươi đều không cần lo lắng các nàng an toàn, cho dù là đến trong biển, cũng có vật gì bảo hộ các nàng. Vật gì? Fari cũng sẽ không nói cho nàng biết, Hải lý cá mập hội bảo hộ các nàng. Trần Chiếu, David cùng Leonardo thì là dựa vào thủy tinh rào trắng, trò chuyện đi qua sự tình. Bất quá theo khách nhân càng ngày càng nhiều, Trần Chiếu cũng không có khả năng một mực cùng David cùng Leonardo. Nếu như trong nhà tổ chức party, vậy cần Chiếu cố đến từng khách nhân. Mấy người kia là làm gì? Nhìn lên không giống như là người tốt. Leonardo chỉ vào vừa mới đến Charles cùng ti chấp đội viên. David mắt nhìn Leonardo hắn so với Leonardo rõ ràng hơn trần chiếu một ít bí mật. Charles bọn người trên thân có một loại để cho hắn quen thuộc khí tức, những người này hẳn là đều là phục dụng qua lực lượng dược tê người. Có thể đến nơi đây, nhất định là Trần Bằng Hữu. Trần không phải là xã hội đen a. À. Leonardo vẻ mặt xoắn xuýt, chung quy hắn cũng là cảnh sát, hắn đang suy nghĩ giống như nếu như tương lai phát hiện Trần chiếu trái pháp luật, chính mình phải nên làm như thế nào. Ngươi nghĩ quá nhiều. David trận mắt một cái, hắn biết Trần chiếu thế nhưng là đại sơn bia tối đại cổ đông. Trần Chiếu muốn kiếm tiền, không muốn quá dễ dàng, phải dùng tới xã hội đen à, để cho Trần Chiếu không nghĩ tới là, Lasfa cùng Steven lúc đến sau, trả lại mang mấy cái nữ minh tinh. Robio thì là mang theo một chuyến tuấn nam mỹ nữ đến nơi. Bờ biển cứu sống đội những người này thật là mỗi cái đều là tương đối đẹp mắt. Đây là Fari cùng Trần Tân Gia sao? Thật lớn, thật xinh đẹp. Bờ biển cứu sống đội đại bộ phận người đối với Trần Chiếu cùng Fari đều vô cùng quen thuộc. Còn có một hai cái tại là tại Fari nghỉ ngơi thời gian nhập chức, cho nên đối với hai người đều chưa quen thuộc mau nhìn cái đó là không phải là steven đại đạo diễn thực a à. khác hô to gọi nhỏ steven tiên sinh cùng trần là bạn tốt hơn nữa còn là nữ nhi bọn họ giáo phụ cũng không kỳ quái robio nói trần chiếu vừa tiếp đãi hết steven cùng Lasfa, liền vội vàng qua gọi robio đám người này trần đã lâu không gặp trần chiếu cùng robio ông một cái mấy cái quen thuộc bờ biển cứu sống đội đội viên cũng cùng trần chiếu chào hỏi đặc biệt là mấy cái nữ đội viên, nhìn xem Trần Chiếu liền cùng nhìn vàng đồng dạng. Lúc trước kính tử hồ biệt thự, đã đầy đủ làm cho các nàng đỏ mắt, hiện giờ thấy được Trần Chiếu lớn như vậy trang viên, càng làm cho các nàng cảm giác bỏ qua 100 triệu. Hơn nữa ngẫu nhiên Robio đôi câu vài lời để lộ ra, Trần Chiếu tự hồ có tiền làm cho người ta không thể tin được. Ngừng ở phía dưới kia chiếc du thuyền, không phải là đã từng pha ri hiệu, mà là một chiếc càng lớn càng xa hoa du thuyền. Mấy cái không nhận ra đội viên mới cũng cùng Trần Chiếu nhận thức một chút, Trần, ngươi đánh toán lúc nào thả Fari trở về? Chờ một tháng nữa a, à, tiểu Larissa bây giờ còn không dứt sữa. Trần chiếu kế hoạch là ba tháng tả hữu cho tiểu Larissa cai sữa. Theo lý mà nói, lấy hiện tại điều kiện cùng khoa học kỹ thuật là không tồn tại khuyết thiếu cái gì dinh dưỡng. Bất quá mẫu nhũ có khả năng cung cấp cho hài tử là cái khác sữa chế phẩm không có thể cấp cho, đó chính là bất quá lượng dinh dưỡng thành phần. Nói thí dụ như an.bu.min, sữa bột đồng dạng có thể cho hài nhi bổ sung, thế nhưng là cùng mẫu nhũ lớn nhất khác nhau ngay ở chỗ, an.bu.min là có quá lượng tính khả năng, thế nhưng là mẫu nhũ là sẽ không quá lượng, bởi vì cơ thể mẹ hội tự hành điều phối xuất thích hợp nhất hài tử dinh dưỡng, đây cũng là mẫu thân vĩ đại nhất địa phương. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 1525 quấy rối. Nguồn: Mê truyện audio.com. Trời còn chưa có tối, Vương Hạc đã tới trước Minh Nguyệt Sơn Trang. Đây là hắn lần đầu tiên tới Trần Chiếu gia. Lần trước đi là kính tử hồ biệt thự, chưa từng nghĩ nơi này so với kính tử hồ không lớn nhỏ, cũng càng tự hào hoa. Để cho Vương Hạc cũng không khỏi nghĩ ở trong nước làm cho một cái như vậy trang viên bất quá suy nghĩ một chút trong nước chính sách, cũng tắt ý nghĩ này. Vương Hạc sau khi đi vào, liền thấy được khách và bạn cả sảnh đường. Vương Hạc tìm đến Steven, đang cùng một cái khác lão già nói chuyện phím. Vương Hạc nhận ra cùng Steven cùng một chỗ lão nhân là Lasfa, TLM que. Steven tiên sinh, ngươi hảo, Lasfa tiên sinh, ngươi hảo. Này, Vương, ngươi tới, ngươi cũng thu được Trần muốn mời sao? Từ, là. Vương Hạc cùng hai cái lão đầu nhất nhất nắm tay. Gần nhất như thế nào đây? tại hai địa phương chạy, gần nhất vừa tới Los Angeles, trong nước cũng ở làm tuyên truyền. Vương Hạc nói, trong nước trừ phóng viên hội ra, hữu hiệu nhất tuyên truyền phương thức chính là thượng tống nghệ, hơn nữa là thấy hiệu quả nhanh lại có cao lợi ích thu được. Dù sao lấy Vương Hạc gia vị, một cái đằng trước tiết mục cũng phải lớn hơn hơn 10 vạn. Vất vả ngươi. Steven Cổ Vũ nói. Vương Hạc cười cười, vất vả. Thật là vất vả, hắn gần như chân không chạm đất, có đôi khi một ngày muốn đi hai cái đài truyền hình thu tiết mục. Bất quá này là quá khứ nghĩ cũng không thể nghĩ, nếu như không có giá trị nghệ nhân, muốn tham gia tiết mục cũng không có cơ hội này. Liền ngay cả Mỹ đế bên này đài truyền hình thăm hỏi tiết mục, cũng sẽ muốn mời hắn thu tuyên truyền tiết mục. Trần Tiên Sinh đâu này? Ta đi qua cùng Trần Tiên Sinh chào hỏi. Vương Hạc tại Mỹ đế bên này đợi cũng không ngắn thời gian, tham gia party cũng số lượng cũng không ít, trên cơ bản đã quen thuộc Mỹ đế bên này khí hậu phong tình. Đang cùng Steven cùng Lasfa lễ phép cáo biệt, liền đi tìm Trần Chiếu thân ảnh, Vương Hạc đã tìm được Trần Chiếu, tuy hôm nay tân khách không ít, bất quá Trần Chiếu thân ảnh ngược lại là rất dễ làm người khác chú ý. Trần tiên sinh. Vương Hạc đi tới. Vương Hạc, ngươi tới a, à, có ảnh hưởng hay không ngươi công tác? Trần tiên sinh, ngươi nói đùa, có thể tham gia ngươi party là ta vinh hạnh. Trần Lâm cũng có, ngươi cùng nàng tâm sự, ta còn có việc. Hảo, ta không quấy rầy ngươi. Vương Hạc tại Trần Chiếu đi rồi, lấy điện thoại ra bấm Lý Hữu Khang điện thoại. Tiểu Khang, ngươi ở đâu? vương ca ta bây giờ đang ở bờ biển công lộ ngươi kia người bằng hữu như thế nào ở như vậy vắng vẻ a à, thật sự là quỷ ảnh đều không có một cái lý hữu khang phàn nàn nói ít nói nhảm mau lại đây bên này khách nhân đến không sai biệt lắm lý hữu khang tại cắt đứt vương hạt điện thoại trong nội tâm vô cùng khinh thường kẻ có tiền không đều ở lại beverly sơn trang à ở chỗ này có thể có cái gì bài mặt chỉ bất quá trở ngại vương hạt mặt mũi hắn cũng không nên nói thêm cái gì là vương ca điện thoại sao hắn đang thúc giục chúng ta điểm tâm sáng đi qua. Chu dục trong nội tâm đối với Lý Hữu Khang bất mãn đã sắp đến đỉnh điểm. Rõ ràng 3 giờ hơn ngay tại thúc giục hắn, để cho hắn điểm tâm sáng qua. Kết quả Lý Hữu Khang lề mà lề mề đến bây giờ. 20 phút, hai người đã lờ mờ thấy được tại phía trước trên vách đá đèn đuốc sáng trưng sơn trang. Hẳn phải là chỗ đó a. À? Lý Hữu Khang đem xe lái vào lối rẽ, tại bản hướng dẫn chỉ dẫn hạ tìm đến bãi đổ xe. Đồng thời cho Vương Hạc gọi điện thoại. Vương ca, ta đã đến ngừng hảo sau xe liền lên đây đi. Lý Hữu Khang cùng Chu Dục thưởng thức ven đường phong cảnh. Thật không biết kẻ có tiền nghĩ thế nào, có tiền không ở tại nội thành, ở tại nơi này loại chim không ỉa phân địa phương. Đến trong trang viên, tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Nơi này không ít mỹ nữ cấu thành tình lệ phong cảnh, nhất thời đem Lý Hữu Khang lực chú ý hấp dẫn. Lý Hữu Khang cố ý hướng một người mẫu sau lưng đi qua, thủ trưởng tại đây người mẫu sau lưng sát qua. À, ngươi làm gì? Người mẫu đã giật mình, quay đầu căm tức nhìn Lý Hữu Khang chu dục vừa nhìn không tốt lập tức tiến lên nói xin lỗi xin lỗi chúng ta không phải cố ý người mẫu chán ghét bỏ đi lý hữu khang lại cảm thấy kiếm được xúc cảm coi như không tệ chu dục đi giúp ta hỏi một chút một buổi tối bao nhiêu tiền tiểu khang ngươi không muốn làm ẩu ta như thế nào làm ẩu ta dù gì cũng là nơi này khách nhân trọng yếu nơi này chủ nhân cũng sẽ cho ta một chút mặt mũi ở trong nước lý hữu khang có thể không ít làm chuyện loại này bất kể là cái gì trao giải lễ hay hoặc là tụ hội mặc kệ hắn làm nhiều ra cách, chưa từng có xuất hiện vấn đề, thậm chí chủ sự phương cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn giấu giếm. Nơi này không phải là trong nước. Chu Dục nói. Không phải là trong nước như thế nào, ta cũng không có tiền, không phải nói Mỹ đế vốn liếng quốc gia, có tiền chính là đại gia sao. Xác thực, Mỹ đế là tiền tài trí thượng quốc gia, thế nhưng là đó là nhiều đến nhất định tình trạng. Lý Hữu Khang có bao nhiêu tiền? Hắn chỉ là phổ thông trên ý nghĩa kẻ có tiền, không hơn. Hắn mới xuất đạo một năm, có thể lợi nhuận mấy ngàn vạn cho dù không sai, còn có công ty rút thành. Thế nhưng là chính là như vậy có chút danh tiếng, để cho hắn có phần đắc ý quên hình. Đúng vào lúc này, Lý Hữu Khang lại chầm chầm thượng một nữ nhân. Nơi này mỹ nữ thật không ít a. À. Lý Hữu Khang liếm liếm bờ môi. Lý Hữu Khang để mắt tới nữ nhân này, rất không khéo léo chính là ti chấp tiểu đội đội viên Nami. Nguyên bản tướng mạo liền khá tốt Nami, trên người chỉ có khí khái hào hùng, để cho nàng bằng thêm vài phần mị lực. Còn có lực lượng dược tề đối với thân thể tố hình để cho nàng làn da càng hiển bóng loáng. Lý Hữu Khang tiến lên còn một chút Nami bờ mông. Nami đầu tiên là sững sờ một chút, quay đầu ngạc nhiên nhìn xem Lý Hữu Khang. Nàng là không nghĩ tới, tại trần chiếu trong nhà, cương nhiên phát sinh loại chuyện này. Tiểu thư, đêm nay cùng ta thế nào, bao nhiêu tiền tùy ngươi khai mở. Lý Hữu Khang tự cho là mình còn trẻ tiền nhiều, chỉ cần hắn ngoắt ngoắt đầu ngón tay, bất kỳ một cái nào nữ nhân đều trốn không thoát hắn ngủ chỉ sơn. Thế nhưng là, Nami cho hắn trả lời là một quyền. À. Lý Hữu Khang che liếc té trên mặt đất. Phát. Ngươi dám đánh ta. Ngươi này biểu. Tử. Thời điểm này, hiện trường tân khách ánh mắt cũng bị nơi này hấp dẫn. Tiểu Khang, này làm thế nào? Vương Hạc phát hiện Lý Hữu Khang, thấy được Lý Hữu Khang che liếc té trên mặt đất kêu trên, liền vội vàng tiến lên tới hỏi. Hắn cũng không biết Lý Hữu Khang bản tính, trên thực tế hắn và Lý Hữu Khang cũng chưa quen thuộc. Lý Hữu Khang tiến công ty không được một năm thời gian, khi đó hắn đã tại Los Angeles, lần này là bởi vì công ty ý định để cho lý hữu khang tới hollywood thử thời vận, bởi vì vương hạc đối với los angeles tương đối quen thuộc, cho nên để cho hắn thay chiếu cố một chút. này biểu, tự đánh ta, này biểu, tự dám đánh ta. vương hạc đài đầu nhìn về phía nami, tiểu thư, xin hỏi phát sinh chuyện gì? tên hỗn đảng này tao, nhiễu ta. nami phẫn nộ bừng bừng nói, nàng tại cố nén không có rút súng, chung quy nơi này là trần chiếu gia, nàng cũng không nguyện ý ở chỗ này đồng thủ. Đúng vào lúc này, Trần Chiếu đã nghe đến đó động tĩnh, đi ra. Phát sinh chuyện gì? Hội trưởng, gia hỏa này quấy rối ta, mà còn nhục mạ ta, hắn là người khách nhân. Trần Chiếu vừa nhìn thấy Lý Hữu Khang, sắc mặt nhất thời không tốt. Ai vậy gọi tới? Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 1526 uy, cho ăn, cá mập. Nguồn. Mê truyện audio com Tại sao là ngươi? Lý Hữu Khang sững sờ một chút. Chu dục mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, vương hạt trong lòng lập bộp một chút, thầm kêu một tiếng không tốt. Trần Tiên Sinh. Là ta là, ta. Ta. Trần Chiếu phất phất tay đem hắn mang ra, còn có. Trần Chiếu nói, cho đám người tiến lên liền trực tiếp nhắc tới Lý Hữu Khang. Ngươi muốn làm gì? Cứu mạng A, báo động. Mau báo cảnh sát A. Lý Hữu Khang thất kinh kêu lên. Bất quá nơi này chính là Minh Nguyệt Sơn Trang, cho dù là Leonardo cùng David hai cảnh sát cũng không có để ý tới Lý Hữu Khang cầu cứu. Trần Tiên sinh. Vương Hạc tiến lên muốn xin tha. Ngươi câm miệng. Trần Chiếu lạnh lùng hừ nói. Hắn đối với Vương Hạc không có ý kiến, bất quá vương Hạc đem cái này buồn nôn gia hỏa lấy tới trong nhà mình, hắn ý kiến rất lớn. Trần Chiếu quay đầu hướng mọi người nói. Xin lỗi, bằng hữu của ta nhóm, ta cũng cần xử lý một chút vấn đề riêng. Nơi này tất cả mọi người nhận thức Trần Chiếu, trừ Steven cùng Lars pha mang đến mấy cái tiểu minh tinh cùng người mẫu. Mà những minh tinh này cùng người mẫu từng cái một đầu óc linh quan, bọn họ cũng sẽ không hiên ngang lẫm liệt xuất ra ngăn cản. Đối với bọn họ mà nói, đây chỉ là một việc vui mà thôi. Vương Hạc hiện tại trong lòng qua lạnh, thật vất vả cùng trần chiếu làm tốt quan hệ tên hỗn đảng này tiểu tử một khi đem hắn gần tới một năm nỗ lực toàn bộ làm hư hiện tại hắn còn muốn bảo vệ lấy lý hữu khang trần tiên sinh ngày hôm qua thì chúng ta sai ngài đại nhân có đại lượng buông tha chúng ta a à. chu dục sợ vội xin tha đạo vương hạt trong lòng lập bập một chút bọn họ nhận thức ngày hôm qua ngày hôm qua lý hữu khang cùng chu dục mới từ cục cảnh sát xuất ra lúc ấy lý hữu khang trên mặt trả lại mang theo tổn thương không phải là bởi vì cùng Trần Chiếu phát sinh xung đột à. Vương Hạc đầu óc trực tiếp thả không. Hận không thể vung chính mình mấy bàn tay, chính mình thật đáng chết. Như thế nào không có hỏi rõ ràng ngày hôm qua bọn họ cùng ai phát sinh xung đột. Kết quả hảo chết không chết, trả lại cầm hai người bọn họ kêu đến nơi đây, Chào dẫn theo Lý Hữu Khang, chu dục thì là bị Namiso đẩy lấy tiếng nhập thang máy. Vương Hạc thế nhưng là biết Trần Chiếu có nhiều hung tàn. Lúc trước Trần Chiếu thế nhưng là trắng trận ở trước mặt hắn, trực tiếp cầm hát ban lão đại trực tiếp nhét vào máy xây thịt hiện tại lý hữu khang tại trong nhà hắn nháo sự ai biết trần chiếu hội như thế nào đối với hắn vương hạc chỉ có thể cùng theo một lúc tiếng thang máy hắn hy vọng chính mình có thể dựa vào mặt mũi trái cây bảo trụ lý hữu khang cùng chu dục một cái mạng ta cảnh cáo các ngươi ta ở trong nước thế nhưng là đại minh tinh các ngươi dám đụng đến ta một cọng tóc gáy ngày mai lãnh sự quán sử dụng tìm ngươi nhóm phiền toái vương hạc trong chớp mắt có một loại đuối nước cảm giác tên hỗn đảng này, ngươi có thể hay không câm miệng a, à, ngươi là ngại chết không đủ nhanh có phải hay không? Thời điểm này, Charles đã nhắc tới hắn đe sức IG, trực tiếp nhét vào Lý Hữu Khang trong miệng. Chu Dục thấy được Charles động thương, đã sợ đến tạc mau. Tại Mỹ đế dám trắng trận động thương người, hoặc là chính là cảnh sát, hoặc là chính là hát bang. Tại Chu Dục trong mắt, Trần Chiếu không thể nghi ngờ chính là hát bang đại lão. Trần Chiếu nhìn về phía Vương Hạc. Nơi này đối với ngươi sự tình, ngươi cùng tới làm cái gì? Trần Tiên Sinh, ta ta hy vọng có thể tha hắn một lần tiểu tử này tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện trần chiếu nguyên bản không có ý định giết người bất kể thế nào nói hôm nay là tiểu giác sinh nhật hắn cũng không muốn vào hôm nay thấy máu tên hỗn đảng này là gì của ngươi là công ty của ta ta là hắn tiền bối trần tiên sinh ta cầu ngươi liền tha thứ hắn lần này a à. vương hạc trong lòng nghĩ cần phải trả cái gì giá lớn tài năng bảo vệ lý hữu khang trần chiếu suy nghĩ một chút hỏi cho dù là cùng một cái công ty Tự hồ cũng không cần phải chết bảo vệ à Ngươi cùng hắn rất điêu sao Công ty nói rõ Để ta ở nước ngoài chiếu cố hắn Ta không muốn hắn chết ở nước ngoài Trần Chiếu ngược lại là không nghĩ tới Vương hạc cư nhiên như vậy trung nghĩa Xuất thang máy Chu dục cùng Lý Hữu Khang bị đẩy tới trên bến tàu Càng là đi ra ngoài Lý Hữu Khang cùng Chu dục lại càng là sợ hãi Trên thuyền ghiêu đã thấy được Trần Chiếu đám người qua Trần, bọn họ là người nào Bọn họ là thủ hạ ta hai cái này tại trong nhà của ta nháo sự a à, cần ta hỗ trợ sao ta có thể cho bọn họ nhân gian bốc hơi lý hữu khang cùng chu dục muốn dọa nước tiểu người nam nhân này quả nhiên là hát ban đại lão không cần chỉ cần trừng phạt nho nhỏ một chút bọn họ là được trần chiếu lạnh nhạt nói lý hữu khang cùng chu dục bị đẩy lên ghiêu thuyền khai ra bến tàu 1000 m vương hạc lo lắng nhìn xem lý hữu khang cùng chu dục mấy lần muốn mở miệng thế nhưng là cũng bị trần chiếu ngăn cản Vương Hạc, ta đối với ngươi ấn tượng không sai, dư thừa lời liền không cần nhiều lời, đừng làm cho ta chán ghét ngươi. Vương Hạc quyết đoán căm miệng, nên phải hỏi nên làm, mình cũng đã làm. Nếu trả lại cứu không hai người bọn họ, hắn cũng không có cách. Đội thuyền khai ra ngoài ngàn mét, Lý Hữu Khang cùng Chu Dục đã bị đẩy xuống nước, cho ta bơi về bên cạnh bờ, đúng, ta nơi này chính là có cá mập. Lý Hữu Khang cùng Chu Dục nguyên bản còn không tin, thế nhưng là rất nhanh, bọn họ liền sau khi thấy mặt xuất hiện cá mập vây cá, đang hướng của bọn hắn xông lại cứu mạng, nhanh để ta lên thuyền, nhanh để ta lên thuyền, ta không muốn chết a. À. Lý Hữu Khang thét chói tai vang lên, Chu Dục thì là liều mạng hướng bến tàu, phương hướng bơi lội. Hắn hiện tại đã chẳng quan tâm Lý Hữu Khang, không, hắn căn bản cũng không nghĩ quản Lý Hữu Khang. Hắn hận không thể Lý Hữu Khang đi tìm chết. Đây hết thảy đều là Lý Hữu Khang gây ra phiền toái. Dưới mặt biển cự cá mập lớn thân ảnh, đã ở chung quanh quanh quẩn một chỗ, cho dù là mắt thường cũng thấy rõ ràng dưới nước cá mập ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại liền hướng hồi du, bằng không thì, ngươi liền thật muốn uy, cho ăn, cá mập. Trần Chiếu đứng ở thuyền biên giới, hí hành hại nhìn xem Lý Hữu Khang. Lý Hữu Khang cắn răng một cái, lập tức liền bắt đầu du động. Cá mập trắng lớn lão xem từ phía dưới mảnh liệt ngẩng đầu lên, to lớn sóng nước trực tiếp cầm Lý Hữu Khang lật tung. Lý Hữu Khang dọa nước tiểu, trên thuyền truyền đến một hồi cười vang. Vương Hạc thì là càng thêm khẩn trương. Lý Hữu Khang lấy lại tinh thần, lần nữa ra sức bơi lội thế nhưng là không có bơi lội bao lâu, lão xem lần nữa chui ra mặt nước, lại một lần lật tung Lý Hữu Khang. Vương Hạc trong nội tâm nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn về phía Trần Chiếu. Này cá mập trắng lớn rõ ràng có thể lập tức ăn tươi Lý Hữu Khang. Thế nhưng là nó lại không có làm như vậy. Quá kỳ quái. Kế tiếp lại là mấy lần trêu đùa, Lý Hữu Khang đã không còn khí lực. Tại mặt nước vịt vài cái, nhìn lên muốn chìm vào trong nước. Nami, hải giận không có. Trần Chiếu quay đầu hỏi. Ừ, không sai biệt lắm, nếu như chưa hết giận, lại cho hắn tới nhất thương. Toán, hôm nay là tiểu giác sinh nhật, ta không muốn giết người. Gil, ngươi trên thuyền lại lưới đánh cá sao? Trần Chiếu hỏi. Gil là hải tặc, thuyền hải tặc thượng đương nhiên có lưới đánh cá. Đương nhiên, hải tặc lưới đánh cá là dùng để bắt người, không là dùng để bắt cá. Không bao lâu, Lý Hữu Khang đã bị lưới đánh cá vét lên. Trần Chiếu cánh tay khoác lên vương hạt trên bờ vai. Đi thôi, tiếp tục party, đừng làm cho hắn quấy tâm tình chương 1526 hắn lưu lại ta đi. Nguồn Mê truyện audio com Đối với Gil không thể lên bờ, Trần Chiếu cũng rất buồn rầu. Phía trên một mảnh hoang thanh tiếu ngữ, Gil một người đợi trên thuyền. Thật sự là có chút không thể nói nổi. Thế nhưng là Trần Chiếu lại không thể vì chiêu đại Gil, cầm tất cả mọi người gạt lấy. Trần Chiếu thậm chí hối hận A à Gil kêu đến. Thuyền cập bờ, Chu dục ngồi ở trên bến tàu rung rẩy. Lý Hữu Khang bị vứt xuống thuyền, bây giờ còn không có trì hoãn qua, nằm trên mặt đất cũng ở rung rẩy. Chao Smack nhìn hai người, lập tức cút ra ngoài, đừng làm cho ta tại trong sơn trang xem lại các ngươi. Nami là đi ở mặt sau cùng người, nàng lại quay đầu lại chạy được Lý Hữu Khang trước mặt. Ngươi có thể đi thử một lần báo động, ta rất chờ mong ngươi làm như vậy, như vậy ta liền có đầy đủ lý do tiêu diệt ngươi. Đối với Minh Nguyệt Sơn Trang tân khách mà nói, đây chỉ là một tiểu tiểu nhạc đệm. Vương Hạc thở dài, thu thập tâm tình lại cho Trần Chiếu bồi tội. Trần Chiếu sẽ không đem việc này dẫn cho đánh mèo Vương Hạc. Chung quy, Vương Hạc hiện tại có thể trọng yếu, hắn thế nhưng là quan hệ lấy Trần Chiếu cuối năm thu hoạch. Tại náo nhiệt qua đi, Tiểu Giác cưỡi công chúa lóe sáng đăng trang. Tất cả mọi người cho Tiểu Giác sinh nhật chúc phúc. Ba ba, sinh nhật của ta cũng phải như Tiểu Giác đồng dạng. Fisher lôi kéo đeo nói. Đeo gương mặt trúc trúc, nhìn về phía Idris Fay. Idris Fay cùng Lora từng người nắm Vera cùng Ronnie, Idris Fay tự hồ cũng ở gặp phải đồng dạng vấn đề cho nên bọn họ không hẹn mà cùng cách không liếc nhau. Ba xin kích động cánh, mang theo một cái tiểu lễ hộp, chậm rãi rơi xuống tiểu giác trước mặt. Tiểu giác đưa tay tiếp nhận tiểu lễ hộp, Laspha đứng ở tiểu giác trước mặt. Tiểu giác, đây là giáo phụ vì ngươi chuẩn bị lễ vật. Cảm ơn giáo phụ. Fisher, Ronnie cùng Vera ba cái tiểu ma vương nhìn đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Trần quả nhiên là đờ ruôi, hắn sủng vật lại nhiều. Daniel thì thào nói, hắn và Manny đứng ở Zara ra bên người. Steven nhìn xem Lasfa nhất thời phẫn nộ, hắn là lúc nào tìm Trần Chiếu hỗ trợ nghĩ ra được loại này tặng quà phương pháp. Steven nhìn hai bên một chút, thấy được kinh công, lập tức tiến lên lôi kéo kinh công. Giúp ta đem lễ vật đưa cho tiểu giác, quay đầu lại ta mời ngươi uống rượu. Steven cảm giác mình cầm qua đi thật không có sáng ý, trực tiếp tìm kinh công hỗ trợ. Steven cùng kinh công cũng đã làm giao lưu, hắn biết Trần Chiếu trong nhà sủng vật một cái so với một cái thông minh. Kinh công với tư cách là linh trưởng loại, chỉ số thông minh lại càng là không phản đối hắn tại kính tử hồ làm khách thời điểm đã từng thấy được kinh công trọng uống rượu kinh công đứng lên ông steven chuẩn bị lễ vật cùng steven cùng đi hướng tiểu giác tiểu giác đây là giáo phụ cho ngươi lễ vật cảm ơn giáo phụ có thể mà là ngươi không có thể hay không không dùng râu mép gim tiểu giác steven rất miễn cưỡng lộ ra nụ cười hiện trường một hồi cười nhẹ thời điểm này cái khác chuẩn bị lễ vật tân khách cũng lần lượt cầm lễ vật đưa đến tiểu giác trước mặt trần chiếu không có để cho tiểu dét đương trường mở ra chung quy tân khách tặng quà có đắt đỏ có tiện nghi trần chiếu không để ý tiểu dét thu được lễ vật quý không đắt trọng chỉ cần tâm ý đến là được sau đó chính là thổi bánh sinh nhật trần chiếu cho tiểu dét chuẩn bị là một lớn đến không tính được bánh ngọt hiện trường đại bộ phận người đều không thể nào thích ăn bánh ngọt chung quy nó chủ yếu thành phần là phản thức a xích béo đối với tiêu hóa không tốt người đến nói ăn một miếng cũng sẽ táo bón cho dù là thân thể khỏe mạnh người cũng không thích hợp ăn quá nhiều Đoán chừng cũng liền mấy cái tiểu ma vương, cùng với trong nhà sủng vật nguyện ý ăn. Dù sao trần chiếu cùng Fari là không nguyện ý ăn. Tại thổi sông ngọn nến, hiện trường lại vang lên sinh nhật ca. Tiểu giác cùng Fisher, Ronnie cùng với Vera lại bắt đầu chơi đùa lên. Bất quá tiểu hài tử tinh lực chung quy có hạn. Đại nhân có thể sống phóng túng nghiêm chỉnh cái buổi tối, tiểu hài tử liên hệ ồn ào một giờ đã mệt mỏi không được. Sau đó ngay tại Fari cùng Lora chiếu cố cho, bốn đứa bé nằm một cái trong phòng ngủ ngủ hai cái mẫu thân thì là bắt đầu giao lưu dục nhi qua Patty như cũ tiến hành đối với âu mỹ quốc gia mà nói Patty chủ đề chỉ là sống phóng túng mượn cớ mà thôi trần chiếu cũng không có khả năng nói cho bọn hắn biết đã rất trễ các ngươi toàn bộ xéo ngay cho ta bất quá đến rạng sáng hai ba tân khách cũng liên tiếp chính mình rời đi uống cao trần chiếu cũng đã sớm liên hệ đại giá còn có một ít như steven cùng lasva bọn họ đều có bản thân bảo tiêu hiệp hội người thì là một cái chưa đi, đi theo Trần Chiếu một chỗ bỏ vào bến tàu cùng Gil lại uống lên. Hiệp hội người cùng Gil đã xem như quen biết đã lâu, cho nên đều thả rất khai mở. Liệt ma thì là bắt đầu thu thập sơn trang. Đều ngày hôm sau đưa đi hiệp hội người, Gil cũng ở sau đó rời đi. Gil còn cần tiếp tục tìm hiểu vàng bạc đảo tin tức. 5 tỷ. Chu Dục tiếp lên Chu Hiểu Nam điện thoại. Chu Dục, đến cùng phát sinh chuyện gì, vừa rồi ta đón đến Vương Hạc điện thoại, hắn nói ngươi cùng Tiểu Khang tại Los Angeles gặp chuyện không may, thế nhưng là hắn lại chưa nói xảy ra chuyện gì để cho ta hỏi ngươi chu hiểu năm hiện tại rất sốt ruột nàng không biết lý hữu khang cùng chu dục đến cùng phát sinh chuyện gì mà nàng cũng không biết nếu như hai người gặp chuyện không may chính mình có biện pháp nào không giải quyết chung quy người nàng mạch đều ở trong nước tại người mỹ mạch thậm chí cũng không bằng vương hạt nam tỷ ta đề nghị công ty của chúng ta cùng lý hữu khang giải ước hoặc là trực tiếp đưa hắn lạnh giấu đi chu dục lãnh tĩnh nói vì cái gì đây là có chuyện gì Tiểu Khang mặc dù có điểm sinh khí, bất quá hắn bây giờ là công ty của chúng ta trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, đi qua một năm thời gian trong, chúng ta tại trên người hắn đầu nhập bao nhiêu tài nguyên ngươi cũng không phải không biết. Nam tỷ, nếu như ngài biết nàng tại Los Angeles bên này sự tình, ngươi cũng sẽ cùng ta đồng dạng ý nghĩ. Chu Dục cầm hai ngày này sợ có bất mãn tâm tình tất cả đều phát tiết xuất ra. Hắn đã chịu đủ lý hữu khang, hắn có thể dễ dàng tha thứ chính mình phụ trách nghệ nhân đùa nghịch chút ít sinh khí. Với tư cách là người đại diện, hắn chức trách chính là giải quyết một chút phiền toái. Thế nhưng là nơi này có cái điều kiện tiên quyết, đó chính là sẽ không nguy hiểm cho với bản thân sinh mệnh an toàn. Thế nhưng là Lý Hữu Khang hành vi, để cho hắn thiếu chút mất mạng. Ai cũng không muốn nói cái đầu làm việc. Chu Dục tự nhận là là người bình thường, hắn không có cường đại như vậy trái tim. Chu Hiểu Nam lặng lặng nghe Chu Dục phàn nàn. Nàng đều không nghĩ tới Lý Hữu Khang đã vô pháp vô thiên đến loại tình trạng này. Chu Dục, ngươi nói đều là thực. Ta không cần phải lừa ngươi, ta một năm nay trọng tâm cũng đều tại Lý Hữu Khang trên người, nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, ta không muốn chính mình công tác uổng phí, thế nhưng là ta đã vô pháp dễ dàng tha thứ hắn, nếu như Nam Tỷ cảm thấy còn có thể lưu lại hắn, như vậy hắn lưu lại ta đi. Ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Chu Hiểu Nam nói. Nàng cũng minh bạch chu dục cảm thụ. Bọn họ dù sao cũng là giải trí công ty, cũng đen. Xã hội. Bởi vì dưới cơ nghệ nhân gây chuyện, dẫn tới họa sát thân, đổi lại là ai cũng sẽ không cao hứng. Chương 1528 chống đỡ nhiệt độ cao khảo thí. Nguồn: Mê truyện audio.com. Chú Hiểu Nam tại cùng Chu Dục câu thông, lại bấm Vương Hạc điện thoại. Vương Hạc, Lý Hữu Khang thật như vậy khác người. Nam tỷ, ta biết ngươi nghĩ pháp, thế nhưng là Lý Hữu Khang là thật đại phiền toái, hôm nay nếu như không phải là ta bỏ mặt mũi cầu mãi, đoán chừng Lý Hữu Khang cùng Chu Dục đều muốn bị uy cho ăn cá mập." Vương Hạc rốt cục tới để cho Chu Hiểu Nam quyết định. Lý Hữu Khang hiện tại đầu nhập tài nguyên mặc dù nhiều, bất quá còn không đến mức để cho nàng công ty tổn thương gân động cốt. Mà Chu Dục là thâm niên người đại diện, ở trong nước nhân mạch khác xa phổ thông người đại diện có thể so sánh. Từ loại trình độ nào đó mà nói, Chu Dục nếu so với Lý Hữu Khang quan trọng hơn. Mấu chốt nhất một chút là, Lý Hữu Khang đắc tội Trần Chiếu. Cho tới bây giờ, Chu Hiểu Nam cũng không biết Trần Chiếu đến cùng là thân phận gì. Thế nhưng là hắn lực ảnh hưởng lại không thể nghi ngờ đầu tiên vương hạc bây giờ là công ty lớn nhất tìm lực cổ chỉ cần điện ảnh chiếu phim về sau như vậy vương hạc có lẽ cũng sẽ như trần kha như vậy nhất phi trùng thiên mà trần kha lại là người kia biểu muội lần này xử lý không tốt vương hạc cùng trần kha sợ là cũng sẽ có câu oán hận lại càng là đắc tội trần chiếu trần chiếu có thể ảnh hưởng steven cùng Lasva, mà hai người kia vừa có ảnh hưởng tất cả hollywood năng lực đến lúc đó công ty bọn họ nghệ nhân e rằng sẽ chặt đức cùng hollywood hợp tác đây là nạn không nguyện ý nhất thấy được cho nên thay vì nhắm trúng rất nhiều người bất mãn, chẳng giải quyết dứt khoát. Vương Hạc kỳ thật cũng là tâm hoảng hoảng. Vốn là cái cùng trần chiếu gần hơn quan hệ cơ hội thật tốt. Kết quả mặt danh kỳ diệu nhảy ra một cái lý hữu khang. Vương Hạc cũng là từ nhỏ thịt tươi qua. Bởi vì hiện tại niên kỷ hơi lớn một chút, muốn thông qua fans hâm mộ hiệu ứng tới vòng tiền đã rất khó. Thế nhưng là hắn hành động vừa không có đến có thể cùng những cái kia lão hí cốt đối với hí tình trạng. Hắn hiện tại duy nhất ưu thế chính là tại Steven Điện Ảnh chỉ cần có thể thông qua Steven điện ảnh mà lấy được thành tích tốt, như vậy ít nhất sẽ không còn có người nói hắn hành động nát. Hắn cũng có cơ hội từ nhỏ thịt tươi chuyển hình. Dù cho Trần Chiếu không có Hollywood nhân mạch, hắn cũng là kẻ có tiền. Đây là một cái cường đại nhân mạch. Vương Hạc đã không còn là thanh niên sức trâu, hắn vô cùng rõ ràng Trần Chiếu loại này cấp bậc kẻ có tiền, có thể mang đến cho hắn bao nhiêu lợi ích. Loại người này mạch không chỉ là tại ngành giải trí có ích. Như Vương Hạc như vậy, thông qua diễn xuất hoặc là tẩu tú các loại kiếm tiền mà tiền hắn đặt ở trong ngân hàng chính là rỉ sắt thế nhưng là nếu như có thể thông qua trận chiếu như vậy siêu cấp phú hào đáp thượng xe tiện lợi như vậy liền có thể tiền đẻ ra tiền hiện tại những cái kia xí nghiệp lớn bọn họ tại thượng thành phố lúc trước trên cơ bản cũng sẽ tiến hành một lần cuối cùng đầu tư bỏ vốn nói là đầu tư bỏ vốn chẳng nói là thuận mua mọi người cùng nhau phát tài có thể là muốn thuận mua nguyên thủy cổ cũng không phải ai cũng có cơ hội nhân gia cùng ngươi không thân chẳng quen dựa vào cái gì cầm nguyên thủy cổ bán cho ngươi cũng tỷ như nói trước đây ít năm trong nước lớn nhất giải trí công ty hoa di đưa ra thị trường lúc trước trong công ty nhất tuyến minh tinh đều thuận mua một bộ phận nguyên thủy cổ ngoại nhân muốn mua cũng không có cơ hội mua lại nói thí dụ như kẻ có tiền muốn đầu tư một bộ phim thông qua nhân mạch liền có thể đáp cầu dắt mối hay hoặc là dành đến một cái diễn viên chính đây là ngành giải trí có chút nhân vật cũng không phải diễn viên thích hợp nhân vật này mà là nhân vật này bị đổi thành thích hợp diễn viên định vị đây cũng là vương hạt tối tâm nhét địa phương hắn hảo ý mang Lý Hữu Khang mở ra thoát tầm mắt cùng người mạch. Trước đó hắn liền đã cảnh cáo Lý Hữu Khang. Kết quả Lý Hữu Khang đối với hắn cảnh cáo làm như không thấy. Tại trận chiếu trong trang viên tùy ý làm bậy. Vương Hạc giết người tâm đều có. Thế nhưng là Vương Hạc không thể làm như vậy. Nếu như hắn thấy chết mà không cứu được, trần chiếu xem thường hắn. Công ty mình cũng sẽ được làm bất hòa chính mình. Đây cũng là Vương Hạc thông minh địa phương. Vương Hạc càng nghĩ, còn là quyết định đi tìm trần chiếu. Không nói đem mình tẩy thoát liên quan, ít nhất cũng phải cho thấy chính mình lập trường. Huy, Trần Tiên sinh mà, ta là Vương Hạc, có rảnh không? Ta nghĩ cùng ngươi gặp mặt. Có chuyện gì không? Ta chủ yếu là muốn hướng ngươi nói lời xin lỗi. Đây không phải ngươi sai. Thế nhưng là ta còn là muốn hôn tự hướng ngươi nói lời xin lỗi, không chỉ là đại biểu cá nhân ta, còn có chúng ta công ty. Vương Hạc thái độ tương đối thành khẩn. Vậy đi ta nhà Kim Marina nhà hàng A, ban ngày ta còn có việc, 6 giờ tối gặp mặt. Trần Chiếu nói Hảo, ta hiện tại liền dự định bao sương Vương Hạc nói Không cần, ta gọi điện thoại là được Nếu để cho Vương Hạc điện thoại dự định bao sương Đoán chừng muốn 4-5 ngày dự định thời gian Hiện nay Marina nhà hàng trên cơ bản cùng Trần Chiếu tư nhân không có gì khác nhau Trần Chiếu cá nhân chiếm cổ 70% Tuy 30% cổ phần vẫn còn ở Nefa Toàn trên tay Bất quá nghe Andrew nói qua, Nefa Toàn đã chống đỡ không hạ xuống đến lúc đó 30% cổ phần khẳng định phải rơi vào ngân hàng trong tay. Lấy Trần Chiếu cùng Hoa Kỳ ngân hàng quan hệ, Trần Chiếu nếu như đưa ra muốn thu hồi toàn bộ cổ phần yêu cầu, Hoa Kỳ ngân hàng cơ có thể hay không cự tuyệt. Từ khi lần kia, Nefa toan lại nhiều lần cho Trần Chiếu gọi điện thoại, hy vọng có thể vay tiền. Bất quá Trần Chiếu đều không có đồng ý. Trần Chiếu cảm giác mình càng lúc càng giống nhà tư bản. Bởi vì Trần Chiếu hy vọng kia 30% cổ phần trở lại trong tay mình hoặc là liền lưu ở ngân hàng trong tay, cũng cách khác tại Nepha. Toàn trong tay hảo. Cho nên Trần Chiếu hy vọng Nepha. Toàn phá sản. Tuy nói Trần Chiếu cùng Nepha. Toàn không có bất kỳ ân oán, cũng không có bất kỳ lợi ích xung đột. Có thể là vì Nepha. Toàn trong tay cầm lấy Marina nhà hàng 30% cổ phần. Cho nên Trần Chiếu mới hy vọng hắn phá sản. Đương nhiên, Trần Chiếu sẽ không xuất thủ đối phó hắn. Ít nhất Trần Chiếu không để cho ngân hàng cho Nepha. Toàn tạo áp lực bằng không thì pha. Toan cũng sớm đã nhìn không được hiện tại pha. Toan là thật đến sơn cùng thủy tận tình trạng mỗi tháng phải trả ngân hàng hơn 2.000 vạn đô la còn có đại lượng tư nhân mượn tiền mà bản thân hắn lại không có một cái ổn định thu vào khởi nguồn tuy nói hắn tại Hollywood danh khí rất lớn thế nhưng là hắn không có khả năng mỗi bộ hí thanh toán cũng có thể có mấy ngàn vạn đô la hơn nữa mặc dù hắn là Hollywood nhất tuyến minh tinh một năm có thể có một bộ hay một thanh toán hí liền không sai Khách quan cho hắn mỗi tháng trả khoản, điểm này thanh toán hoàn toàn là như muối bỏ biển. Trần Chiếu cái gì đều không cần làm, những cái kia trả lại vay cũng đủ để để cho Nefa. Toàn phá sản. Trần Chiếu đi ô tô, khu xa đến hiệp hội tổng bộ. Kết quả thấy được Charles đang cầm lấy một cái súng phun lửa, đối với Udo phun ra. Trần Chiếu nhìn mồ hôi lạnh ứa ra. Các ngươi đang làm gì đấy? Hội trưởng, chúng ta tại thí nghiệm ngân long long lân giáp chống đỡ nhiệt độ cao hiệu quả. Charles dừng lại súng phun lửa, Udo's lông tóc ít bị tổn thương. Vậy cũng đừng tìm lão nhân này a. À. Hội trưởng, ngươi đừng quái chao, là ta chủ động yêu cầu tham dự khảo thí. Udo's vội vàng nói. Hảo ba, còn là cẩn thận một chút. Trần Chiếu nói. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 1529 nữ công tước. Nguồn: Mê truyện audio.com. Ngân lông lông lân giáp có thể hoàn toàn ngăn cản súng phun lửa uy lực. Trần Chiếu hỏi: Súng phun lửa nhiệt độ có thể đạt tới 1.200 độ. Một khi phun ra tại Ngân Long Long Lân Giáp, Ngân Long Long Lân Giáp sử dụng hình thành một tầng vòng bảo hộ, đem người sử dụng bảo hộ ở. Bất quá thời gian kéo dài không lâu, tối đa 15 phút, Ngân Long Long Lân Giáp sử dụng mất đi lực phòng ngự. Chaos nói. Vậy báo hỏng sao? Không phải, Long Lân Giáp hội dần dần khôi phục ma lực, cần ít nhất 12 giờ tài năng hoàn toàn khôi phục. Hiện tại trong hiệp hội người đều đang chuẩn bị đi đến dưới mặt đất chỗ sâu trong thí luyện. Bất quá cũng không phải mỗi người đều đầu tiên muốn có đầy đủ nhiệt độ sức chống cự. Udo cho dù. Lấy hắn thể chất, không cần nhiệt độ cao, ngay tại trên bãi tập chạy vài vòng liền có thể để cho hắn thở không ra hơi. Nếu như ngoại giới nhiệt độ tại 200 độ, là ngân long long lân giáp tốt nhất bảo trì trạng thái, có thể duy trì chừng 6 giờ. Trần Chiếu suy nghĩ một chút, lúc ấy chính mình đi dưới mặt đất thám hiểm thời điểm, nhiệt độ không sai biệt lắm cũng liền 200 độ suốt đầu. Đương nhiên, đó là chỉ không khí nhiệt độ, mà có chút nham tương trì khu vực, nhiệt độ cao hơn nữa, có khả năng tiếp cận 300 độ. Cho nên chỉ một ngân long long lân giáp hiển nhiên còn chưa đủ để lấy ứng phó nhiệt độ cao. Mỗi người chuẩn bị 3 món ngân long long lân giáp, một kiện mặc lên người, hai kiện dự phòng, 3 món thay phiên sử dụng, như vậy có khả năng trên phạm vi lớn giảm xuống nhiệt độ cao mang đến làm phức tạp. Trần Chiếu nói. Hội trưởng, Ruby trả lại thiết kế ra một loại máy móc cầu, dùng để chở năm khí ni ngân long long lân giáp tại nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh, tốc độ khôi phục hồi đề cao mạnh, loại này khí ni tơ máy móc cầu có thể dùng để lấy phòng ngừa vạn nhất. Trần Chiếu gật gật đầu. Các ngươi cũng tham gia a. À? Ừ, chúng ta ti chấp tiểu đội đều. Như vậy vũ khí nóng cũng đừng mang, mang theo vũ khí nóng là tìm phiền toái cho mình. Tại nhiệt độ cao trong hoàn cảnh, tùy thân mang theo vũ khí nóng, ai biết lúc nào bạo tạc. Tuyển định thời gian sau. Trần Chiếu hỏi. Sau chủ nhật. Charles nói. Trần Chiếu cảm thấy, mình cũng hẳn là chuẩn bị một chút tuy nói Trần Chiếu đương lúc mới đi là nửa bước thiên địa không minh, lúc đó Trần Chiếu đã thành thạo. Bất quá lần này cũng không phải là Trần Chiếu một người, Trần Chiếu còn cần phụ trách bảo hộ bọn họ, nếu như gặp được đột phát tình huống, Trần Chiếu cũng không hy vọng lại người gặp nạn. Cho nên Trần Chiếu còn là cần làm một ít chuẩn bị biện pháp. Đoạn này thời gian, hiệp hội người đều đang chuẩn bị, vì dưới mặt đất thám hiểm chuẩn bị. Trần Chiếu đi vào trong tổng bộ, tìm đến Wes. Wes, ngươi hai ngày này thống kê một chút, lần này tiến đến dưới mặt đất thám hiểm tên người đơn ta biết. Wes gật gật đầu. Hội trưởng, ta liền không đi, ta bộ xương già này đi cũng là đường vướng víu, ta liền lưu ở tổng bộ. Có thể. Lần này dưới mặt đất thám hiểm vốn chính là tự nguyện. Ai nguyện ý đi ai đi, Trần Chiếu sẽ không cưỡng cầu. Hơn nữa Wes bản thân cũng thuộc về phụ trợ hình thông linh sư. Hắn tối không am hiểu chính là chiến đấu. Mặc dù thực lực của hắn kỳ thật không kém. Bất quá hắn vẫn luôn không thể nào thích chính diện cùng địch nhân giao phong. Trần Chiếu tại trong hiệp hội đi một vòng, cùng mấy người gọi qua liền rời đi. Gần nhất trong hiệp hội không có đại sự, cũng không cần chính mình xử lý. Việc nhỏ có West, cũng không cần chính mình quan tâm. Los Angeles phi trường quốc tế, một trận đến từ châu Âu tư nhân máy bay đáp xuống. Tất cả sân bay bởi vậy ngừng vận một giờ. Một cái lão phụ nhân nền bước chậm chạp bộ phát, từ trên máy bay hạ xuống. 23 đại huyết Mary không là lần đầu tiên tới Mỹ đế. Nàng cũng không phải rất thích Mỹ đế chính phủ, bởi vì Mỹ đế linh dị giới sở dĩ vẫn luôn không thể nào sinh động, rất lớn trình độ thượng là vì chính phủ áp chế. Liên cung điện ảnh ít men trong tình tiết tương tự. Mỹ đế chính phủ vẫn luôn có một loại nguy cơ ý thức. Hay hoặc là nói vậy là quốc gia này quốc dân hình thái ý thức. Bọn họ đối với chưa quen thuộc hoặc là vô pháp nắm giữ lực lượng vẫn luôn có một loại mâu thuẫn tâm lý. Có thể là bọn hắn lại biết linh dị lực lượng là ắt không thể thiếu. So với cũng tỷ như nói 40 năm trước, Mỹ đế chính phủ liền muốn mời 23 đại huyết Mary, cùng với ba cái đến từ hoa hạ linh dị giới nhân vật đại biểu hỗ trợ xử lý đo rinh hiệu u linh thuyền chính phủ không thể không nghĩ tới nắm giữ một cái linh dị tổ chức chính phủ đã từng không chỉ một lần xây dựng siêu tự nhiên đoàn đội nhưng là phải sao chính là thực lực không đủ hoặc là chính là khắp nơi chèn ép cuối cùng dẫn đến đoàn đội nội bộ tan rã ở điểm này hoa hạ phát triển tình thế xem như tốt nhất bởi vì trăm ngàn năm qua hoa hạ đã hình thành một bộ chính mình truyền thừa phương thức mà hoa hạ chính phủ cũng chỉ là tại ngoài sáng thường phong tỏa phương diện này tin tức. Đông Doanh thì là hoa hạ phiên bản, đồng dạng thuộc về linh dị thi đổ khu. Á Châu chính là hoa hạ cùng Đông Doanh xem như linh dị tổ chức phát triển là hài lòng nhất quốc gia khu. Nhóm thứ hai thì là Thái Lan, cũng có như vậy một hai cái tương đối nhân vật đứng đầu. Có nhất định linh dị giới sinh động. Bắc Âu cũng là thuộc về đệ nhất đương, đồng dạng cũng có được vô cùng sinh động linh dị hoạt động cùng tổ chức. Tiếp theo chính là Châu Phi, với tư cách là tứ đại văn minh quốc gia cổ Ai Cập một cái bảo tiêu vì 23 đại huyết Mary bung dù che nắng. Nãy nãy, người trước kia lại tới nơi này đi. Mana. Nà, huyết Mary hiển lộ có chút hưng phấn. Đây là nàng lần đầu tiên xuất ngoại, hơn nữa còn là trứ danh Hollywood. Ừ, trước tới vẫn là tại 40 năm trước. 23 đại gật gật đầu. Thời điểm này, một người mặc chỉnh tề trung niên nam tử đi tới. Ngươi hảo Mary công tước, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngài. Vị này chính là Los Angeles thị trưởng Denzel ta đã sắp xếp cho ngài hảo tử điếm. Đen gieo tiên sinh, lần này ta chỉ là lấy tư nhân thân phận đến đây, cũng không phải lấy Hungary vương thất thân phận, cũng thỉnh không nên gọi ta là công tước, bảo ta nữ sĩ là được, ta cũng không cần ngài an bài, ta có bản thân sắp xếp hành trình. 23 đại nhàn nhạt nói, lấy thân phận nàng còn có dành trước, cho dù là đối mặt anh quốc nữ vương, nàng cũng có thể lấy trưởng bối thân phận miễn mất lễ tiết. Lại càng không cần phải nói là nhỏ hơn nàng 100 tuổi chính khách đen gieo mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ hắn là không muốn quản tiếp đãi loại này bối phận siêu cấp cao châu âu thành viên hoàng thất liền thuộc về hết sức không lấy sự tình tốt ngày nay nàng còn là lấy tư nhân thân phận đến đây thế nhưng là nếu như nàng tại los angeles gặp được phiền toái gì thậm chí là gặp được nguy hiểm gì vậy hắn liền xong người khác cũng mặc kệ nàng có hay không lấy tư nhân thân phận người khác chỉ sợ chỉ trích hắn vô năng thậm chí chỉ trích los angeles trị an một cái châu âu thành viên hoàng thất đến đây lại vô pháp cam đoan an toàn hắn kẻ thù chính trị cũng sẽ không để ý tới hắn giải thích chỉ sợ bắt lấy cơ hội này tiến công tiêu diệt hắn mary nữ sĩ ta cũng không hề chậm trễ ngày hành trình ngài có bất kỳ nhu cầu ta cũng có thể vì ngài sớm an bài còn là không cần ta lần này chẳng qua là một lần hoạt động thương nghiệp mà thôi mary nữ sĩ xin lỗi ta hơi mệt chút gặp lại tiểu tử mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông hoang việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lão hồi hương bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang võ giới lập nên bất hủ truyền kỳ chương 1530 nghìn cầu trợ nguồn mê truyện audio com nãy nãy chúng ta kế tiếp đi tử điểm sao tra một chút có cái gì không sai nhà hàng. 23 đại lạnh nhạt nói. Theo bên người đi theo trợ lý ngải lặng yên kéo là 23 đại chính mình thuê. Ngải lặng yên kéo chính là một cái bình thường người, nàng đối với 23 đại rõ ràng giới hạn tại biết 23 đại là Hungary đại công tước, cùng châu Âu mười mấy cái quốc gia hoàng thất đều có liên hệ máu mũ. Marina nhà hàng, Los Angeles nhân vật nổi tiếng thích nhất đi nhà hàng. Từ, hẹn trước một chút. 23 đại nói. Có lẽ đối với những cái kia nhân vật nổi tiếng mà nói cần xếp hàng, thế nhưng là đối với 23 đại mà nói cũng không cần phiền toái như vậy. Thân phận nàng có thể cho nàng giải quyết rất nhiều chuyện. Cho dù là đi điện Buckingham, nàng đều không cần xếp hàng. Cụ thể giải quyết như thế nào? Nói đơn giản, trực tiếp tra tìm nhà hàng cổ đông, sau đó cho hắn gọi điện thoại. Quy, oui, Trần Tiên Sinh. Ta là Marina nhà hàng quản lý, Deborah. Có chuyện gì không? Trần Tiên Sinh, có một vị đến từ châu Âu Đại Công Tước hy vọng có thể tại nhà hàng đính một cái bao xương, ta nghĩ hỏi một chút ngài ý tướng. Hả? Ngươi xác định không có bị lừa gạt. Gọi điện thoại tới là Hungary lãnh sự quán. À, vậy cho bọn hắn đính chính là. Trần Chiếu lạnh nhạt nói. Tuy nói Marina nhà hàng chủ trương là công bình. Thế nhưng là trên thế giới nơi đó có chân chính công bình. Mặc dù Trần Chiếu cũng cần tuần hoàn theo một cái quy tắc. Có một cái châu Âu đại công tước đến từ mình nhà hàng tiêu phí, lại nói tiếp đối với Marina nhà hàng cũng thật là tốt tuyên truyền. Trần Chiếu mắt nhìn thời gian, không sai biệt lắm cũng muốn đi phó ước. Cùng Vương Hạc ước hẹn 6 giờ tại nhà hàng gặp mặt. Trần Chiếu đến nhà hàng thời điểm, trả lại sớm nửa giờ, đúng lúc này sau, Nê Pha. Toan chạy vào Trần Chiếu bao sương. Nê Pha tiên sinh, làm sao ngươi tới? Trần Chiếu nhìn xem Nê Pha. Toan, hắn lúc này nhìn lên có chút chật vật. Mấy lần trước thấy Nê Pha. Toan thời điểm, hắn đều là mặt chỉnh tề, không mất phong độ. Thế nhưng là lúc này Nê Pha. Toan nhìn xem lại có điểm chán nản cảm giác. Trần Tiên Sinh, thỉnh giúp ta một chút a. À. Nê Pha Toan mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn đã không biết vài ngày không có cạo râu, vẻ mặt râu ria, tóc cũng có chút mất trật tự, ánh mắt phiêu hốt, thần sắc quể oải. Khi hắn tới gần Trần Chiếu thời điểm, Trần Chiếu trả lại nghe thấy được trên người hắn một tia hương vị. Nê Pha Toan cũng không biết dài bao nhiêu thời gian không có tắm rửa. Nê Pha Tiên Sinh, ta e rằng không giúp đỡ được cái gì, ta tiền mặt cũng không nhiều, ta tiền đều làm đầu tư. Trần Chiếu hy vọng Nê pha. Toan có thể chủ động một ít trời đi. Hắn không muốn đem nói quá tuyệt, thế nhưng là hắn cũng sẽ không giúp đỡ Nefa. Toan. Thứ nhất chính là hắn không phải mình bằng hữu. Còn có một chút, Trần Chiếu rất mang thù. Nefa. Toan đã từng nghĩ lừa gạt mình tiền. Hắn đã đem Marina nhà hàng 30% cổ phần nhiều lần thế chấp. Rõ ràng còn muốn bán cho mình 3.000 vạn đô la. Chỉ bằng điểm này, Trần Chiếu là tuyệt đối không có khả năng đem tiền cấp cho hắn mà hắn hiện tại cũng là mình làm mình chịu, nhiều lần thế chấp dẫn đến hắn nợ tiền càng ngày càng nhiều. Trần Chiếu lúc trước nghe Andrew nói qua, Nefa Toàn thiếu nợ ngân hàng tiền liền cao tới 200 triệu 4 ngàn vạn đô la. Thế nhưng là hắn thiếu nợ tư nhân mượn tiền tiền e rằng càng nhiều, hơn nữa tư nhân mượn tiền đây chính là lãi mẹ để lãi con. Trần Chiếu hiện tại đã xem như siêu cấp phú hào, cũng không dám đi tiếp vay nặng lãi. Vay nặng lãi ăn tươi nuốt sống, ai đụng ai chết. Nefa Toàn tiếp vay nặng lãi, liền tương đương với uống rượu độc giải khác. Có thể rõ ràng nhất thời chi gấp, tuy nhiên lại chết thảm hại hơn. Còn có nhiều lần thế chấp Marina nhà hàng 30% cổ phần, sợ phải trả tiền lãi, đồng dạng là cao dọa người. Chỉ sợ hắn hiện tại thiếu nợ nợ bên ngoài liền vượt qua 500 triệu đô la. Mà Nefa, toan tuyệt đối không có cao như vậy tài sản. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm là được xin phá sản bảo hộ. Làm như vậy hậu quả liền là ngân hàng tạm thời sẽ không lại tạo áp lực thế nhưng là hắn tất cả tài sản cũng sẽ bị ngân hàng đông kết. Hắn trở nên hai bàn tay trắng. Đương nhiên, này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, tư nhân mượn tiền phương cũng sẽ không quản lý hắn có hay không có phá sản bảo hộ. Hắn tốt nhất kết cục chính là chết ở đầu đường. Cho nên hắn căn bản cũng không dám đi xin phá sản bảo hộ. Hắn cảm thấy còn có thể lật bàn, hắn cảm thấy còn có cơ hội. Trần tiên sinh, cầu ngươi, ta cầu ngươi. Nê Toàn đã quỳ trên mặt đất hắn là thực đến bước đường cùng mấy ngày nay hắn thậm chí không dám hồi nhà mình hắn chỉ dám ở lại một cái tiểu trong khách sạn để tránh đòi nợ người hắn chỉ cần mở ra di động toàn bộ điện báo biểu hiện đều là đòi nợ ngươi lừa gạt qua ta trần chiếu nói ta biết là ta không đúng thế nhưng là thế nhưng là khi đó ta đã đến bước đường cùng Pha. toan tuyệt vọng nói hắn biết trần chiếu có tiền bởi vì hắn vừa mới thông qua một bằng hữu biết được trần chiếu tại một nhà du thuyền công ty đính chế một chiếc siêu cấp du thuyền, giá trị chế tạo cao tới 300 triệu 2 nghìn vạn đô la. Nếu như trần chiếu nguyện ý giúp hắn, như vậy nhất định có thể giúp được hắn. Ta có bản quyền, ta có mấy cái điện ảnh bản quyền, còn có ta sở diễn viên chính, thần thâu hàng loạt, đây là đại bán hàng loạt điện ảnh, thường một bộ ngươi biết toàn cầu phòng bán vé bao nhiêu không? 800 triệu 3 ngàn vạn đô la. Nê Toàn nói. Trần Chiếu lông mày nhíu lại. Ngươi đã có bản quyền, vì cái gì không bán cho điện ảnh công ty? Đây là ta cùng GSN cộng đồng bản quyền, Hollywood những công ty khác không có công ty dám mua, mà GSN lại điên cuồng ép giá. Nếu như cái khác điện ảnh công ty không dám mua, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta dám mua? Ngươi không phải là Hollywood người, ngươi không sẽ phải chịu bọn họ chế ước. Trần Chiếu suy nghĩ một chút. Ta cũng cần gọi điện thoại hỏi một chút. Đúng vào lúc này, cửa bao sương khai mở. Chu Dục cùng Vương Hạc vốn cho là trong rạp không ai cho nên mới không có gõ cửa liền đi vào kết quả vừa tiến đến liền thấy được này xấu hổ tình cảnh chu dục cùng vương hạc nhìn một lần liền nhận ra quỳ trên mặt đất người kia không phải là hollywood nhất tuyến minh tinh nepha toàn sao các ngươi trước ở bên ngoài chờ một chút được không nào ta cùng nepha tiên sinh có chút việc tư cần xin lỗi trần tiên sinh vương hạc cung kính đóng lại cửa bao xương vương ca kia là chuyện gì xảy ra cái đó là hollywood siêu sao a à? Trần Tiên sinh tại Hollywood thế nhưng là có phi thường cường đại nhân mạch, không nên hỏi đừng hỏi, biết quá nhiều đối với ngươi không có gì hảo vị trí. Vương Hạc lạnh nhạt nói. Ừ, ta biết. Chu Dục cũng không phải là Lý Hữu Khang cái kia thanh niên sức trâu. Bất quá trong lòng hắn đã đối với vừa mới nhìn đến cảnh tượng làm não bổ. Trong lòng hắn, đã nhận định Trần Chiếu bối cảnh tuyệt đối kinh khủng vô cùng. Hollywood nhất tuyến siêu sao, đều muốn đối với hắn khúng núng. Vương Hạc đồng dạng rất ngạc nhiên, nê pha. Toan tại sao phải đối với Trần Chiếu quỳ xuống. Bất quá hắn rất thông minh chưa từng đi qua hỏi, dù sao việc này cũng cùng hắn không quan hệ. Hắn và Chu Dục kiên nhẫn ở ngoài cửa chờ. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, đồng hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 15 31 cảm giác. Nguồn: Mê truyện audio.com. Steven, ngươi nhận thức Nefa. Toàn sao? Nhận thức như thế nào? Steven có chút nghi hoặc. Nefa. Toàn dù sao cũng là Hollywood nhất tuyến minh tinh, hắn không có khả năng không nhận ra. Đương nhiên, bởi vì bọn họ không có có giao tình, cũng không có hợp tác qua. Cho nên cũng vẹn vẹn chỉ là nhận thức mà thôi, trả lại chưa nói tới quen thuộc. Trong tay hắn có mấy cái điện ảnh bản quyền A? À? Vâng, bất quá cái đó và ngươi có quan hệ gì? Ta muốn biết trong tay hắn bản quyền giá trị. Trần Chiếu cũng không có tránh đi Nê Pha. Toàn, nhìn Nê Pha. Toàn cũng không có ý định lãng tránh. Hắn hiện tại đã đợi không kịp, hắn không muốn lại kéo dài thời gian. Hắn cũng không có thời gian có thể kéo dài. Trong tay hắn đáng tiền nhất chính là thần thâu hàng loạt cùng siêu phẩm nhân sinh, bản quyền. Bất quá, thần thâu cũng không phải toàn bộ bản quyền ta nhớ được lại 50% là chọc vào JSN trong tay, còn có cái khác một vài dễ bán sách bản quyền, bất quá trước mắt còn không có thông nhớ chuyện xưa thị trường nghiệm chứng, vô pháp xác định giá trị. Ngươi giúp ta dự đoán một chút giá cả. Ngươi muốn mua. Nepha. Toàn muốn bán cho ngươi. Này này làm sao có thể? Steven Kinh hô hỏi. Dù sao hắn thật là nghĩ bán cho ta. Ngươi chờ một chút, đây là đại sự, ngươi tốt nhất muốn đem ngươi luật sư gọi vào hiện trường, mặt khác, ta cũng sẽ giúp ngươi làm một cái ước định, còn có phải gọi thượng công chứng với tư cách là kẻ thứ ba." Trần Chiếu nhìn về phía Nephah. "Toàn. Ngày mai chúng ta tiến hành giao dịch, bất quá ta còn có vấn đề cuối cùng, những cái này bản quyền không có tiến hành qua thế chấp a." "Không có, đương nhiên không có." Nephah toàn nói. "Thế nhưng là ta còn là không rõ, mặc dù Hollywood điện ảnh công ty không dám nhận tay ngươi bản quyền, Hollywood bên ngoài kẻ có tiền không chỉ ta một cái, không có ai sẽ quan tâm JSN, chẳng lẽ ngươi liền liên lạc không được những người khác sao trần tiên sinh ngươi không phải là ta tìm đợi một kẻ có tiền người ta hy vọng bán ra giá cả ít nhất đối với lên những cái này bản quyền mà không phải như là đồ bỏ đi đồng dạng bán phá giá ta hy vọng thông qua những cái này bản quyền đến giải quyết ta trước mắt nợ nần nguy cơ hảo ba ta minh bạch chỉ cần những cái này bản quyền không có vấn đề như vậy ta sẽ cho ngươi một cái thỏa mãn giá cả trần chiếu nói trần chiếu hiện tại ngân hàng tài khoản trong có một ức đô la tiền mặt bất quá đây nhất định không đủ mua sắm những cái này bản quyền cho nên trần chiếu đến lúc đó nếu quả thật muốn mua nefa toàn trong tay điện ảnh bản quyền như vậy trần chiếu liền không thể không hướng ngân hàng cho vay đương nhiên mua sắm bản quyền cùng thế chấp bản quyền là không đồng nhất đi qua thế chấp bản quyền là vô pháp tiến hành giao dịch cho nên trần chiếu cần công chính viên thành viên cùng với luật sư ở đây dưới tình huống tiến hành giao dịch như vậy có thể bảo đảm chính mình sẽ không bị lừa gạt nếu như không có việc gì liền mời trở về đi ta có khách người như vậy gặp lại Pha. toan tự hồ khôi phục một chút phong thái xem ra nợ nần vấn đề đối với hắn tạo thành không nhỏ áp lực hiện giờ đạt được trần chiếu miệng trả lời xem như tạm thời để cho hắn thanh tĩnh lại Pha. toan sau khi rời khỏi đây vương hạc cùng chu dục liền đi vào trần tiên sinh ừ ngồi trần chiếu gật gật đầu chu dục không có ngồi xuống mà là đứng ở trần chiếu trước mặt trần tiên sinh về hai ngày trước xung đột ta hướng ngài xin lỗi chu dục hoàn toàn không có trốn tránh trách nhiệm ý nghĩ mà là chủ động nhận lầm như thế để cho trần chiếu đối với chu dục ấn tượng đỡ một ít chung quy chu dục lúc trước cũng không có chân chính đối với trần chiếu vô lễ tất cả quá trình chu dục vẫn luôn tại ý đồ dàn xếp ổn thỏa nếu như không phải là lý hữu khang đầu óc có xa hố cũng sẽ không diễn biến thành đằng sau cục diện tại trần chiếu trong mắt chu dục là một hiểu được tiếng thối chừng mực người không có việc gì ngồi đi chúng ta xem như không đánh nhau thì không quen biết trần chiếu cười cười Trần Chiếu nói như vậy, xem như tiếp nhận Chu Dục xin lỗi. Trần Tiên Sinh, không biết ngươi là làm cái nào ngành sản xuất? Ta liền mở nhà xưởng nhỏ mà thôi, bản chức là bác sĩ, kim chức tại trong đại học dạy học. Trần Chiếu vừa cười vừa nói. Ách! Chu Dục, Trần Tiên Sinh thế nhưng là Los Angeles giáo sư đại học. Vương Hạc chủ động nói. Hắn cũng không muốn để cho Chu Dục cầm Trần Chiếu trở thành không có văn hóa giới nhũi. Vị này cho dù là hát ban đại lão, đó cũng là có văn hóa lưu manh. Về phần nói Trần Chiếu nói nhà xưởng nhỏ, Vương Hạc lý giải thành loại nào đó hàng cấm nhà xưởng. Tại hạ có mắt không trồng, không nghĩ tới Trần Tiên Sinh cư nhiên là giáo sư a. Chu Dục là thật không nghĩ tới, Trần Chiếu cư nhiên là giáo sư đại học. Khởi điểm hắn thật sự là cho rằng Trần Chiếu là lợi nhuận không sạch sẽ tiền hát ban đại lão. Mà ở Vương Hạc trong mắt, Trần Chiếu thì là mánh khóe thông thiên nhân vật. Chung quy Hollywood thế nhưng là nổi danh bài ngoại. Từ bên ngoài đến vốn liếng nghĩ hết Hollywood khó như lên trời cho dù là oan vốn liếng cá sấu lớn đều tiếng không hô Thế nhưng là trần chiếu lại có thể làm được, cho nên Vương Hạc chưa bao giờ cầm trần chiếu coi như người bình thường. Trần tiên sinh, ngươi là lúc nào xuất ngoại? Hai năm trước. Trần Chiếu đối với mình xuất ngoại thời gian nhớ rõ rất rõ ràng. Chung quy với hắn mà nói, kia là người khác sinh bước ngoặt. Hai năm trước tháng 10 số 1, trên lệch nửa tháng liền hai năm. Đối với Trần Chiếu mà nói, nơi đó là quê hương. Lại không có cái gì có thể lưu lại cái ý muốn người hoặc là vật, bạn học thời đại học. Xuất cửa trường liền lại không liên hệ qua. Hay hoặc là cái kia chia tay trước bạn gái. Trần Chiếu cũng không có nhớ tình cũ ý nghĩ. Trần Tiên Sinh nếu như lại thời gian về nước, nhớ rõ liên lạc Chu Mổ, Chu Mổ nhất định sắp xếp cho ngài thỏa đáng. Tốt, nếu như ta có về nước, cái thứ nhất liên hệ các ngươi. Trần Chiếu vừa mới dứt lời, đột nhiên một cổ cảm giác kỳ quái vọt tới. Mà giờ khắc này, Marina nhà hàng dưới lầu vừa từ trên xe bước xuống 23 đại, đột nhiên cảm giác được một cổ đặc biệt cảm giác. Chính mình lĩnh vực tựa hồ tiếp xúc đến vật gì? Lĩnh vực. 23 đại trong mắt bắn ra một đạo tinh quang. Nàng thật không nghĩ tới, cư nhiên ở chỗ này cảm giác đến một người khác lĩnh vực. Hai cái lĩnh vực tiếp xúc cùng một chỗ, cũng không có đối kháng. Bất quá lại như là hai cái thủy cầu đụng cùng một chỗ đồng dạng, lẫn nhau đều cảm giác đến hai bên tồn tại. Nãy nãy, như thế nào? Mana. Quyết Mary nghi hoặc hỏi có phải là không thoải mái hay không? Có hay không cần cải biến hành trình?" Ngải Lặng Yên kéo hỏi. 23 Đại ở chỗ cũ đứng vài phút, sau đó vẫy vẫy tay. "Không có gì, chúng ta lên đi." Đường 23 Đại đến Marina nhà hàng chỗ tầng trệt thời điểm, loại cảm giác đó càng rõ ràng. Người kia cũng ở đây tầng, xem ra ngay tại trong nhà ăn. 23 Đại tiến nhập đến trong nhà ăn, như là đang tìm kiếm cái gì. "Ngải Lặng Yên rồi, Mana." Huyết Mary cùng với hai cái bảo tiêu thì một mực cùng tại sau lưng bọn họ không rõ 23 đại muốn, bất quá hắn nhóm đều sáng suốt không có mở miệng. Rốt cục tới, 23 đại xác nhận đối phương vị trí, đi về hướng một cái cửa bao xương miệng. Khấu khấu, mời vào. Trong rạp truyền tới một thanh âm. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, đồng hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 1532 giao lưu Nguồn Mê truyện audio com 23 đại đẩy ra cửa bao xương, thấy được trong rạp có ba cái á châu người. Bất quá nàng mắt sáng như đuốc, rất nhanh liền phát hiện, trong đó hai người trên người không hề có ma lực. Mà trong đó trẻ tuổi nhất một cái, trên người đồng dạng không có ma lực, thế nhưng là hắn lại để mình cảm giác được nguy hiểm. Ngươi hảo tiên sinh, ta đến từ châu Âu. 23 đại nhìn về phía Trần Chiếu. Nữ sĩ, thỉnh hỏi chúng ta nhận thức sao? Trần Chiếu nheo mắt lại nhìn xem 23 đại. Hắn cảm giác được, trước mắt lão nhân này trên người tràn ngập sụt sôi ma lực. Loại cảm giác này là trước đó chưa từng có, lão nhân này giống như là một cái cự đại tạc đạn. Không, phải nói là một cái cự đại bát tơ, tràn ngập năng lượng. Cường đại. Không gì sánh kịp cường đại. Dù cho siêu tự nhiên hiệp hội tất cả mọi người chung vào một chỗ, Ma lực đều không có nàng dồi dào. Đương nhiên, trừ chính mình bên ngoài, mà 23 đại đồng dạng có chút thất thần, người nam nhân này tuổi còn rất trẻ, tuổi trẻ có phần đáng sợ. So với nữ nhi của mình còn muốn nhỏ 30 tuổi. Thế nhưng là hắn cũng đã có được lấy cùng mình ngang hàng, hay hoặc là tiếp cận thực lực của chính mình. Xin hỏi, ngươi là người Trung Quốc sao? Vâng, có vấn đề gì không? Trần Chiếu hỏi ngược lại. Về phần Vương Hạc cùng Chu Dục thì là thành thành thật thật ngồi ở một bên bọn họ cũng không biết vì cái gì, chung quy cảm giác lão nhân này không phải là người bình thường. Trên người nàng mang theo một loại khí chất, một loại cao cao tại thượng khí chất. 23 đại ánh mắt thủy chung hội tụ tại trần chiếu trên người. Quả nhiên là người Trung Quốc mà, kia mảnh thổ địa thật sự là đáng sợ. Lại xuất hiện một người như vậy, mà còn trẻ tuổi như vậy. Tuổi trẻ làm cho người ta đáng sợ. Tương lai 100 năm có lẽ, toàn bộ thế giới thông linh sư đều đem bao phủ tại hắn bóng mờ phía dưới không có vấn đề, chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ách! Trần Chiếu có phần không biết trả lời thế nào đối phương yêu cầu. Bất quá hắn đồng dạng cảm giác được, lão phụ nhân siêu phàm chỗ. Ngươi cư nhiên do dự, ngươi biết bà nội ta là ai chăng? Bà nội ta thế nhưng là Hungary đại công tước. Trần Chiếu là vẻ mặt không quan trọng, ngược lại là vương hạt cùng chu dục sợ tới mức không nhẹ. Như thế nào mặc danh kỳ diệu chui ra một cái đại công tước, trả lại chủ động cùng với Trần Chiếu kết giao bằng hữu. Mana, ngươi câm miệng. 23 đại mắt nhìn cháu gái của mình, Mana. Huyết Mary tiếp xúc đến chính mình nải nải ánh mắt, lập tức co lại co lại. Đừng nhìn 23 đại bình thường sủng ái nàng, thế nhưng là Mana. Huyết Mary lại vô cùng rõ ràng 23 đại có nhiều đáng sợ. Người trẻ tuổi, ta nghĩ cùng ngươi giao lưu một chút. Ách! Giao lưu? Cái gì? 23 đại đột nhiên mở ra lơ lỏng ánh mắt, Trần Chiếu lập tức cảm giác được một cổ cảm giác áp bách đập vào mặt. Vương Hạc cùng Chu Dục không có cảm giác nào, thậm chí cũng không biết phát sinh chuyện gì. 23 đại đối với khí thế nắm chắc, đã vượt qua trần chiếu. Bất quá đối với trần chiếu mà nói, loại này cảm giác áp bách cũng không tính quá mạnh mẽ, thậm chí còn không bằng long uy cảm giác áp bách. Trần chiếu đứng lên, đồng thời quay đầu đối với vương hạc cùng chu dục nói. Xin lỗi, ta có thể có thể có chút chuyện cần phải làm một chút, hôm nào chúng ta lại ước cái thời gian ăn cơm đi. Hảo, trần tiên sinh, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Hai người không có làm nhiều dừng lại. Tại vương hạc cùng Chu dục sau khi rời đi, trần chiếu cũng đứng lên. Chúng ta đổi cái địa phương giao lưu A. Đương nhiên, nơi này quá hẹp hòi. 23 đại gật gật đầu. Emera, các ngươi về trước tử điếm A, ta cùng vị tiên sinh này còn có chuyện. Nãy nãy. Mana. Quyết Mary hiển nhiên không nguyện ý như vậy rời đi. Mà Emera cùng hai cái bảo tiêu tuy không rõ tình huống. Thế nhưng là để cho bọn họ cầm lão bản mình bỏ ở nơi này, với ngươi hẳn là người xa lạ đi, bọn họ đồng dạng lo lắng tính tính toán toán, còn là toán. Trần Chiếu đột nhiên cự tuyệt nói. Người niên kỷ quá lớn, nếu như ngươi lại tuổi trẻ 100 tuổi, có lẽ chúng ta còn có thể giao lưu một chút. 23 đại đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, trong chớp mắt, Trần Chiếu cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ đập vào mặt. Bành, Trần Chiếu trực tiếp bị cự lực trùng kích bay ngược đụng vào tường trên vách đá. Emera cùng hai cái bảo tiêu đều kinh ngạc nhìn xem bị khảm nạm tại trên vách tường Trần Chiếu. Phát sinh chuyện gì? Này làm thế nào? Thời điểm này, Trần Chiếu từ trên vách tường thoát ly hạ xuống. Lão nhân gia, ngươi rất lợi hại, không đủ chúng ta thực không thích hợp giao thủ. Ta đã xuất một chiêu, ngươi cũng xuất một chiêu A. À. 23 đại nói. Trần Chiếu đưa tay ấn ấn trước mặt không khí. Trước mặt không khí cảm giác như là một khối to lớn cao su. Không chỉ là trước mặt không khí, Trần Chiếu cảm giác mình tự như là bị cao su bao trùm đồng dạng. Cũng được A. À. Trần Chiếu lắc đầu. 23 đại nhìn xem Trần Chiếu. Là ngươi hủy diệt Dorin hiệu sao? Hả? Trần Chiếu ngẩng đầu nhìn về phía 23 đại. Ngươi là huyết Mary sao? Ừ, là. 23 đại gật gật đầu hồi đáp. Emira nghe vẻ mặt mộng bức, nàng hoàn toàn ở vào tư duy trong hỗn loạn. 23 đại cùng người nam nhân này nói chuyện, nàng một chữ đều nghe không hiểu. Nhà này nhà hàng là ta, cho nên ngươi tốt nhất bồi thường một chút. Trần Chiếu nói. Nếu như ta ngươi nhất định phải động thủ đâu này. 23 đại hỏi vậy ngươi tốt nhất cân nhắc ngươi một chút sau lưng những người này sinh mệnh an toàn. Trần Chiếu nói. Ngươi vì cái gì không nguyện ý động thủ? Trần Chiếu thật là cảm giác được 23 đại cường đại, thậm chí là cùng mình một cái khác tồn tại. Thế nhưng là, chính mình vừa động thủ chính là sát chiêu, căn bản thu lại không được tay. 23 đại tuy cường đại, thế nhưng là nạn niên kỹ thật sự là quá lớn, Trần Chiếu là sợ cầm 23 đại đánh chết. Này khỏa không phải là đùa cực. Hắn lờ mờ có thể cảm giác được, 23 đại tự hồ đã sắp chết đi. Nàng mệnh không lâu sau vậy. Trần Chiếu cũng không muốn cầm một cái nổi danh linh dị tổ chức đứng đầu đánh chết. Mà còn mặc danh kỳ diệu cầm đối phương biến thành địch nhân. Càng không muốn biến thành hung thủ giết người. Cho dù là đối phương chủ động nói ra luận bàn. Ngươi là sợ tổn thương tới ta. 23 đại hỏi. Trần Chiếu gật gật đầu. Ta tin tưởng ngươi không phải là yếu, thế nhưng là ngươi là thật lão. 23 đại tự hồ có phần không phục lão, nàng trưởng tại phóng thích ra yếu ớt quan ảnh. Quan ảnh lan tràn qua địa phương, đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, 23 đại khiêu khích nhìn xem Trần Chiếu. Người cứ như vậy có nắm chắc có thể chiến thắng ta sao? Trần Chiếu đối với cái này loại không gian vặn vẹo cũng không kinh ngạc, vì không gian. Người chung quanh toàn bộ tiêu thất, trừ Trần Chiếu cùng 23 đại ra, chỉ có mana. Huyết Mary còn ở nơi này. Có thể là 23 đại cố ý lưu nàng lại, hay hoặc là bởi vì mana. Quyết Mary có ma lực duyên cớ, ở chỗ này ngươi không cần lo lắng tổn thương tới người khác, hoặc là tạo thành bị tổn hại. 23 đại nói. Đến đây đi, để cho ta nhìn ngươi nơi nào đến tự tin, có thể như vậy ung dung cho rằng có thể chiến thắng ta. Trần Chiếu mắt nhìn xung quanh. Ta là cường hóa hệ, ta khả năng tối đa nhất chính là bị tổn hại cùng phá hủy. Ngươi cho rằng mặt ngươi đối với là người nào? Bà nội ta thế nhưng là vĩ đại nhất nữ vu, 23 đại huyết Mary. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông hoang việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lão hồi hương bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang võ giới lập nên bất hủ truyền kỳ chương một nghìn năm trăm ba mươi ba tối cường thuẫn cùng tối cường Mâu nguồn mê truyện audio com mana Quyết Mary đối với chính mình nãy nãy sùng bái tột đỉnh. Tại trong mắt nàng, 23 đại chính là không gì không làm được thần. Ma pháp này là ngươi lĩnh vực dành riêng ma pháp. Còn là chỉ một ma pháp. Trần Chiếu hỏi. Như thế nào? Ngươi muốn học không? 23 đại hạng gì không khéo, thấy được Trần Chiếu ánh mắt, liền biết Trần Chiếu ý đồ. Đánh bại ta, ta sẽ dạy ngươi ma pháp này. Ma pháp này có cái gì hạn chế sao? Trần Chiếu hỏi. Cũng không phải từng ma pháp cũng có thể học tập, có chút ma pháp là có hạn chế. Không có, đầy đủ ma lực là được, này đối với ngươi mà nói không tồn tại vấn đề. 23 đại nhìn xem Trần Chiếu. Ta đã rất nhiều năm không động thật sự. Trần Chiếu miệng há hốc, thật sự là phiền toái. Này có thể là hắn gặp được phiền toái nhất đối thủ. Cho dù là đối mặt trong hiệp hội người, chính mình lực lượng nhẹ một chút, hoặc là nặng một chút đều không sao cả. Thế nhưng là này lão phụ nhân, Trần Chiếu cũng không biết nếu như mình ra tay nặng một chút, có thể hay không đem nàng gõ suốt cộng Long bệnh một phương diện đối phương không phải chân chính địch nhân, một phương diện khác Trần Chiếu cũng không xác định đối phương lực phòng ngự đến cùng thế nào. Trần Chiếu hít sâu một hơi. Vậy nếu như ta ra tay trọng, ngươi cũng đừng trách ta. Ta không có yếu ớt như vậy. 23 đại nói. Lúc này Trần Chiếu ma lực áp súc, đã hoàn thành cả mảnh cánh tay trái cộng thêm bên trái bờ vai. Trần Chiếu nâng lên cánh tay trái, cách mấy mét cự ly đập ra một cái quyền ảnh. Bành, vạn tấn cự lực gào thét, 23 đại biến sắc trước mặt nàng không khí trong chớp mắt áp súc, lại áp súc. Quyền ảnh tại vọt tới 23 đại trước mặt một mét cự ly thời điểm, đột nhiên giảm tốc độ. Ngay sau đó, quyền ảnh đột nhiên phản hướng đập ra đi, hướng về phía Trần Chiếu đập tới. Bành, Trần Chiếu bị chính mình nắm tay nện phi. Ha ha. Mana. Quyết Mary chỉ vào Trần Chiếu cười ha hả. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới cũng liền loại trình độ này. Chung quy Trần Chiếu lúc trước khí thế mười phần, Mana. Quyết Mary đều cho rằng trần chiếu thật có thể đủ đánh thắng được chính mình nãy nãy. Kết quả, cư nhiên bị chính mình nắm tay nền phi. Trần chiếu đứng lên, vỗ vỗ trên người. Trần chiếu bị chính mình nắm tay đánh tới, cư nhiên chịu một chút tổn thương. 23 đại lại là sắc mặt thoáng biến sắc. Nàng có thể là phi thường rõ ràng một kích kia uy lực có nhiều đáng sợ. Trần chiếu một quyền thế nhưng là xâm nhập đến chính mình lĩnh vực, gần như đã đạt tới chính mình chừng một mét cự ly. Nếu như không phải mình lĩnh vực tính đặc thù, đồng thời vừa vặn khắc chế trần chiếu loại này cường hóa hệ, đoán chừng chính mình vừa rồi muốn bị thương. Bất quá đáng sợ nhất là, trần chiếu bị chính mình lực lượng oanh kích đến, cư nhiên không bị thương. Xem ra loại này cường hóa hệ thông linh sư, đến loại cảnh giới này, cũng là phi thường đáng sợ. Thực lực ngươi, ta đại khái thường biết. 23 đại nói. Nàng hiện tại có đầy đủ tư cách nói những lời này, bởi vì vừa rồi giao phong, trần chiếu thua thiệt. Cái kia, đại công tước các hạ, thực lực ngươi ta đại khái cũng biết. Trần Chiếu khấu trừ khấu trừ cái mũi nói: "Hả?" Nhìn lên ngươi cũng không phải rất cam tâm. 23 Đại nhìn về phía Trần Chiếu, chẳng lẽ hắn trả lại ác chủ bài không có dùng đến sao? Thân ngoại hóa thân, vạn pháp quy nhất. 23 Đại thấy được Trần Chiếu đầu tiên là thi triển phân thân ma pháp, lập tức lại hợp hai làm một, có chút kinh ngạc đây là cái gì ma pháp. Vạn pháp quy nhất mới là Trần Chiếu dành riêng lĩnh vực ma pháp. Đại công tước Các hạ, nếu như ngươi còn có cái khác ác chủ bài, tốt nhất thời điểm này dùng đến. Kế tiếp ta ra tay cũng không có gì nặng nhẹ. Người có cái gì chiêu thức chỉ cần xử đi ra, ta lĩnh vực ma pháp không thể phá vỡ. 23 đại tuy ngữ khí cung vọng, thế nhưng là đối mặt trần chiếu, nàng lại không có đại ý. 23 đại lĩnh vực ma pháp, có thể đối với nàng lĩnh vực phương vị bên trong không khí gia tăng sức chịu nén. Bất đồng sức chịu nén cũng đem đại biểu cho bất đồng không khí lực cản. Vừa rồi 23 đại đem trần chiếu quyền ảnh bắn ngược trở về, chính là lợi dụng không khí lực cản. Bất quá vừa rồi không khí lực cản đã đạt tới tính thực tế áp khí, đem không khí lực cản đắp nặng thành cùng loại với co giãn cao su tiêu chuẩn. Cho nên trần chiếu lực lượng càng lớn, bắn ngược trở về lực lượng cũng sẽ càng lớn. Bất quá kia thực sự không phải là 23 đại cực hạn. Sắt thép khí lưu, 23 đại có thể làm cho không khí lực cản đạt tới tiếp cận với sắt thép độ dày. Trần chiếu đột nhiên nâng lên hai tay, quyền ảnh. Trong chớp mắt, trần chiếu hai tay quyển như cùng phong mưa rào đồng dạng, trút xuống suốt vô tận quyền ảnh mỗi nhất kích đều có mấy vạn tấn lực lượng, trong không khí truyền đến ầm ầm nổ mạnh. Giống như là lôi bạo thời tiết đồng dạng rền vang trung động. 23 đại sắc mặt kinh biến, bởi vì nàng lĩnh vực đang đang nhanh chóng bị kích phá. Giống như là bị đẩy ra cà rốt đồng dạng, từng tầng bị sốc lên. Thật đáng sợ lực công kích, sắt thép khí lưu cư nhiên hoàn toàn vô pháp đón đỡ loại này ngang ngược bá đạo thuần túy lực lượng. Đương quyền ảnh tiếp cận đến 23 đại trước mặt chưa đủ một mét cự ly thời điểm, 23 đại quát to một tiếng. Ngừng, dừng lại. Trần Chiếu trong chớp mắt dừng nắm tay, lúc này hắn song quyền đã mạo hiểm hồng quang, tự như cùng bàn gũi. Ngươi rất tốt, lần này cho dù ngang tay. 23 đại nói. Nãy nãy, vì cái gì? Hắn công kích ngài lâu như vậy đều không có đụng phải ngài, rõ ràng liền so với ngài chênh lệch rất nhiều, tại sao phải ngang tay? Mana. Huyết Mary khó hiểu đồng thời, lại vô cùng bất mãn. Nàng cảm thấy cho dù là thế hòa không phân thắng bại, đều là đối với 23 đại vũ nhục. Chỉ là, 23 đại là khổ mà không nói được. Trần Chiếu có lẽ không phải là trên cái thế giới này cường đại nhất nhân loại. Thế nhưng là hắn tuyệt đối là trên cái thế giới này lực phá hoại tối cường nhân loại. Trần Chiếu vừa rồi làm cái gì? Nói đơn giản, hắn là xuyên thấu một mặt độ dày đạt tới 50m sắt thép vách tường. Cái khái niệm gì? Cho dù là bom nguyên tử cũng không thể bị tổn hại phòng ngự, Trần Chiếu làm được. Đương nhiên, cũng không phải nói Trần Chiếu lực phá hoại vượt qua bom nguyên tử, cũng không phải nói 23 đại có thể ngăn cản bom nguyên tử trùng kích. Bởi vì trần chiếu lực công kích là có tầng thứ, trần chiếu cũng không phải duy nhất một lần xuyên thấu. Mà là một chút đục lỗ 23 đại lĩnh vực. 23 đại cùng trần chiếu là hoàn toàn hai loại cực đoan. 23 đại là tuyệt đối phòng ngự, trần chiếu thì là cực đoan lực phá hoại. Mà một phương chỉ có thể phòng thủ, bản thân đã nhất định kết cục. Cường đại hơn nửa phòng ngự, chung quy sẽ có bị tan rã thời điểm. Cho nên từ đầu đến cuối, trần chiếu đều là đứng ở thế bất bại. 23 đại không phải không có thể công kích, thế nhưng là nạn công kích ma pháp có thể đối với Trần Chiếu tạo thành uy hiếp phi thường nhỏ. Cho nên 23 đại mới có thể tại chính mình lĩnh vực sắp bị công phá thời điểm, chủ động hô ngừng. "Ngươi là ta thấy qua, Thiên Phú tối cường thông linh sư, cho dù là ngang tay, ta cũng sẽ đem cái kia ma pháp truyền thụ cho ngươi." Trần Chiếu nhún nhún vai, "Hảo ba, ngươi nói cái gì chính là cái gì a, à, dù sao chỉ cần ma pháp tới tay là được." "Trừ mana." Huyết Mary đối với cái này vô cùng bất mãn. 10 vạn năm trước kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 1534 bị lừa. Nguồn. Mê truyện audio.com Kỳ thật bất kể là 23 đại còn là Trần Chiếu đều minh bạch kết quả thế nào. Đến bọn họ cấp bậc này, hơi tiếp xúc mấy tay, không sai biệt lắm liền đối với hai bên hiểu rõ. 23 đại xác thực rất mạnh, bất quá tại cuộc tỷ thí này, Trần Chiếu hiển nhiên muốn càng chiếm thượng phong. Đương nhiên, bất kể là Trần Chiếu còn là 23 đại, đều không có toàn lực ứng phó. Bất quá một cái điên cuồng tấn công, một cái bị động phòng thủ, thắng thua sớm có kết luận. 23 đại niên kỷ quá lớn, nàng không có khả năng động toàn lực thế nhưng là trần chiếu đầy đủ tuổi trẻ, còn có cường hóa hệ thể chất, có thể cho trần chiếu tùy ý phát huy. Nãy nãy. Mana. Huyết Mary muốn biểu đạt mình một chút bất mãn. 23 đại phất phất tay, trong chớp mắt, dị không gian co rút lại trở về. Hô, Emera cùng hai cái bảo tiêu trong chớp mắt đều lấy lại tinh thần. Cảm giác kỳ quái, Emera trong lòng có chút nghi hoặc. 23 đại nhìn về phía Trần Chiếu, lấy ra một cái quyển trục đưa tới Trần Chiếu trước mặt. Tiên sinh, đây là ngươi. Trần Chiếu kéo ra quyển trục, xem không hiểu, không phải là anh ngữ. Đây là đầu quốc văn chữ. Đại công tước các hạ, để ta thấy thế nào? Đây là người vấn đề, ta đã tuân thủ ước định. Nãy nãy, cái kia là nhà chúng ta đồ vật, tại sao có thể cho hắn? Mana. Quyết Mary bất mãn kêu lên. Emera nhìn xem Trần Chiếu trong tay quyển trục, nàng mặc dù là người bình thường. Thế nhưng là nàng biết 23 đại chính là Hungary đại công tước, và thế chi hiển hách thậm chí so với vương tộc càng thêm chói mắt, 23 đại đưa cho Trần Chiếu cái kia quyển trục, khảm hoa văn kim sắc đường vân, nhìn lên liền không phải phàm phẩm. Rõ ràng cho thấy châu Âu hoàn thất ngự dụng chi vật, chỉ là không rõ tại sao lại giao cho này cái người Trung Quốc. Trần Chiếu lật qua lật lại nhìn vài lần không có kết quả, thu hồi quyển trục. Hảo ba, như vậy chúc các ngươi kế tiếp dùng cơm vui sướng, đương nhiên, đối với nhà hàng tạo thành bị tổn hại, các ngươi đồng dạng cần theo giá bồi thường. Trần Chiếu cùng bọn họ không quen, cũng sẽ không cùng bọn họ lá mặt lá trái. Hơn nữa hắn cũng không cho rằng, chính mình cần phải đối với bọn họ khúng núng chung quy hai bên không có gì cùng xuất hiện về phần đối phương đại thân phận quý tộc loại này thân phận đặt ở hiện nay xã hội này nói là vinh quang a à, cũng có thể nhưng là phải nói thực có làm được cái gì đồ cũng không thấy có cầm lấy cùng oan street những cái kia đại lão một lần cũng không thấy có những cái kia tài chính đại lão hội chim những cái này châu âu quý tộc trần chiếu cũng giống như vậy tại quốc gia này nhiều tiền đến nhất định tình trạng mọi người có thể hưởng thụ đãi ngộ đã đồng dạng cũng tỷ như nói cục thành phố cục cảnh sát cục trưởng nhìn thấy một cái một tỷ đô la thân gia phú hào, cùng một cái mười tỷ đô la thân gia phú hào đều là đồng dạng, sẽ không vì ai mà đắc tội một phương khác. Về phần chính trị lực lượng, kia thuộc về vạch mặt chiêu thức, ai cũng không phải mì vắt niết, 23 đại cũng không có khả năng vì loại chuyện nhỏ nhặt này ồn ào cùng đối phó không chết không thôi. Về đến nhà, Trần Chiếu lại cầm điện thoại lên. Uy, Vương Hạc, xin lỗi, hôm nay bởi vì đột phát tình huống, để cho bữa tối năm nước nóng. Trần Tiên Sinh, không quan hệ, ngươi cũng không phải cố ý. Vương Hạc vừa rồi lên mạng điều tra, thật sự là để cho hắn tra được lúc trước cái kia lão phụ nhân thân phận, Hungary đại công tước. Điều này làm cho hắn càng thêm kinh hãi, trần chiếu rốt cuộc là bối cảnh gì, tự nhiên có thể tiếp xúc đến châu Âu quý tộc. Mà còn không phải là tầm thường quý tộc, mà là chân chính đại quý tộc. Tại châu Âu giới quý tộc, đại công tước là tối đại quý tộc. Thậm chí có chút châu Âu quốc gia không có hoàng thất, đại công tước chính là người cầm quyền. Đương nhiên, hiện nay đại bộ phận quốc gia hoàng tộc cùng quý tộc cũng đã rời khỏi chính trị vòng có thể là bọn hắn như cũ có lấy không gì sánh kịp chính trị lực ảnh hưởng cũng tỉ như nói anh đế trên danh nghĩa thủ tướng như cũ cần nữ vương sát phong quốc gia trọng đại quyết định biện pháp quyền cho dù là thông qua hội nghị bỏ phiếu còn cần tiếng điện buckingham cùng nữ vương thỉnh cầu ý chỉ thay ta hướng chu dục nói một tiếng xin lỗi hảo ta sẽ cùng chu dục nói đúng các ngươi vẫn còn ở los angeles đợi bao lâu chúng ta một lần nữa ước một cái thời gian hảo tuần này ở trong cũng có thể vậy ước ở phía sau thiên a à, ngày mai ta có việc hảo không có vấn đề vương hạc một năm nay thời gian tâm tính phát triển rất nhiều hắn biết mình tất cả lý lịch sợ có danh tiếng tại một ít đại nhân vật trong mắt kỳ thật cái gì cũng không phải cho nên hắn đối mặt trần chiếu thời điểm biểu hiện ra đầy đủ trịnh trọng cùng tôn kính tại trần chiếu trước mặt đùa nghịch đại bài không thể nghi ngờ ngu xuẩn nhất hành vi trần chiếu kỳ thật cũng đã chuyển biến tâm tính bởi vì trần chiếu phát hiện Kỳ thật mình cũng cần phát triển nhân mạch. Mà người khác mạch ít đáng thương. Mặc kệ có ít vô dụng, ít nhất bảo trì hài lòng quan hệ, đối với mọi người đều không có chỗ xấu. Nếu như là đổi lại hai năm trước, cho dù là một năm trước Trần Chiếu, chỉ cần chưa quen thuộc người, Trần Chiếu cũng chẳng muốn đi câu thông giao lưu. Fari từ trên lầu đi xuống. Trần, đã ăn bữa tối sao? Còn không có, ngươi ăn sao? Ta cũng không có, chúng ta một chỗ ăn bữa tối à? Ừ. Trần Chiếu lấy ra quyển trục đưa cho Trần Chiếu. Fari, ngươi nhận ra đây là quốc gia nào văn tự sao? Fari tiếp nhận quyển trục nhìn xem. Xem không hiểu. Phía trên này tuy cũng là chữ cái, bất quá cũng không phải thông thường loại kia chữ cái hình thái, rất nhiều đều là sắp xỉ chữ cái, còn có một ít tượng hình ký hiệu. Hơn nữa chữ cái tổ hợp cũng rất đặc biệt, hoàn toàn không phải là anh ngữ quy luật. Fari đem quyển trục kéo ra, sau đó đối với trong phòng camera. Quản gia, có thể phiên dịch phía trên này văn tự sao? camera lập tức quét hình phía trên văn tự. Đây là trung cổ thế kỷ cổ Hy Lạp văn tự, hẳn là tại BC 500 năm đến công nguyên 300 năm giữa sử dụng văn tự, hệ thống bên trong cũng không có liên quan tin tức dự trữ, kết nối đến mạng lưới tra tìm, có thể phiên dịch 20%, vô pháp hoàn toàn phân biệt cùng phiên dịch. Chỉ có thể phiên dịch 20%. Trần Chiếu không lời. Bị 23 đại lão Thái bà kia sa hố. Khó trách nàng sản khoái như vậy cầm ma pháp quyển trục cho mình nguyên lai nàng là nghĩ rằng chính mình vô pháp phiên dịch ra ma pháp quyển trục nội dung. Phiền muộn về phiền muộn, Trần Chiếu cũng không có cách. Quay đầu lại tìm trong hiệp hội người hỏi xem một chút, nhìn xem có không ai có thể phiên dịch ra. Đêm nay muối tiêu bạch tuột hương vị tuyệt, liền ngay cả Fari đều không để ý cao mở, ăn đủ chân một mảnh xúc tu. Gần nhất Trần Chiếu rất ra sức tại Fari trên người khai khẩn, hơn nữa là không có phòng hộ biện pháp. Bởi vì Trần Chiếu không muốn Fari hội bờ biển cứu sống đội công tác. Trần Chiếu hy vọng có thể tại 3 tháng trong, để cho Fari một lần nữa mang thai. Đáng tiếc Fari bụng thủy chung không có động tĩnh. Bất quá điều này cũng không kỳ quái, lần trước Fari mang thai có thể là thông qua hướng nguyện đạt được. Trần Chiếu nghĩ tới đây, đột nhiên vỗ đầu một cái. Chính mình lúc trước không nên hướng nguyện, có thể khiến Fari mang thai chính mình hài tử. Lúc ấy hẳn là hướng nguyện, để cho Fari sinh dục công năng khôi phục bình thường. Ban đêm, Trần Chiếu thì là ngồi ở trên ban công, nhìn xem sóng quang lăng tăng cảnh biển tiểu Larissa cũng như một năm trước tiểu giác đồng dạng, ban đêm luôn là sẽ tỉnh lại mấy lần. Mà Trần Chiếu gần nhất cảm giác mất ngủ, không sai, chính là ngủ không được. Trần Chiếu đã ước chừng 10 ngày không ngủ. Chưa 1535 này tiên lực có trắm dùng A. À? Nguồn. Mê truyện audio com Kỳ thật nói là mất ngủ, chẳng nói là không có ý đi ngủ. Tự hồ chính là từ chính mình áp súc ma lực bắt đầu. Vừa cầm tiểu Larissa trấn an hạ xuống, Trần Chiếu hồi phòng ngủ nhìn nhìn Fari, Fari cũng ngủ say. Trần Chiếu ý định tiến hà độ bên trong, tranh thủ tại hà độ bên trong, đem ma lực hoàn toàn áp súc. Vừa mới tiến hà độ, Trần Chiếu đột nhiên cảm giác trán đau xót. Sau đó nhiều ngày mất ngủ không cần thuốc vẫn khỏi. Đương Trần Chiếu tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là 5 ngày. Lão con ba ba, người điên A, à, ra tay nặng như vậy. Trần Chiếu bụng lấy cái ót. Cho dù là đi qua thời gian dài như vậy trần chiếu như cũ cảm giác cái ót trầm trọng như là treo một trăm tấn quả cân tiểu tử ngươi là thật dám làm ẩu a à? lão con ba ba một bộ chỉ tiết trèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn xem trần chiếu ta như thế nào ta trần chiếu khó hiểu nhìn xem lão con ba ba ngươi này cánh tay trái bàn ma lực là chuyện gì xảy ra a à, đây là ta nghĩ ra được biện pháp trần chiếu đem mình mạch suy nghĩ cùng ý đồ nói một lần lão con ba ba nhìn xem trần chiếu ánh mắt đều thay đổi đó là sùng bái ánh mắt Bất quá Trần Chiếu biết, lão con ba ba tuyệt đối sẽ không sùng bái chính mình. Đùa cợt, một cái đầu voi có thể đối với một đầu con kiến sùng bái sao? Người xấu như vậy bức, trong nhà người người biết không? Ta biện pháp này không thể thực hiện được. Trần Chiếu hỏi. Từ xưa đến nay ta là chưa thấy qua dám như ngươi như vậy tu luyện người, yêu tộc cũng không có, dù sao liền thuộc ngươi tối trâu bò. Không đúng a, à, lúc trước ngươi còn nói hy vọng ta có thể tự nghĩ ra công pháp, đi ra một mảnh thuộc về mình đường. Trần Chiếu kinh ngạc nhìn xem lão con ba ba như thế nào hiện tại chính ta nghĩ ra một cái pháp môn ngươi lại cho ta dội một gáo nước lạnh nói nhảm ngươi muốn tự nghĩ ra pháp môn là cần ngươi có đầy đủ uyên bác pháp thuật cùng với lý học cơ sở sau đó thông qua từng bước hoàn thiện cùng tìm tòi do đó sáng tạo ra một bộ tu luyện công pháp kết quả ngươi công pháp không có sáng tạo ra ngược lại là mình cầm đường tử đi lệch ra lệch ra ngươi nói là ta tẩu hỏa nhập ma không biết nếu như ngươi làm từng bước tu luyện cùng phát triển hạ xuống ta có thể chỉ điểm ngươi thế nhưng là ngươi bây giờ thông qua áp suất phương thức Đi một mảnh ta hoàn toàn xem không hiểu con đường, ta là chỉ điểm ngươi không? Lão con ba ba nói. Không phải là cầm ma lực áp súc mà, có cái gì không lớn, nên như vậy tu luyện liền như thế nào tu luyện? Ngươi cảm thấy ngươi chỉ là áp súc ma lực? Bằng không thì đâu này? Trần Chiếu không có cảm thấy này có cái gì không lớn. Ngươi bây giờ cánh tay phải ma lực chỉ tốt ở bề ngoài, nói là ma lực cũng ma lực, ta cũng không biết tính là gì. Lão con ba ba nói. Không đúng à, ta cũng không có cảm giác được ma lực có thay đổi gì hơn nữa ta tại lúc chiến đấu cũng không có cảm giác có thay đổi gì bởi vì ngươi thực lực bây giờ không đủ căn bản không cảm giác được càng sâu tầng đồ vật thế nhưng là ta cảm giác được ngươi trái cánh tay đã không phải là ẩn chứa ma lực vậy làm sao bây giờ ta cầm ma lực tản mất ngươi tản mất sao lão con ba ba buồn cười nhìn xem trần chiếu lấy ngươi tiểu thiên địa tốc độ khôi phục ngươi tản mất bao nhiêu ma lực lập tức liền bổ sung bao nhiêu ma lực toán sai có sai chiêu đâm lao phải theo lao cũng không thể để ta cầm cánh tay trái băm mất a. À. Trần chiếu ngược lại là không có tim không có phổi. Ta trước đem toàn thân tiến hành ma lực áp súc. Cũng tốt, dù sao sự tình đã khó nghịch, ta nhìn ngươi cụ thể là như thế nào tiến hành, theo lý mà nói, loại này áp súc không đến mức cải biến ma lực kết cấu mới đúng. Trần chiếu liền bắt đầu ngay trước lão con ba ba mặt, tiến hành ma lực áp súc. Trần chiếu vừa hoàn thành ngực một khối ma lực áp súc, lão con ba ba đầu ngón tay một chút, trần chiếu ngực nhất thời thiếu một khối đầu ngón tay thịt theo. Đau nhất Trần Chiếu mồ hôi lạnh ứa ra, há miệng liền mắng. Lão con ba ba, ngươi ra tay như thế nào ác như vậy? Lão con ba ba đầu ngón tay chọn Trần Chiếu ngực một khối huyết nhục, trên mặt nghi ngờ liên tục. Việc lạ, ngươi này áp súc ma lực quá trình, tự hồ cũng không chỗ đặc biệt, vì sao áp súc sau khi hoàn thành, mùi vị kia liền thay đổi. Trần Chiếu đều bộ ngực mình khép lại, này mới một lần nữa bắt đầu áp súc ma lực. Mà lão con ba ba liền vẫn đối với Trần Chiếu kia móng tay ngực lớn thịt nghiên cứu. Trần Chiếu cũng không biết hắn đang nghiên cứu cái gì. Một tháng thời gian đi qua, Trần Chiếu đã đem toàn thân ma lực áp suất 90%. Thế nhưng là lão con ba ba đầu ngón tay thượng kia một ít khối thịt, như trước tươi đẹp như lúc ban đầu. Trần Chiếu đang muốn mở miệng, lão con ba ba đột nhiên cầm Trần Chiếu kia khối thịt ném vào trong miệng. Cử động này dọa Trần Chiếu nhảy dựng. Ta đi, lão con ba ba, ngươi sẽ không muốn ăn ta đi. Cúc trứng, lão đầu ta không tâm tình cùng ngươi đùa cợt. Lão con ba ba trừng mắt Trần Chiếu, trần chiếu ma lực áp suất tự hồ để cho lão con ba ba hãm vào một cái bình cảnh hắn như thế nào cũng không hiểu rõ đến cùng đâu xảy ra vấn đề muốn nói chỉ là ma lực áp suất lão con ba ba một đầu ngón tay liền làm đến thế nhưng là cho dù là lão con ba ba tự mình áp suất ma lực là cầm ma lực chất lượng cải biến cũng không có cải biến ma lực bản chất loại biến hóa này rất có thể là đến từ trần chiếu bản thân lão con ba ba ngươi như thế nào trần chiếu nhìn xem lão con ba ba vẻ mặt u sầu có lẽ ngươi mới là đúng lão con ba ba cả buổi mới biệt xuất một câu nói như vậy có ý tứ gì hà đồ vạn năm ngoài giới thương hải tan điền lão con ba ba ta đều quên ta đã từng chí hướng lão con ba ba ngươi ngàn vạn khác bệnh tâm thần a nếu không ta chuẩn bị cho ngươi cái bác sĩ tâm lý đi vào trần chiếu lo lắng nhìn xem lão con ba ba cúc lão con ba ba ta rất bình thường lão con ba ba trừng mắt trần chiếu vậy ngươi đây rốt cuộc làm như vậy ngươi đoạn này thời gian rõ ràng không bình thường đối với tu luyện phương đông xưng là linh lực, tây phương xưng là ma lực, bất quá luôn mà nói, cũng không có bất kỳ khác nhau, lão con ba ba ta cho dù là tại hà độ bên trong tu 10 triệu năm, đồng dạng cải biến bất ma lực bản chất, khác nhau chỉ ở tại số lượng nhiều nhỏ, thế nhưng là tiểu tử ngươi trên người ma lực có lẽ đã không thể xưng là ma lực hoặc là linh lực. Vậy muốn gọi cái gì? Trần Chiếu không rõ lão con ba ba nói vậy chút làm gì? Chẳng lẽ muốn kêu thần lực? Đúng vậy, Tây Phương đối với cái này xưng là thần lực, tại Phương Đông xưng là tiên lực ngươi đừng khôi hài nói thật giống như ta sắp đắc đạo phi thăng đồng dạng trần chiếu vẻ mặt ghét bỏ ta không phải là đang nói đùa mà như lời ngươi nói phi thăng cũng là xác thực chỉ bất quá ngươi bây giờ cách phi thân chênh lệch không biết bao nhiêu lần lão con ba ba mắt nhìn trần chiếu lão con ba ba ta thoát ly hà đồ duy nhất cơ hội chính là phi thăng ngày này đến xem này cơ hội ngay tại trên người của ngươi trần chiếu đánh cho run rẩy ta không phải là đường tăng lão con ba ba ngươi đừng ánh mắt này nhìn ta lão con ba ba ta cũng cần lĩnh hội trên người của ngươi huyền bí, vì cái gì ma lực bị ngươi áp súc, sẽ biến thành tiên lực. Thế nhưng là nói cho cùng, này tiên lực có rắm dùng a? À? Tẩy cân phạt mạch, tỉnh lại thần thông, tự như cổ thần như vậy. Lão con ba ba, ngươi nói càng ngày càng huyền, ta chung quy cảm giác ngươi lời không đáng tin cậy. Trần Chiếu có phần sợ hãi. Vậy cổ thần lẽ ra thọ nguyên khẳng định so với ngươi chỉ nhiều không ít, bọn họ hiện tại liền cặn bã đều không còn, ta hơn phân nửa cũng sẽ không so với bọn hắn mạnh mẽ a. À? thậm chí nếu như lấy ngươi tu vi, đoán chừng cũng có thể treo lên đánh bọn họ. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, đông hoang việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ chương 1536 từ khoa học góc độ tới phân tích. Nguồn Mê truyện audio com Vậy quân cổ thần cũng không phải là chết, bọn họ là rời đi lấy trên đời. Lão con ba ba nói Phá toái hư không? Phi thăng Không biết, dù sao không phải là chết, không nói cái khác, đã nói đem ta trấn áp tại hà độ bên trong nữ oa nương nương, chính là ta tu 10 triệu năm, tại trước mắt nàng cũng chỉ là kiến hôi, huống chi kia trăm ngàn cổ thần. Lão con ba ba lắc đầu bất quá cổ thần mặc dù cách khai mở trên đời này, thế nhưng là như trước lưu lại chính mình đạo tràng, về sau diễn hóa mà thành từng cái tông môn, liền xem như cổ thần truyền thừa, chỉ là trăm ngàn năm diễn biến, cũng là vì thích ứng nhân tộc bản thân, cho nên dần dần tu luyện tự thành hiện nay bộ dáng này, nguyên bản tu là thăng tiên pháp cửa, hiện giờ chỉ có thể tu ra cái linh lực, cái gọi là phá toái hư không, phi thăng thành tiên cũng thành truyền thuyết. Vậy ngươi hiện giờ nếu như hiểu thấu đáo này pháp môn, có phải hay không liền định truy tìm bọn họ giấu chân? Trần Chiếu hỏi nói là truy tìm bọn họ giấu chân kia cũng không phải, một phương diện chính là muốn theo đuổi càng cao cảnh giới, giống như ngươi muốn thay đổi mạnh mẽ, ta cũng đồng dạng, còn nữa ta nghĩ thoát ly hà đồ, trừ phi thăng ra, khác ta phương pháp. Vậy lấy như lời ngươi nói, ta hiện giờ trong cơ thể là tiên lực, ta đây có phải hay không cũng có thể trường sinh bất lão. Ngươi nghĩ nhiều, thọ nguyên tăng nhiều có thể, trường sinh bất lão, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vậy chúng ta hiện tại muốn làm như thế nào? Điều kiện tiên quyết là ngươi đừng nghĩ đến cầm ta ăn. Theo lý mà nói, ma lực cùng tiên lực chính là cái năng lượng chuyển đổi quá trình, nhưng là bây giờ ta cũng không biết trong thân thể ngươi là có cái gì cơ chế hoàn thành năng lượng chuyển hóa quá trình, nếu như có thể hiểu thấu đáo trong đó huyền bí, như vậy ta phi thăng cũng đem ở trong tầm tay. Lão con ba ba nói, đầu tiên là điều này có thể lượng chuyển hóa quá trình, chúng ta trước làm một cái giả thiết, chính là ma lực chuyển hóa làm tiên lực, đầu tiên tiên lực năng lượng giá trị là ma lực gấp 10, đương nhiên, ít nhất gấp 10. Ừ, hẳn là như thế. Lão con ba ba gật gật đầu bằng không thì ngươi ma lực đã sớm phát sinh biến hóa ta lúc trước chủ yếu tu luyện là thanh y phổ môn công pháp này hẳn là không có thần kỳ chỗ ngươi cũng biết thanh y phổ nội dung lão con ba ba lại một lần gật đầu tuy hắn tu yêu pháp cùng nhân loại công pháp bất đồng bất quá trầm sông đổ về một biển lấy hắn tầm mắt tự nhiên có thể nhìn ra thanh y phổ sâu cạn như vậy có hai loại khả năng tính một loại chính là huyết thống vấn đề ta trừ nhân loại huyết thống trả lại có được ăn uống quá độ chi vương cùng phẫn nộ chi vương huyết thống bất quá tại trong địa ngục có được này hai loại huyết thống ác ma thiên thiên vạn vạn, cho dù là ở nhân gian, này hai loại huyết thống con lai cũng số lượng cũng không ít, có thể là bọn hắn cũng không có xuất hiện tính đặc thù chất ma lực, cho nên loại khả năng này tính có thể bài trừ. Lão con ba ba suy nghĩ một chút, lại gật đầu. Còn có mặt khác một loại khả năng tính đâu này? Vậy là cái chìa khóa. Trần Chiếu nói. Lão con ba ba nghe Trần Chiếu từng nói qua cái chìa khóa. Nhắc tới đồ vật cũng là kỳ vật, lão con ba ba lờ mờ nghe nói qua cái chìa khóa, bất quá cũng chưa gặp qua vật dụng thực tế. Mà Trần Chiếu đã từng đem cái chìa khóa thả ở trước mặt hắn, hắn cũng không cách nào trông thấy, thậm chí vô pháp cảm giác đến. Trần Chiếu có được năm. Năm cầm cái chìa khóa, trong đó dung nhập bản thân có hai. Năm cầm, cái khác ba cái cái chìa khóa thì một mực đặt ở Trần Chiếu trong không gian giới chỉ, cũng không sử dụng, tạm thời cũng không biết phương pháp sử dụng. Một bả là chìa khóa vàng, chìa khóa vàng từ trước đến nay phản đối ma lực sản sinh qua phản ứng, chìa khóa vàng là một thanh thân thể tiến hóa cái chìa khóa, cho nên có thể bài trừ khả năng này. Đệ nhị cầm vong linh cái chìa khóa, có thể hấp thu đối với tính tương đồng người linh hồn mảnh vỡ. Vong linh cái chìa khóa chủ yếu tác dụng là tại trên linh hồn, đồng dạng sẽ không đối với ma lực sản sinh ảnh hưởng. Như vậy, duy nhất có khả năng đối với ma lực sản sinh ảnh hưởng, có lẽ chính là kia không? Năm cầm cái chìa khóa. Cũng chính là bán thành phẩm huyết sắc cái chìa khóa. Cái thanh này huyết sắc cái chìa khóa lúc ấy trong chiến đấu tan tành, lúc ấy tại Noshima đảo trong tế đàn tâm, tất cả mọi người chịu huyết sắc cái chìa khóa bạo tạc trùng kích. Mà thì bị xung kích hay lít cùng mẫu thân của nàng Eva, ma lực đều đạt được đề thăng. Trần Chiếu lúc ấy cũng ở trùng kích trong phạm vi, thế nhưng là cũng không có cảm giác được ma lực biến hóa. Thế nhưng là Trần Chiếu rất rõ ràng cảm giác được, có vật gì tiến nhập đến thân thể của mình trong, nếu như không có ngoại ý muốn, chính là huyết sắc cái chìa khóa tiến nhập đến thân thể của mình trong. Huyết sắc cái chìa khóa đối với Noshima văn minh mà nói, chính là cầu Ama, đi thông bỉ ngạn cái chìa khóa a à, ừ xê mã tại noshima văn minh trong chính là thiên đường ý tứ trần chiếu suy nghĩ một chút đem lúc ấy tại noshima đảo sở chuyện phát sinh báo cho lão con ba ba lão con ba ba cũng hãm vào trong trầm tư hiện tại trần chiếu cùng lão con ba ba trên cơ bản đều có thể xác định trần chiếu ma lực chuyển hóa làm tiên lực chính là cái này huyết sắc cái chìa khóa tác dụng lão con ba ba ta có một cái ý nghĩ ngươi nói xem Huyết sắc cái chìa khóa lúc ấy là sử dụng Noshima văn minh mấy chục vạn người tinh huyết luyện chế mà thành, chúng ta trước không cân nhắc luyện chế quá trình, chúng ta tới phân tích dùng một chút huyết sắc cái chìa khóa cuối cùng muốn bày biện ra hiệu quả, nếu như huyết sắc cái chìa khóa được gọi là cầu ama, đi thông bỉ ngạn cái chìa khóa, như vậy nó tác dụng chính là sự thôi hóa. Từ, ngươi nói. Lão con ba ba nhìn xem trần chiếu. Huyết sắc cái chìa khóa nhất là trực tiếp tác dụng tại ma lực, ta lúc trước cho rằng huyết sắc cái chìa khóa là bán thành phẩm, nhưng là bây giờ xem ra, huyết sắc cái chìa khóa kỳ thật là thành phẩm, chỉ bất quá huyết sắc cái chìa khóa sử dụng đối tượng là có yêu cầu, nói thí dụ như ta. Khác xuống Mỹ, nói tiếp. Lão con ba ba trừng mắt trần chiếu, tức giận nói. Chúng ta từ khoa học góc độ tới phân tích, cần hơn 10 vạn người tinh huyết để hoàn thành luyện chế quá trình, kia đã nói lên chỉ một một người trong cơ thể bao gồm có lượng vô cùng thư thất, đây là một cái chất lọc cùng chiết xuất quá trình. Trần Chiếu nói tiếp. Trong cơ thể con người có đồ vật gì là phi thường thư thất? Nói nhảm, trong cơ thể con người thưa thất nguyên tố phần lớn là Không, không muốn nghĩ những cái kia dinh dưỡng thành phần, những vật kia hiện tại nhân công cũng có thể hợp thành nguyên tố vi lượng Ta cho rằng cần độ sát hơn 10 vạn người đến tinh luyện đồ vật, tất nhiên là chỉ có trên thân người có, những vật khác hoặc là giống loài không có Đến cùng là vật gì? Ma lực Trần Chiếu nói Ma lực Người bình thường căn bản cũng không có ma lực Không, người bình thường cũng có ma lực Trần Chiếu nói Tại ta siêu tự nhiên trong hiệp hội, chế định qua một cái ma lực tiêu chuẩn, chính là lấy một người bình thường ma lực tiêu chuẩn với tư cách là một đơn vị ma lực giá trị, ta cũng xưng là một Udos ma lực giá trị. Ngươi nói là, đồ sát hơn 10 vạn người, cuối cùng mục đích chỉ là vì đạt được hơn 10 vạn ma lực giá trị sao? Dựa theo ngươi thiết lập định ma lực giá trị đơn vị để đổi toán, có lẽ người bình thường không đạt được hơn 10 vạn ma lực giá trị, thế nhưng là ngươi bây giờ ma lực giá trị thượng đã đạt tới, mà ta thì là vượt xa số này giá trị, theo lý mà nói, ta sớm nên phi thăng. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 1537 ghét nhất loại này cố làm ra vẻ huyền bí trả lời. Nguồn Mê truyện audio.com không không, mỗi người đều có được độc nhất vô nhị ma lực, giống như là nhân loại vân tay, thật giống như ta thông qua bạo thực giả chi miệng hấp thu người khác ma lực, hồi sản sinh ma lực dị ứng phản ứng, cho nên ta nhận thức vì cái này luyện hóa cũng không phải đơn thuần ma lực. Đó là cái gì? Ta cảm thấy rất đúng ma lực gian. Trần Chiếu nói, giống như là một cái giống loại tiến hóa, chính là gian tiến hóa, ta cảm thấy có ma lực chuyển hóa làm tiên lực, kỳ thật liền là một loại ma lực tiến hóa quá trình cho nên luyện hóa quá trình chẳng nói là chắc lọc ma lực đa dạng tính, sau đó bù đắp bản thân ma lực gian chưa đủ chỗ, do đó đạt tới viên mãn, cuối cùng hoàn thành tiến hóa quá trình. Lão con ba ba lông mày nhíu lại, tự như có cảm ngộ. Ta hiểu. Lão con ba ba nửa ngày toát ra một câu như vậy. Đợi một chút. Ngươi hiểu. Ngươi biết cái gì? Trần Chiếu rất mờ mịt nhìn xem lão con ba ba. Thời cơ đến, ngươi dĩ nhiên là hiểu. Lão con ba ba ý vị thâm trường mắt nhìn Trần Chiếu, mẹ trứng, ta ghét nhất các ngươi loại người này, lời chỉ nói một nửa, không, là ngay cả một nửa lời đều nghe không hiểu, cái gì gọi là thời cơ đến ta liền hiểu. Trần Chiếu nhảy dựng lên chỉ vào lão con ba ba cái mũi liền mắng. Cút ra ngoài, lão tử muốn bế quan, trăm năm về sau lại đi vào nơi đây, thấy lão tử cuối cùng một mặt. Trăm năm. Khi chính là một cái tháng nhiều một chút thời gian. Trần Chiếu nhất thời một hồi đau đầu. Đúng, ngươi phải phi thăng, tương lai ai còn chỉ điểm ta, hiện tại lão tử cũng chỉ có bắt được một chút mấu chốt, đều trăm năm sau lại nói. Dựa 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 vào, ngươi ngược lại là đem lời nói rõ, đến tương lai ta cũng phi thăng đi tiên giới tìm ngươi a. À. Trần Chiếu tại phiền muộn, bị lão con ba ba đuổi ra. Bất quá lão con ba ba lời thủy chung tại Trần Chiếu trong nội tâm quanh quẩn. Mình mới là đối với. Cũng chính là, chính mình đánh bậy đánh bạ, tìm đến đối đầu đường. Còn có lão con ba ba nói qua, thân có thần lực, liền có thể thức tỉnh thần thông. Thế nhưng là này thần thông ở nơi nào? như thế nào thức tỉnh. Này vừa nghĩ chính là cả đêm thời gian, kết quả sau lưng bị đạp một cước, trần chiếu trực tiếp từ trên ban công té xuống. Nhìn lại, Fari đang thở phì phì đứng ở trên lầu ngửa đầu. Có ngủ hay không, tại trên ban công ngồi cả đêm, có phải hay không chơi chán lão nương? Trần Chiếu mồ hôi lạnh ứa ra, Fari này một cái địa đạo hán nữ là chuyện gì xảy ra? Trần Chiếu dưới chân đạp một cái, nhảy đến lầu ba sân thượng, đúng vào lúc này, Trần Chiếu vô ý thức chấn động, trong cơ thể ma lực, không nên nói là tiên lực trầm xuống, ổn định thân thể. Loại cảm giác này, đây mới thực sự là tự do khống chế bay lượng cảm giác. Cùng loại kia không khống chế được phiêu lên hoàn toàn không phải là một cái khái niệm. Đương trong cơ thể ma lực hoàn toàn chuyển hóa làm tiên lực, Trần Chiếu phát hiện tiên lực chất lượng cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Mình có thể càng thêm nhẹ nhõm khống chế tiên lực chất lượng, do đó khống chế phi hành hoặc là đáp xuống. Thân ái, ngươi nhìn lên tựa hồ có phần không đồng nhất. Pha nghi hoặc nhìn xem phi tại sân thượng ngoài Trần Chiếu. Đâu không đồng nhất nói không ra trần chiếu đưa tay ông lấy phari liền bay về phía trên biển chính như câu nói kia nói trần chiếu hiện tại đã muốn thành tiên lại không bỏ xuống được hồng trần thế tục mặc dù thành tiên loại sự tình này chữ bác cũng không có nhếch lên trần chiếu không có phi quá nhanh phari có thể chịu không quá cao tốc độ trần chiếu chỉ cảm thấy này ánh mặt trời chiếu người thoải mái phản phất toàn thân tế bào đều sinh động lên phari đầu dựa vào trần chiếu đầu vai đồng dạng tắm dương quan tại trên biển không vội không chậm đi một vòng, hai giờ đi qua, Trần Chiếu mới lại ông Fari về đến nhà. Tiểu Giác đã rời giường, đang tại liệt ma phục vụ hạ ăn điểm tâm. Tiểu Larissa cũng ở mổ bình sữa. Nói thật, Trần Chiếu cùng Fari đều chưa tính là vô cùng hợp cách cha mẹ. Đương nhiên, bọn họ yêu là đầy đủ. Nhưng là phải nói chiếu cố hai cái hài tử, bọn họ cũng không bằng liệt ma. Đương nhiên, trong nhà vốn bởi vì liệt ma duyên cớ, vô pháp thỉnh bảo mẫu hoặc là người hầu, hơn nữa tình thương của cha tình thương của mẹ cũng không phải dựa vào cái gì đều thân lực thân vi tới thể hiện. Bữa sáng, Trần Chiếu liền ông Tiểu Giác đi Steven phòng làm việc. Ngày hôm qua cùng Steven thông điện thoại thời điểm, Steven nói để cho Trần Chiếu sáng nay đi cái kia biên thời điểm, thuận tiện cũng mang lên Tiểu Giác. Trần Chiếu đến Steven phòng làm việc thời điểm, mặc dù không có công tác tạp, Trần Chiếu cũng có thể tự do xuất nhập. Steven phòng làm việc đại bộ phận công nhân đều biết Trần Chiếu cùng Tiểu Giác, bao gồm môn khẩu bảo an. Dư tiểu thư, Steven tới sao? Trần Chiếu nhìn xem Vu Văn Tuệ hỏi. Steven tiên sinh đã trên đường, trong vòng 20 phút đi ra. Vu Văn Tuệ hồi đáp. Trần tiên sinh, ngài đi trước Steven tiên sinh văn phòng đều a, à, cần cà phê sao? Steven văn phòng không phải ai cũng có thể tiến, trừ Trần Chiếu. Phòng làm việc trong, lại không có Trần Chiếu không thể đi địa phương. Hơn nữa phòng làm việc trong lộn xộn, trừ Steven cái kia rộng lớn văn phòng ra, cũng không có địa phương có thể để cho Trần Chiếu cùng tiểu giác nghỉ ngơi. Có trà sao? Trần Chiếu hỏi, hảo, xin chờ một chút. Cũng không lâu lắm Steven liền đẩy cửa đi vào, đầu tiên là thấy được Trần Chiếu ngồi ở hắn trên ghế làm việc, hai chân vẫn lên tại hắn trên bàn công tác, mặt nhất thời liền đêm đen. Đón lấy hắn lại thấy được Tiểu Giác đang đứng đang làm việc phòng ngăn tủ phía trên, ngăn tủ ngăn kéo bị rút ra từng tầng, Tiểu Giác chính là dựa vào leo thang lầu phương thức leo đến ngăn tủ chống đi tới. Trần. Steven phẫn nộ rít gào nói. Ngươi chính là như vậy nhìn hại tử sao? Tiểu Giác tại kính tử hồ thời điểm, cũng không ít leo cây trần chiếu không cho là đúng nói trên thực tế nếu như tiểu giác từng ngăn tủ phía trên té xuống trần chiếu hoàn toàn có thể tại trong chớp mắt xuất hiện ở ngăn tủ phía dưới trần chiếu đối với chính mình tốc độ có thể là phi thường càng làm nắm pham tích nắm dông đi tới này trần pham tích với tư cách là steven bảo tiêu nàng là nghe được steven rít gào cho nên mới tiến đến xem kết quả phát hiện để cho steven rít gào người là trần chiếu Dông thì là phối hợp tiểu nhảy đến ghế sofa ghế dựa gục xuống nghỉ ngơi điểm lắm tắm điểm lắm tắm đại mèo tiểu giác thấy được john nhất thời tới hứng thú tiểu giác lần đầu tiên thấy được john lập tức liền nghĩ muốn nhảy xuống steven liền vội vương tay đem tiểu giác từng ngăn tủ thượng ông hạ xuống tiểu giác một chút cũng không sợ hãi john john thì là đã sớm thói quen cùng nhân loại giao tiếp chung quy nó mỗi ngày tới steven phòng làm việc hiện tại làm việc trong phòng trong công nhân không có có không nhận ra người nào hết Phạm tích ngươi giúp ta chăm sóc một chút tiểu giác ta cùng trần nói một ít chuyện Steven nói. Hảo, Steven tiên sinh. Trần Chiếu cùng Steven đi ra văn phòng, Steven nhìn về phía Trần Chiếu. Trần, ngươi thu mua Nefa. Toàn trong tay bản quyền, là muốn làm gì? Ngươi nghĩ tiến quân Hollywood? Không, ta chỉ là muốn làm hai đạo con buôn. Chương 1538 đàm phán. Nguồn. Mê truyện audio.com Trần Chiếu muốn thu mua Nefa. Toàn trong tay điện ảnh bản quyền, không phải vì tiến quân cái gì tốt Bollywood. Nói thật, trừ phi là đầu tư Steven điện ảnh, bằng không thì lời Hollywood phòng bán vé tiền lãi kỳ thật quá bình thường. Một bộ vượt qua cấp độ A điện ảnh đầu tư hơn 1 tỷ đô la, quay chụp, chế tác đến chiếu phim chu kỳ dài đến vừa đến 2 năm thời gian, phòng bán vé lợi nhuận có thể có mấy ngàn vạn đô la, đã là kiếm lớn, mà này mấy ngàn vạn đô la phòng bán vé lợi nhuận còn cần tiến hành thiết cát. Mà càng nhiều tính khả năng là, vẹn vẹn chỉ là phòng bán vé trả lại vô pháp thu hồi thành phẩm. Cần thông qua xung quanh bản quyền nói thí dụ như trò chơi, kịch truyền hình bản quyền, cùng với xung quanh sản phẩm tới lợi nhuận. Mà cái này xung quanh bản quyền cùng xung quanh sản phẩm trên cơ bản liền thuộc về công ty lớn dành riêng tiền lãi. Công ty nhỏ hoặc là cá nhân người đầu tư muốn đạt được những cái này tiền lãi gần như không có khả năng. Như Trần Chiếu như vậy, cho dù là còn có tiền cũng khó có thể chân chính giao thiệp với Hollywood chân chính doanh thu điểm. Cho nên Trần Chiếu căn bản đối với đầu tư Hollywood điện ảnh không có gì hứng thú. Dù cho Trần Chiếu, Steven cùng Lasfa đầu tư qua một bộ phim, thế nhưng là kia càng nhiều là hứng thú. Có thể kiếm tiền tốt nhất, mặc dù lợi nhuận không tiền, cũng không ngại ba người hữu nghị. Về phần nói cứu vớt Nefa. Toàn, ha ha. Hắn chết sống Trần Chiếu cũng sẽ không để ý, Trần Chiếu chỉ là cảm thấy có thể có lợi, này mới ra tay, không hơn. Nefa. Toàn trong tay đáng tiền nhất, thần thâu hàng loạt bản quyền là Nefa. Toàn cùng Jsn công ty tất cả chiếm 50%, hàng loạt trước mắt đã quay chụp lục bộ, trong đó có hai bộ tại phòng bán vé phương diện xuất hiện lỗ lã, bất quá mới nhất một bộ phòng bán vé đạt tới 8. Ba ức toàn cầu phòng bán vé, còn có xung quanh bán, về SN tại bộ phim này lợi ích thu được đạt tới 200 triệu đô la, cho nên vẹn vẹn chỉ là hàng loạt liền ít nhất cần 500 triệu đô la, người mới mua được bản quyền, mặt khác, Nefa. Toàn làm vì cái này hàng loạt tuyệt đối vai chính, mặc dù bản quyền rời tay, hắn tại bộ phim này thường như trước lời nói có trọng lượng, mà đến lúc đó hắn tất sẽ yêu cầu càng cao thanh toán thêm phòng bán vé phân thành, cho nên ngươi còn cần một phần hiệp nghị, yêu cầu hắn trong tương lai ít nhất 3 bộ thần thâu hàng loạt điện ảnh không thể tự diễn, đồng thời thanh toán không phải cao hơn 2.000 vạn đô la. Steven quá rõ ràng Hollywood quy tắc, nếu như Nefa toàn mất đi thần thâu hàng loạt bản quyền, như vậy hắn vì bù đắp chính mình tổn thất, toàn hệ liệt hạ một bộ phim, hắn tất sẽ công phu sư tử ngoạm. Mà chỉ cần Trần Chiếu cầm đến phần này hiệp nghị, như vậy thần thâu hàng loạt giá trị sẽ đề cao sâu sắc. 500 triệu đô la Trần Chiếu sắc mặt liền biến đổi, cái số này so với hắn tưởng tượng cao hơn rất nhiều. Siêu phàm nhân sinh cũng là hàng loạt điện ảnh, trước mắt đã chiếu phim đệ nhất bộ, phòng bán vé thiệt thòi nhỏ, bất quá từ xung quanh đã thu hồi thành phẩm, tại Hollywood bên trong hàng loạt điện ảnh từ trước đến nay là đại bán tiêu chuẩn, muốn chế tác không kém, phòng bán vé cũng sẽ không chênh lệch, này bộ hàng loạt điện ảnh bản quyền giá trị không thua kém 200 triệu đô la, còn có cái khác mấy bộ phim bản quyền, bản quyền giá trị từ mấy trăm vạn đô la đến hơn 1000 vạn đô la không đợi hợp lại không cao hơn 3.000 vạn đô la, xem như một cái thêm đầu. Steven nói. Người lấy ra nhiều tiền như vậy sao? Tiền mặt là không có nhiều như vậy, bất quá ngân hàng hẳn là rất thích ý cho ta mượn tiền. Đối với ngân hàng mà nói, bọn họ chưa bao giờ sợ người khác vay tiền, chỉ sợ người khác không mượn tiền. Đặc biệt là trần chiếu loại này, danh nghĩa có được lấy đại lượng chất lượng tốt sản nghiệp phú hào. Riêng là đại sơn biên nhãn hiệu giá trị, đã vượt qua 5 tỷ đô la, trước mắt Trần Chiếu trả lại nắm giữ lấy Đại Sơn bia đại bộ phận cổ phần, cho nên đừng nói là mượn vài tỷ đô la, coi như là vài tỷ đô la, ngân hàng cũng đều vì vay tiền cho Trần Chiếu mà tranh giành bể đâu. Lấy Nefa. Toan hiện tại tình cảnh, 600 triệu 5 ngàn vạn đô la tả hữu hẳn là hắn điểm mấu chốt. Steven nói. Steven cho là một đóng gói giá cả, trên thực tế loại này bản quyền đàm phán, cần từng cái một bản quyền nói. Người đem ngươi luật sư kêu đến, ta tới cùng hắn làm một chút nói rõ. Steven nói. Stephen tuy với tư cách là trần chiếu tham mưu bất quá hắn bản thân cũng không can dự trận này bản quyền mua bán bên trong bởi vì cho dù là hắn đối với jsn cũng không dám ngay thẳng mặt chỉ cần là hollywood bên trong người cũng không thể bất chính xem jsn tồn tại chỉ có trần chiếu loại này căn bản cũng không quan tâm jsn người ngoài cuộc jsn cũng cầm trần chiếu không có bất kỳ biện pháp nào a à, đây cũng là nefa toan tìm trần chiếu nguyên nhân bởi vì nefa toan không biết những cái kia chủ động liên hệ chính mình người, có mấy cái là Jsn phái tới. Sau đó Ialik liền mang theo luật sư đoàn đội, cùng Steven làm câu thông. Ialik ngược lại là biết Trần Chiếu cùng Steven có giao tình. Chung quy lần trước tiểu giác sinh nhật, Ialik cũng ở trận. Buổi chiều, Trần Chiếu cùng luật sư đoàn liền đi cùng Nefa. Toàn ước nơi tốt. Nefa. Toàn đã chán nản đến liền luật sư đều không có hắn hiện tại cũng là tại gượng chống, nếu như hắn tiếp tục như vậy, hoặc là chính là chết ở vây nặng lãi trong tay, hoặc là chính là hướng GSN thỏa hiệp. Bất quá bây giờ Trần Chiếu chạy đến đoạn hồ, cho nên sẽ không GSN chuyện gì. Đàm phán bắt đầu, Nefa. Toan trực tiếp mở đóng gói giá 800 triệu đô la. Trần Chiếu trực tiếp nói một tiếng, kêu luật sư đoàn người thu dọn đồ đạc trời đi. Đùa cợt, thằng này là đem mình làm coi tiền như rác. Quyền chủ động tại Trần Chiếu trong tay, đàm phán cũng rất dễ dàng. Trần Chiếu cho Ialit điểm mấu chốt chính là Đàm phán có thể đàm phán không thành Thế nhưng là nhiều ra một mau tiền đều không thể Trần Chiếu là nhà tư bản, Nefa Toàn đồng dạng là nhà tư bản Nhà tư bản cùng nhà tư bản giữa nói cảm tình Nói cái rắm cảm tình A Có Trần Chiếu những lời này Ialit liền có lực lượng nhiều Bởi vì đối với Trần Chiếu mà nói Nhiều lắm là chính là kiếm ít một ít tiền mà thôi Trần Chiếu có thể không đi lợi nhuận vất vả tiền Thế nhưng là Nefa Toàn không được nếu như lần này đàm phán không thể thúc đẩy, như vậy hắn liền phải tiếp nhận JSN bóc lột. Mà JSN trả thù lao căn bản cũng không đủ tới hoàn lại hắn nợ nần. Với hắn mà nói, hiện tại điểm mấu chốt chính là đem nợ nần hoàn lại. Đàm phán rất dằn co, hai bên tâm lý giá vị không đồng nhất, đương nhiên dằn co. Bất quá quyền chủ động thủy chung tại trần chiếu bên này, Ialit cùng luật sư đoàn nhiều người như vậy, càng hiển cường thế. Nepha Toan một cây chẳng chống vững nhà, bởi vì trần chiếu thủy chung cắn điểm mấu chốt giá cả, Điểm mấu chốt cùng Nefa. Toan nợ nần toàn bộ không sai biệt lắm, chỉ là trả lại thiếu một ít. Trần Tiên Sinh, cái hiệp nghị kia ta có thể ký, thế nhưng là ta hy vọng giá tiền có thể đề cao đến 700 triệu đô la. Này là không thể nào, ta lấy không ra nhiều tiền như vậy. Trần Chiếu lắc đầu. Nếu như ngươi không có thành ý, như vậy chúng ta đàm phán dừng ở đây. Trần Tiên Sinh, chỉ cần ta đem tiền trả lại xong, chuột đồ Marina nhà hàng 30% cổ phần, ta nguyện ý toàn bộ bán cho ngươi, liền lấy giá thấp nhất cách bán cho ngươi. Neva. Toàn cắn trăng nói. Trần Chiếu trong nội tâm khẽ động, nếu như như vậy, cũng không phải không thể cân nhắc, nếu như là cộng thêm Marina nhà hàng 30% cổ phần, 700 triệu đô la có thể cân nhắc. Chương 1539 Hai Đạo Con Buông. Nguồn. Mê truyện audio.com Cộng thêm Marina nhà hàng 30% cổ phần, Trần Chiếu rốt cục vẫn phải đồng ý khoản này cao tới 700 triệu đô la giao dịch. Đương nhiên, số tiền kia không phải là lập tức toàn bộ ngạch tiền trả. Tại sau khi ký hợp đồng xong, Trần Chiếu để nhất bút một ức 5 ngàn vạn đô la lập tức chuyển cho Nefa. Toàn, sau đó sẽ ở 3 tháng trong, đem còn lại 500 triệu 5 ngàn vạn đô la chuyển cho Nefa. Toàn, số tiền kia trước tiên có thể để cho Nefa. Toàn giải quyết khẩn cấp, để cho hắn không đến mức đi ở đại trên đường cái bị người chém chết. Bất quá kế tiếp 3 tháng, Trần Chiếu liền cần phải đi gom góp 500 triệu 5 ngàn vạn đô la. Trần Chiếu vừa về đến trong nhà, liền đón đến một cái lạ lẫm điện thoại. Cho ngươi ăn hảo, xin hỏi ngươi là Trần Chiếu Tiên Sinh A à? Ta là, ngươi là vị nào? Ta là GSN Điện ảnh Công ty Chấp hành Tổng Thanh tra, ta là Mark Bonin Xin chào, Mark Tiên Sinh, có chuyện gì không? Trần Tiên Sinh, ta nghe nói ngươi hôm nay cùng Nefa Toàn tiến hành giao dịch, mua đi trong tay hắn tất cả bản quyền Mark Tiên Sinh, ngươi tin tức thật đúng là linh thông Trần Chiếu đã sớm ngờ tới đối phương sẽ chủ động tìm hắn bất quá trần chiếu không nghĩ tới đối phương tốc độ lại nhanh như vậy hắn và nefa toan vừa ký hợp đồng không được hai giờ thời gian jsn điện ảnh công ty đã biết tin tức mát bonin tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí nói trần tiên sinh ngươi biết ngươi làm là như vậy vô cùng không đạo đức sao jsn công ty vì mấy cái điện ảnh bản quyền có thể là chuẩn bị nửa năm thời gian thậm chí liền ngay cả nefa toan nợ nần nguy cơ cũng có jsn công ty thân ảnh Hiện giờ mắt thấy sắp đến thu hoạch thời điểm, lại không nghĩ rằng tại thời khắc mấu chốt, bị người đoạn hồ. Đổi lại bất cứ người nào, cũng sẽ không cảm giác được vui sướng. Ách. Đạo đức. Mắt tiên sinh, ta là xúc phạm cái gì pháp luật sao? Trần Chiếu cười lạnh. Trần tiên sinh, ta hy vọng ngươi làm rõ, mặt ngươi đúng là một cái dạng gì đối thủ. Mắt. Bonin uy hiếp nói. suy Trần Chiếu mang theo vài phần cười trào phúng âm thanh. Quả thật hắn và jsn công ty không phải là một cái cấp bậc thế nhưng là jsn điện ảnh công ty cùng jsn truyền thông công ty cũng không phải là một cái hệ thống mà trần chiếu cùng jsn điện ảnh công ty cùng với jsn truyền thông công ty cũng một cái ngành sản xuất trần chiếu căn bản cũng không sợ bọn họ tự như cùng hollywood không sợ wall street tài chính cự ngạc đồng dạng mặc dù hai bên không tại một cái trình độ thế nhưng là tại bất đồng ngành sản xuất đều có từng người quy tắc trần chiếu bây giờ đang ở biên ngành sản xuất trong không dám nói vô địch thiên hạ ít nhất cũng là cực hạng JSN điện ảnh công ty lấy cái gì đi lấy niết hắn. Cho dù là sau lưng của hắn JSN truyền thông công ty xuất thủ, cũng đồng dạng cầm hắn không có cách. Mát tiên sinh, nếu như ngươi là tới hương sư vấn tội, sợ là chúng ta liền không cách nào nữa nói hạ xuống. Trần Chiếu lạnh nhạt nói. Mát. Bonin cũng vận dụng quan hệ tra Trần Chiếu bối cảnh, cụ thể không biết. Chỉ biết Trần Chiếu rất có tiền, hơn nữa ngân hàng tín dụng cấp bậc là cao cấp nhất, so với hắn cao hơn. Mát. Bonin chỉ là cao cấp chức nghiệp người quản lý mà thôi, mà trần chiếu tại cá nhân tại phú, cũng không phải hắn có thể so sánh. Cái này dinh, mát. Bonin vô cùng làm khó. JSN điện ảnh công ty tại Hollywood bên trong có thể tung hoành ngang dọc, thậm chí cùng với khác người hợp tác, đều là lấy bá đạo dáng dấp hành sự. Thế nhưng là một khi rời đi Hollywood, như vậy hắn liền thúc thủ vô sách. Chung quy JSN điện ảnh công ty vẹn vẹn chỉ là điện ảnh công ty, cũng cái gì đen ác thế lực nhưng là bây giờ hai đại vô cùng có tiềm lực hàng loạt điện ảnh bản quyền, lưu lạc tại trần chiếu trong tay. Cái này để cho JSN điện ảnh công ty càng thêm bất đắc dĩ. Đặc biệt là thần thâu, hiện tại JSN điện ảnh công ty đã tại trù bị bộ thứ bảy, trước đầu nhập vượt qua 3.000 vạn đô la. Nguyên bản mát. Bonin là muốn đợi đến cầm thần thâu bản quyền nắm bắt tới tay, liền lập tức bắt đầu kế hoạch quay. Nhưng là bây giờ, Nefa. Toan lại đem bản quyền bán cho những người khác. Cũng chính là, trần chiếu tại cái này hàng loạt quyền nói chuyện là cùng JSN điện ảnh công ty là đồng dạng. Chỉ cần trần chiếu không đồng ý quay chụp, như vậy hàng loạt điện ảnh liền vô pháp quay chụp. Không chỉ là trước đầu nhập kia 3.000 vạn đô la nước dội lá khoai, liền ngay cả trong tay bọn họ 50% bản quyền đều muốn nện trong tay. Này tổn thất liền quá lớn, cho dù là hắn chấp hành tổng thanh tra cũng không thể gánh chịu loại này hậu quả. Vừa rồi bá đạo lời nói và việc làm, kỳ thật cũng là mát. Bonin tính thăm dò thủ đoạn. Trần Tiên Sinh, Ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì? Ta là người làm ăn, ta đầu tiên muốn cam đoan chính là ta lợi ích không bị xâm hại." Trần Chiếu thẳng nhiên nói. "Trần tiên sinh, ngươi muốn đầu tư chúng ta điện ảnh sao? Ta có thể lợi dụng ta quyền lực cho ngươi tiến vào trường tư cách." Ha ha. Trần Chiếu cười. "Hollywood chính là cái ăn tươi nuốt sống địa phương." Trần Chiếu như vậy một ngoại nhân cho dù là tiến vào trường, cũng đồng dạng cũng bị ăn xương cốt đều không còn. Hollywood có Hollywood quy tắc cho dù là một bộ lợi nhuận điện ảnh, điện ảnh công ty cũng có thể cầm khoản làm thành lỗ lã. Trần Chiếu muốn từ Hollywood cầm đến tiền, quả thật chính là ý nghĩ hảo huyền, Trần Chiếu cũng từ trước đến nay không nghĩ qua dựa vào kiếm tiền. Trần Chiếu mua xuống bản quyền ý đồ chính là làm một cái hai đạo con buông, lợi nhuận một cái nhanh tiền. Mát. Bonin thầm mắng, quả nhiên kẻ có tiền cũng không tốt lừa gạt. Trần Tiên Sinh, trong tay ngươi bản quyền bán cho công ty của chúng ta a, à, liền đương công ty của chúng ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Cô mời nhân tình, Loại đại công ty này cao tầng trong miệng nói ra, liền cùng đánh trắm không sai biệt lắm. Trần Chiếu đầu óc nước vào, mới có thể nhận hạ nhân tình này. Mắt tiên sinh, chúng ta còn là nói một chút chân thực a, à, ngươi ra cái giá, nếu như giá cả thích hợp, như vậy bản quyền chính là các ngươi. 400 triệu đô la, ta chỉ muốn thần thâu hàng loạt 50% bản quyền. Gặp lại. Trần Chiếu trực tiếp cúp điện thoại. Thằng này là đem mình làm coi tiền như rác a, à, cho dù là chính mình cầm bản quyền nát trong tay trần chiếu cũng sẽ không đem bản quyền lỗ vốn bán đi mát bonin sắc mặt có chút khó coi nhìn xem đã đuôi mù âm điện thoại vừa rồi giá tiền nguyên bổn chính là tính thăm dò ra giá trên thực tế hắn biết trần chiếu mua xuống những cái kia bản quyền cụ thể giá cả bởi vì Nefa. toàn căn bản không có ý định giấu giếm chỉ là hắn không nghĩ tới trần chiếu hội như vậy quyết đoán cúp điện thoại mát bonin lại bấm trần chiếu điện thoại trần tiên sinh chúng ta có thể bàn lại nói thần thâu bản quyền, 600 triệu đô la, thiếu một đẹp phân cũng không được, nếu như các ngươi không chấp nhận, ta đây thà rằng để cho bản quyền nát trong tay. Trần Tiên Sinh, 600 triệu đô la căn bản chính là hư cao, chúng ta có thể liên hợp đầu tư xuất phẩm. Xin lỗi, ta đối với các ngươi tín dụng không có bất kỳ lòng tin, có lẽ ta đầu nhập điện ảnh tài chính, các ngươi đổi lại hoa dạng liền có thể để ta tiền nước dội lá khoai, ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi. Cũng tỷ như nói, JSN điện ảnh công ty chỉ cần làm cho cái giấy tờ, nguyên bản chế tác phí tổn một ức đô la, hắn trực tiếp báo một cái 300 triệu đô la chế tác phí tổn, chính mình biện pháp gì đều không có. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, đông hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ chương 1540 thợ săn công hội. Nguồn. Mê truyện audio com Tại chế tác phí tổn thượng lừa gạt. Là cơ sở nhất thủ đoạn. Nguyên bản thuê một máy máy móc chỉ cần 10 vạn đô la, bọn họ cầm thuê phí tổn đề cao đến 100 vạn đô la. Trong này lỗ thủng thật sự là quá nhiều. Lại ví dụ như cùng phát hành phương thương lượng hảo, cũng chính là làm âm dương hợp đồng. Chuyên môn sa hố trần chiếu loại này người ngoài cuộc trần chiếu lần này với tư cách là hai đạo con buông, bản thân liền tồn tại nhất định nguy hiểm nếu như không có đầy đủ lợi ích thu được dựa vào cái gì giao thiệp với trong đó trần chiếu tuy có tiền thế nhưng là trần chiếu cũng sẽ không cùng tiền gây khó dễ chuyện này không chỉ cá nhân ta có thể quyết định mát bonin bất đắc dĩ nói vậy thương lượng a đều lúc nào có kết quả cho ta biết luật sư trần chiếu không cho là đúng nói dù sao trần chiếu không vội jsn điện ảnh công ty so với trần chiếu càng sốt ruột trần chiếu mua điện ảnh bản quyền tiền đều là chính bản thân hắn thế nhưng là jsn điện ảnh công ty tiền lại là tất cả đại cổ đông cho dù là jsn điện ảnh công ty que cũng không có khả năng vung tay lên nói bản quyền không muốn sau đó liền đem tiền nền trong nước nếu như bọn họ làm như vậy chỉ sợ bị cổ đông phun chết đưa ra thị trường công ty phiền toái ngay ở chỗ này bọn họ quyết định biện pháp thường thường sẽ bị một nhóm người mà này bộ phận người không nhất định quyết định lấy công ty tương lai có thể là bọn hắn có thể quyết định que tương lai Hiện tại JSN điện ảnh công ty phải đối mặt vấn đề chính là hoặc là dùng tiền mua xuống trần chiếu trong tay bản quyền, hoặc là chính là để cho Thần Thâu 50% bản quyền nện tại trong tay mình. Mà căn cứ Thần Thâu hàng loạt thượng một bộ phim phòng bán vé biểu hiện cùng với xung quanh biểu hiện đến xem. Chung quy cũng không phải mỗi một bộ phim cũng có thể lợi nhuận 300 triệu đô la. Thậm chí cho dù là lục đại đảm nhiệm nhất nhất cái công ty, một năm lợi nhuận năng lực đều chưa chắc có 300 triệu đô la, cổ đông tuyệt đối không cho phép Thần Thâu bản quyền đập chết huống Chi trước đó đã đầu nhập 3.000 vạn đô la tiến hành trước quay chụp chuẩn bị. Đặc biệt là cổ đông biết, Trần Chiếu trong tay không chỉ là có thần thâu hàng loạt 50% bản quyền, còn có Nefa. Toàn cùng hắn phần hiệp nghị kia. Phần này hiệp nghị giá trị phải thấp, hơn nữa Trần Chiếu trả lại không có ý định chuyển nhượng phần này hiệp nghị. Muốn biết rõ đến Nefa? Toàn cấp bậc này minh Tinh điện ảnh, hắn thanh toán đều là 2.1, thậm chí là 2.2. Cái gọi là 2.1 chính là 2.000 vạn đô la, còn có 10% phòng bán vé phân thành đây là đỉnh cấp siêu sao thanh toán. Nepha. Toàn có lẽ còn không toán tối đỉnh cấp siêu sao, thế nhưng là hắn chính là thần thâu hàng loạt linh hồn nhân vật. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, điện ảnh công ty tuyệt đối sẽ không đem hắn đổi đi. Cầm vai chính đổi đi, thế nhưng là Hollywood tối kỵ. JSN công ty liền kiên trì hai ngày thời gian, rốt cục tới nhã ra, tiếp nhận bản quyền giao dịch. 600 triệu 6 nghìn vạn đô la, mua đi thần thâu 50% bản quyền, còn có phần hiệp nghị kia. Kỳ thật JSN điện ảnh công ty nếu như không phải là quá tham lam, không nên hướng trong chết xa hố Nefa. Toan. Nefa. Toan cũng sẽ không ngược lại hướng trần chiếu bán ra bản quyền. Lại nói tiếp cũng là chính bọn họ làm bậy. 700 triệu đô la, hiện giờ đã hồi bản 600 triệu 6 nghìn vạn đô la. Trần Chiếu trong tay còn có siêu phạm nhân sinh cùng với khác mấy cái so sánh màn ảnh nhỏ bản quyền. JSN tuy nói đối với siêu phạm nhân sinh như trước Thùy Tiên Tam Xích thèm chảy nước miếng nhưng là bây giờ bọn họ thật sự là cầm không ra càng nhiều tiền mặt mua sắm hàng loạt điện ảnh bản quyền cho nên tạm thời chỉ có thể gác lại nguyên bản trần chiếu trả lại ý định lấy hướng ngân hàng vay tiền cái này cũng không cần vay tiền mặc dù jsn không muốn trần chiếu cũng có thể bán cho những công ty khác bất kể thế nào bán dù sao sẽ không thiệt thòi vốn là cũng nói tiền có thể sinh tiền giờ khắc này trần chiếu mới rõ ràng cảm giác được kẻ có tiền đến cùng nhiều dễ dàng kiếm tiền đương nhiên trần chiếu đồng dạng tồn tại nguy hiểm Chung quy nếu như JSN điện ảnh công ty cường ngành một chút, như vậy trần chiếu liền một chút biện pháp cũng không có. Này kỳ thật chính là một cái tâm lý đánh cờ quá trình. Xem ai hao tổn qua được ai. Trần chiếu áp lực liền là ngân hàng cho vay tiền lãi, hơn nữa kéo càng lâu, bản quyền giá trị càng thấp. Mà JSN điện ảnh công ty áp lực thì là lai nguyên ở nội bộ cổ đông. Ván này trần chiếu thắng, có thể là không thể nói JSN điện ảnh công ty thua. Chân chính phe thua chỉ có Nefa. Toan. Bất quá Nefa. Toan thuộc về mình làm mình chịu. Mà trần chiếu tối đại thu hoạch chính là Marina nhà hàng toàn bộ cổ phần cũng đã nắm trong tay. Wenny. Christian lúc này đang đứng tại một tòa cổ xưa trong đại điện. Đại điện tường xuôi theo phía trên có ba trường ghế đá, ba trường ghế đá phân biệt ngồi lên ba cái lão nhân. Wenny. Christian, ngươi quá làm cho ta thất vọng, bởi vì ngươi lỗ mãn, trực tiếp dẫn đến chúng ta nhân thủ tổn thất 60, trong đó thông linh sư liền đạt đến 12. Ngồi ở bên trong ghế đá lão nhân mang theo trầm trọng uy áp, mắt sáng như đuốc, trực bức quen Chrisson, Ba vị này lão nhân chính là thợ săn công hội tam nguyên lão, đồng thời cũng là từng người phe phái đứng đầu. Này ba cái trưởng lão phân biệt dùng taro bên trong ẩn giả, thẩm phán cùng vòng quay vận mệnh vi danh. Mà bất kỳ một cái nào phe phái đều có được quyền lực tranh đấu, thợ săn công hội cũng có. Thẩm phán cùng vòng quay vận mệnh hai cái phe phái tranh đấu rõ ràng, ẩn giả lại vì trung lập. Wenny. Christian thì là thẩm phán phe phái người, đồng thời cũng là thẩm phán trưởng học sinh cũ. Đối với nàng chất vấn tạo áp lực thì là vòng quay vận mệnh trưởng lão, ý đồ đương nhiên chính là chàng ép Wenny. Christian, sau đó thuận tiện chèn ép thẩm phán phe phái. Lần này Wenny, Christian dẫn đội vây quét Dorin hiệu U Linh Thuyền, tạo thành cự tổn thất lớn. Cũng cho vòng quay vận mệnh trưởng lão tạo áp lực cơ hội. Ngươi còn có cái gì cần giải thích sao? Hai tử của ta. Thời điểm này ẩn giả trưởng lão mở miệng hỏi. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng chậm chạp, tự như đang chất vấn, hoặc như là tại vì Wenny. Christian giảm bớt áp lực. Ta không thể nào giải thích. Wenny. Christian nói. Đã như vậy, vậy ngươi nên tiếp nhận công hội thẩm phán, ngươi nói đúng không, thi hình ngươi. Vòng quay vận mệnh trưởng lão nhìn về phía thẩm phán trưởng lão. Thẩm phán trưởng lão chủ tay nắm thờ sang công hội nội bộ thẩm phán cùng hình phạt, vòng quay vận mệnh trưởng lão đây là muốn để cho thẩm phán trưởng người quen cũ tự xử phạt hắn đệ tử. Thời điểm này thẩm phán trưởng lão yên lặng mở mắt hắn nhìn thấy Wenny. Christian kia kiêu ngạo ánh mắt, chính mình đệ tử tự hồ còn không có chịu thua. Ba vị trưởng lão, ta hy vọng có thể lập công chuộc tội. Hả? Ngươi ý định như thế nào lập công chuộc tội? Thẩm phán trưởng lão hỏi. Ta hy vọng có thể đi xong thành ba cái tinh hồng giáo hội tuyên bố nhiệm vụ. Ngươi lại muốn mang theo càng nhiều người đi chịu chết sao? Vòng quay vận mệnh trưởng lão cười lạnh nói. Không, chỉ có ta một cái. Ngươi mang nhiều người như vậy đều thất bại, hiện tại ngươi nói một mình ngươi. Ngươi xác định không phải là đang trêu chúng ta sao? Nếu như ta thất bại, vậy hãy để cho ta chết ở bên ngoài hảo. Wendy. Christian nói. Ba cái trưởng lão đều lộ ra vẻ kinh ngạc, thẩm phán trưởng lão nhìn mình ái đồ. Wendy, ngươi nhất định phải như vậy phải không? Vâng, thẩm phán trưởng lão, giống như vòng quay vận mệnh trưởng lão nói đồng dạng, ta cũng cần vì chính mình hành vi phụ trách. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 15 41 chiếu phim ngày. Nguồn: Mê truyện audio.com. Rời đi đại điện, Wenny. Christian đi theo thẩm phán trưởng lão thân lão sư, xin lỗi, để cho ngài lo lắng. Thẩm phán trưởng lão yên lặng đi tới, đi thẳng đến ven rừng rậm. Wenny, ngươi biết, nếu như ngươi chỉ là nhận phạt, còn không đến mức hãm vào tuyệt cảnh, ít nhất ta có thể bảo trụ tính mệnh của ngươi, thế nhưng là ngươi tại sao phải trước mặt mọi người ưng thuận loài kia trọng nạc, hiện tại loại tình hình này, ta mặc dù muốn trợ giúp ngươi, cũng đã bất lực. Thẩm phán trưởng lão mang theo vài phần trách móc nặng nề ngữ khí nói. Lão sư, ta lần này thật là cần ngài duy trì. Ngươi biết, chúng ta tay đã không nhiều lắm, căn bản cũng không đủ để giúp ngươi đi xong thành những nhiệm vụ kia không ta cũng cần tiền thẩm phán trưởng lão sững sờ một chút chẳng lẽ mình đệ tử muốn chạy trốn bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là trôi qua tức thì trong nội tâm tự dẻo cười cười ngươi muốn tiền là muốn thuê nhân thủ sao thẩm phán trưởng lão hỏi đúng ngươi xác định có thể thuê đến có thể sử dụng nhân thủ đối với thẩm phán trưởng lão mà nói nếu như chuyện này có thể dùng tiền giải quyết kia đều không gọi vấn đề chung quy thợ săn công hội tồn tại 200-300 năm thời gian, kia tài phú tính gặp lại sớm đã đến một cái vô cùng kinh khủng tình trạng. Thẩm phán trưởng lão chính mình thân gia thả đi ra bên ngoài, đều là một cái siêu cấp phú hào. Thế nhưng là thẩm phán trưởng lão cũng biết, bên ngoài thông linh sư thực lực như thế nào, sức chiến đấu thì như thế nào. Có thể chịu được đánh một trận người có thể đến được trên đầu ngón tay. Huống chi là tinh hồng giáo hội tuyên bố nhiệm vụ. Khi mỗi một cái nhiệm vụ đều là vượt qua độ khó cao. Gần như từng cái đều được xưng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, Vâng. Wendy. Christian lãnh tĩnh hồi đáp. Ta biết ai có thể trợ giúp ta. Ngươi cần bao nhiêu tiền? Thẩm phán trưởng lão hỏi. Càng nhiều càng tốt. Ta trước dự chi ngươi 200 triệu đô la, nếu như không đủ, ngươi lại hướng ta xin. Hảo. Trần, ta nghe nói trên tay ngươi trả lại có mấy cái điện ảnh bản quyền đúng không? Lasfa đây là biết rõ còn cố hỏi. Trần chiếu biểu môi, nằm ở trên bờ cát, nhìn cũng không nhìn bên người Lasfa. Có chuyện nói thẳng, ít quanh co lòng vòng. Đóng gói đều bán cho ta. Lasfa nói. Giá bao nhiêu tiền? 300 triệu đô la. Lasfa nói. Ngươi gọi người liên hệ ta luật sư. Bản quyền mua 700 triệu đô la, bất quá 3-4 ngày thời gian, bán 9 giờ 600 triệu đô la. Lại nói tiếp trần chiếu là thật lợi nhuận đầy túi. Bất quá này 300 triệu đô la cũng xác thực xem như tình bạn giá. Nếu như đổi một cái người mua, trần chiếu sẽ để cho Ialik dẫn nhân cùng đối phương luận bàn một chút. Cầm giá tiền nói nhắc tới. Bất quá Lachsfa hiển nhiên không cần phiền toái như vậy. Nhân mạch chính là như vậy dùng, mọi người giao tình trả lại thật không cần vì mấy ngàn vạn đô la trên lệch giá mà tranh giành mặt đỏ tới mang tay. Lachsfa cho Trần chiếu một cái có thể có lợi giá tiền, đồng thời bản thân hắn lại không đến mức xuất huyết nhiều. Đây cũng là Lachsfa không khéo địa phương, nắm chắc vừa đúng. Đúng, chúng ta điện ảnh lúc nào chiếu phim. Tháng 11 ngày, cùng Trung Quốc đồng bộ chiếu phim. Lachsfa nói. Hả? trận chiếu ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn biết hiện tại nội địa thị trường là thế giới đệ nhị đại điện ảnh thị trường. Bất quá đem phim nhựa an bài tại quốc khánh đương, đủ để nói rõ Lasfa cùng Steven đối với bộ phim này coi trọng trình độ. Bất quá quốc khánh đương đồng dạng cũng là sản phẩm trong nước điện ảnh trọng yếu đương kỳ, tất sẽ có nhiều bộ cấp cao sản phẩm trong nước điện ảnh chiếu phim. Mà với tư cách là người ngoại lai, đồng thời cũng vượt qua A đại chế tác, tại điện ảnh dãy mảnh phương diện không có khả năng so qua sản phẩm trong nước điện ảnh nếu muốn ở quần hùng tranh bá quốc khánh đương giết ra lớp lớp vòng vây có thể khó khăn. Trần Chiếu không nghi ngờ Steven năng lực, thế nhưng là Steven có hay không có thể quay nhiếp ra nên đón hiệp người trong nước khẩu vị điện ảnh, vậy không được biết. Ít nhất Trần Chiếu rất rõ ràng, hiện ở trong nước điện ảnh vòng, tối nổi tiếng muốn thuộc hài kịch loại cùng với Hollywood đặc hiệu mạnh lớn. Đặc hiệu mạnh lớn đừng nói, Hollywood bộ kia tại toàn bộ thế giới đều ăn sạch. Mà sản phẩm trong nước hài kịch điện ảnh, hàng năm phòng bán vé top 10 sản phẩm trong nước trong phim ảnh, hai kịch loại gần như chiếm giữ bán bích Giang Sơn. Mà ba người bọn hắn đầu tư cùng xuất phẩm bộ phim này thì là tương đối truyền thống bắn nhau cảnh phỉ mảnh. Ở trong địa thị trường, cảnh phỉ mảnh một trực thuộc ở cao cao không tới, thấp không xong cục diện, phòng bán vé không thấp, thế nhưng là cũng sẽ không có rất cao. Ít nhất tại năm gần đây phòng bán vé giếng phun trong thời gian, liền chưa từng có một bộ cảnh phỉ mảnh có thể giết tiếng hàng năm phòng bán vé top 10. Còn có lại là tại cạnh tranh kịch liệt quốc khánh đương, Trần Chiếu thật sự có phần hoài nghi, bọn họ điện ảnh có hay không có thể tại quốc khánh đương dết ra lớp lớp vòng vây. Là ngươi chủ ý còn là Steven chủ ý. Trần Chiếu hỏi. Trần Chiếu sẽ không đi can thiệp Lasfa cùng Steven bất kỳ về điện ảnh quyết định biện pháp. Đây là một cái người thường người đầu tư xứng đáng dáng dấp cùng bản phận. Trần Chiếu tuyệt đối sẽ không tự cho là đúng cảm thấy, chính mình là người đầu tư liền có thể đối với hai cái chuyên nghiệp nhân sĩ khoa tay múa chân. Steven nói ngươi có biện pháp. Lasfa nói ngươi tại Trung Quốc cũng có người mạch sao? Lasfa cũng phi thường tò mò, đến cùng Trần Chiếu có biện pháp nào? Trần Chiếu cười cười. Đó là một bí mật. Steven không có lộ ra may mắn kim tệ sự tình. Steven rất rõ ràng loại vật này quá khan hiếm, nhiều người biết, như vậy chính mình liền ít đi một lần sử dụng cơ hội. Trần Chiếu đồng dạng không hy vọng có quá nhiều người biết may mắn kim tệ sự tình. Trần Chiếu may mắn kim tệ trừ cho Steven dùng qua hai lần, lại không có dùng tại cái khác kiếm tiền trên sự tình tiền thế nào cũng có thể lợi nhuận, thế nhưng là may mắn kim tệ lại không thể phục chế. Cũng tỷ như thuyết pháp lệ sinh nở ngày đó, Trần Chiếu để cho Fari một mực cầm lấy từng mai may mắn kim tệ. Trần Chiếu mình cũng sử dụng từng mai may mắn kim tệ. May mắn kim tệ không phải là thần long, không thể thực hiện không có khả năng nguyện vọng. May mắn kim tệ tác dụng là để cho người sử dụng làm được một ít nguyên bản là có thể làm được sự tình. Cũng tỷ như nói trúng sổ số, số, này liên quan đến chính là vận khí, mà không phải năng lực lại nói thí dụ như một cái vận động viên có hay không có thể đánh vỡ thế giới kỷ lục rất lớn trình độ thường là do vận khí quyết định nếu để cho một người bình thường đứng ở thi đấu trên trận mặc dù may mắn vận kim tệ hắn cũng không cách nào cầm đến quán quân bởi vì hắn thực lực không đủ may mắn kim tệ vô pháp bù đắp loại này chênh lệch cũng không lâu lắm steven cũng tới ba người cưỡi cửu đầu xà hiệu rời bến chơi trần ngươi không muốn kính tử hồ a à, bán cho ta đi steven cởi bỏ cánh tay nâng cao bụng bia nói trên tay trả lại cầm lấy một lon bia. Nghĩ cung đừng nghĩ, ta đã tải xây dựng lại kính tử hồ biệt thự, ta có thể không có ý định buông tha cho bên kia. Trần Chiếu nói, kính tử hồ thế nhưng là đại sơn bia trọng yếu nguồn nước, hơn nữa chỗ đó bồ đào vườn cũng là trọng yếu phi thường. Đừng nói mấy ngàn vạn đô la, cho dù là gấp 10 gấp trăm lần giá cả, Trần Chiếu cũng sẽ không bán. Hơn nữa kính tử hồ còn có cái khác một ít đồ vật, đều không thích hợp bại lộ. Chương 1542 cá cờ. Nguồn mê truyện audio com Los Angeles xung quanh nhiều như vậy hồ nước, phải dùng tới luôn nhìn chầm chầm ta kính tử hồ à. Trần Chiếu tức giận nói, trong tay cầm lấy cần câu nâng nâng. Rống. Cá mắc câu. Steven nhấc cần câu lên, một mảnh cá trắm đen bị nâng lên. Bất quá này hải ngư nhìn lên cũng liền 2kg, Steven không có phí khí lực gì liền nhắc đến trên bông thuyền. Ngươi cho ta chỉ ra một cái, có thể có ngươi kính tử hồ hoàn cảnh tốt hơn hồ nước. Steven biểu môi kính tử hồ hoàn cảnh tốt, đó cũng là ta hậu kỳ thống trị kết quả. Trần Chiếu nói, lúc ban đầu thời điểm, kính tử hồ chưa chắc sẽ có cái khác hồ nước hảo, bằng không thì cũng sẽ không lưu lại mua cho ta. Steven đương nhiên biết đạo lý này, thế nhưng là hắn liền nghĩ nhặt có sẵn. Bất quá hắn rõ ràng hơn, nếu như không có trần chiếu bổn sự, dù cho là chính bản thân hắn đi mua một cái tương tự kính tử hồ như vậy thổ địa, chỉ sợ cũng vô pháp đạt đến kính tử hồ loại kia tiêu chuẩn. Tuy bản thân hắn cũng không phải quá minh bạch, thế nhưng là lờ mờ có thể cảm giác được kính tử hồ không tầm thường địa phương chỉ nói kính tử hồ không khí kia đã không tầm thường sạch sẽ steven đã từng tiến hành qua so sánh kính tử hồ một khu vực như vậy không khí chất lượng thậm chí so với new zealand còn tốt hơn không khí chất lượng thậm chí đạt tới không có người ở thuần túy tự nhiên hoàn cảnh trình độ muốn biết rõ kính tử hồ cũng không phải hoàn toàn đoạn tuyệt với nhân thế mấy cây số ngoài chính là đại sơn trấn có thể cầm chỗ đó không khí tinh lọc đến loại kia thuần túy tự nhiên trình độ kia đã không phải là hiện đại khoa học kỹ thuật có thể làm được. Đây mới là Steven như vậy nóng mắt duyên cớ. Đây cũng không phải là Steven lần đầu tiên hướng Trần Chiếu tìm lấy. Tuy mỗi lần Trần Chiếu cũng sẽ để cho hắn xéo đi. Nếu không chúng ta sẽ tới một hồi đối với đánh bạc A. À? Steven nói. liền dùng câu cá trận đấu. Trần Chiếu trận mắt một cái. Vậy nếu như ta thắng, về sau ngươi đều không cho lại hướng ta muốn kính tử hồ. Hảo, nếu như ta thắng, kính tử hồ liền bán cho ta trực tiếp tặng cho ngươi cũng có thể. Trần Chiếu nói, thú vị như vậy sự tình, tại sao có thể ít ta? László hiển nhiên cũng không cam chịu người. László, nhà của ngươi lớn như vậy trang viên, còn muốn cùng ta đoạt kính tử hồ? Dù sao Trần tặng không, vì cái gì không muốn? László đương nhiên nói, hắn trong gương hồ đồng dạng rất thích, đương nhiên, còn chưa tới áp đảo người sở tốt rồi bước. Hắn bất quá chính là tới tham gia náo nhiệt. Trần Chiếu thì là biểu thị ha ha nơi này chính là biển rộng, là hắn lĩnh vực. Các ngươi đều còn không có thắng, đã đang quyết định kính tử hồ thuộc sở hữu à. Trần Chiếu cười lạnh nói. Ta thế nhưng là tham gia qua câu cá trận đấu. Steven tràn đầy tự tin nói. Ta đã từng câu đi lên qua 300kg lam vây cá cá ngựa ca chấm li. Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Trần Chiếu lạnh nhạt nói. Hiện tại bắt đầu đi. Trần Chiếu tiểu thiên địa bao phủ trên nước dưới nước, bọn họ lưỡi câu tình huống như thế nào Trần Chiếu rõ rõ ràng ràng. Trần Chiếu vụng trọng khống chế Thủy Lưu, trực tiếp đem bọn họ mồi câu hướng. Đồng thời, Trần Chiếu lại lợi dụng Thủy Lưu, chỉ cần có cái cá lớn xuất hiện, Trần Chiếu liền dùng Thủy Lưu khống chế được cá lớn, sau đó lưỡi câu nhất câu, mắc câu. Trần Chiếu mãnh liệt nhắc tới, một mảnh hơn 30 can ti mét biển rộng cá bị đỡ ra mặt nước. Ta đi, nhanh như vậy liền mắc câu. Steven cùng Lasfa biểu tình đều ngưng kết. Các ngươi thua. Trần Chiếu nhếch miệng cười rộ lên. Đợi một chút, ngươi vừa rồi chưa nói thời gian, hiện tại bổ sung, trong vòng 3 canh giờ, xem ai câu được cá đại, ai câu được cá nhiều. Hảo ba. Trần Chiếu nhúng nhúng vai. Trần Chiếu lần nữa ném ra dây câu, đưa lên đến hơn 20 mét khu vực. Cùng lúc đó, Trần Chiếu âm thầm đối với ngũ hổ tướng ra lệnh, khiến chúng nó đi xua đuổi phụ cận hải vực cá lớn qua. Không bao lâu, một mảnh siêu đại cá cờ xuất hiện ở phụ cận hải vực. Trần Chiếu lần nữa lặp lại chiêu cũ, đầu tiên là dùng nước lưu bắt lấy cá cờ, đón lấy khống chế thủy lưu dẫn đạo lưỡi câu ông lấy cá cờ. Rầm ào ào, cá cờ nhảy ra mặt nước, Trần Chiếu lập tức kéo lấy ổ quay. Cá lớn mắc câu rồi. Thấy được cái kia không sai biệt lắm lại ba thước năm thân dài, quá lớn. Nhưng loại gần như vô pháp thông qua thả câu câu đi lên. Steven cùng Lasfa đều nhìn xem Trần Chiếu, nhìn xem cần câu đã uốn lượn thành trăng rầm hình dạng. Cá cờ tại trên mặt biển không ngừng bay vọt, muốn tránh thoát lưỡi câu cùng dây câu trói buộc. Trần Chiếu không thể không sử dụng tiên lực trên người, quán chú tiếng cần câu cùng dây câu. Nếu như Trần Chiếu không sử dụng tiên lực như vậy cá cờ tuyệt đối sẽ đem cần câu hoặc là dây câu kéo đoạn. Này cá cờ khả năng có 400 kg thể trọng, tại trong biển lực lượng lại càng là đạt tới 1.000 kg lôi kéo lực. Steven cùng Lasfa thời điểm này cũng không cố thượng cái gì đổ ước. Bọn họ đều nhìn xem trần chiếu, nhìn xem trận này người cùng cá lực lượng quyết đấu. Bọn họ nghĩ muốn giúp đỡ, bất quá hắn nhóm gấp cái gì đều không thể giúp. Trên thực tế trần chiếu cũng không cần bọn họ hỗ trợ. Tiên lực quán chú, cần câu cùng dây câu đều trở nên vô cùng cứng cỏi. Trần Chiếu một chút chuyển động ổ quay cúp máy. Này cá cờ giống như là có dùng không hết lực lượng đồng dạng, không ngừng vùng vẫy. Thế nhưng là nó sở đối mặt căn bản cũng không phải một nhân loại. Đi qua nửa giờ tranh đấu, cá cờ rốt cục tới không cách nào nữa đối kháng, phiêu phù ở trên mặt biển, ngẫu nhiên đông đưa một chút cái đuôi, một mực bị kéo đến du thuyền biên giới, Trần Chiếu kêu lên. Lásfa, đi cầm cá xiên lấy tới. Lásfa lập tức tìm đến cá xiên, tại trên biển câu cá, lưới đánh cá cùng cá xiên là thiết yếu chung quy lưỡi câu đến cá lớn tỷ lệ càng lớn, hơn nửa loại này siêu cấp lớn hải ngư, đều cần dùng cá xiên kéo lên. Trần Chiếu tiếp nhận cá xiên, một tay dẫn theo cần câu, một tay đem cá xiên đâm vào bị kéo lên mặt nước cá cờ thân thể. Cá cờ lần nữa giằng co, bất quá thời điểm này nó đã là kéo dài hơi tàn. Trần Chiếu dùng sức nhắc tới, đem cá cờ kéo đến trên bông thuyền. Rời đi mặt nước cá cờ lần nữa loạn nhảy dựng lên. Các ngươi đều thối lui một ít, gia hỏa này thế nhưng là rất nguy hiểm cá cờ đầu cá giống như là một bả tay dương kiếm, thế nhưng là có cá cờ đâm bị thương cùng đâm chết người ghi chép. Trần Chiếu dẫm ở cá cờ, cầm lấy một bả thiết cắt trên đao đi, đâm vào cá cờ đầu bộ, chấm dứt nó sinh mệnh. Vẫn còn so sánh sao? Trần Chiếu nhìn về phía Steven cùng Lasfa. Trần, cầm này cá kéo, ta muốn cùng nó chụp ảnh. Steven thời điểm này nghĩ cũng không phải là trận đấu sự tình, mà là muốn mượn này khoe khoang. Trần Chiếu trận mắt một cái, Steven gia hỏa này thật đúng là xuống Mỹ. Bất quá này cá cờ là thật đại, lúc này giống như là một kiện hoàng mỹ tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, bình tĩnh nằm ở trên bông thuyền, máu tươi hội tụ thành một ít khu vực. Trước đo đặt một chút nó thân dài cùng thể trọng. Lasfa nói, hắn cũng muốn trở thành này cá cờ xây dựng công lao người nhất. Trần, này là ta cùng Lasfa bắt được, và những người khác không quan hệ. Steven rất không biết xấu hổ nói. Hảo ba. Trần Chiếu cũng không có ý định cùng bọn họ tranh công. Chương 1543 bằng hữu. Nguồn mê truyện audio com hai người này cầm từng người ảnh chụp phát đến chính mình mặt trên sách sau đó tại nơi này uyển chuyển vừa cao điều biểu thị đây là bọn hắn chính mình vất vả tranh đấu chiến thắng trần chiếu cầm lấy di động nhìn xem hai cái này lão đầu mặt sách bọn họ đều có không ít chú ý fans hâm mộ đặc biệt là steven hắn thế nhưng là ít ỏi trăm vạn chú ý độ phía dưới một nhóm người hát bài hát ca tụng, trên cơ bản không có ai cân nhắc hai cái lão đầu tử làm thế nào cầm một mảnh 400 kg siêu cấp lớn cá kéo lên thuyền Trần Chiếu hai ngày này một mực ở quen thuộc tiên lực sử dụng phương thức. Không phải là chiến đấu, Trần Chiếu trừ cảm giác chính mình thể năng lại đột phá một cái cực hạn, tại phương thức chiến đấu thường cũng không có cái gì cải biến. Bất quá Trần Chiếu phát hiện tiên lực còn có cách dùng khác. Nói thí dụ như vừa rồi đem tiên lực gia trì tại cần câu cùng dây câu tháng này ngoại vật, do đó để cho ngoại vật trở nên cứng cáp hơn. Về phần lão con ba ba nói thức tỉnh thần thông, Trần Chiếu đến bây giờ cũng không thấy đến cái ảnh tử. Hơn ba giờ chiều, cửu đầu xa hiệu dừng lại. Steven cùng Lasfa đều đeo lên đồ lặn, ba người bọn họ ý định lặn xuống nước chơi. Trần, ngươi không mặc đồ lặn. Trần Chiếu cầm lấy một cái liền mang theo thức dưỡng khí quản, dưỡng khí quản thường hợp với một cái hô hấp miệng. Ta à, có là được. Ba người theo thứ tự xuống nước, Steven cùng Lasfa đều có lặn xuống nước kinh nghiệm. Bất quá nơi này dù sao cũng là biển rộng, hơn nữa hiện tại vị trí hải vực xem như nước sâu khu. Trần Chiếu cũng không thể cam đoan bọn họ tuyệt đối an toàn, cho nên đi theo đám bọn hắn một chỗ xuống nước chỉ cần bọn họ ở bên người, kia trần chiếu liền có thể bảo chứng bọn họ an toàn. Đúng vào lúc này ngũ hổ tướng lội tới. Steven cùng Lasfa thấy được ngũ hổ tướng tất cả đều hù đến, trần chiếu cho hai người đánh thủ thế, sau đó ngũ hổ tướng bên trong lão quan bơi tới trần chiếu trước mặt, dùng cự lão đại tại trần chiếu trên người đi từ từ. Steven cùng Lasfa cũng biết trần chiếu yêu thích nhất chính là nuôi dưỡng sủng vật. Hơn nữa trần chiếu trong nhà vô cùng kỳ quặc sủng vật, bọn họ từ lâu qua thấy quái không kinh bất quá lúc này thấy được năm mảnh lớn nhỏ không đều cá mập, vẫn là đem bọn họ hù đến. Trong đó hình thể lớn nhất lão quan, đã vượt qua 6 mét thân dài, nhìn lên vô cùng kinh khủng. Tuy nói bọn họ gặp qua a mông loại kia kinh khủng hình thể, có thể là bọn hắn lúc trước thấy được a mông hình thể, bởi vì a mông là hổ kình bề ngoài, cho nên bọn họ sẽ không cảm giác được quá kinh khủng, mặc dù a mông lớn hơn nữa, kia cũng chỉ là trung động. Thế nhưng là cá mập không đồng nhất, bọn họ đối với cá mập nhận thức chính là đáng sợ, huyết tinh. Steven đưa tay sờ sờ ở bên người bao quanh hổ sa lão trương. Lão trương nhẹ vẫy đuôi, từ Steven bên người chạy. Laxfa cũng cố lấy dũng khí cùng với khát cá mập tiếp cận. Trần Chiếu làm thủ thế, đồng thời đưa tay kéo lấy lão quan vây cá, lão quan thay đổi phương hướng, lôi kéo Trần Chiếu hướng càng sâu thủy vực du động. Steven cùng Laxfa cũng học theo, lôi kéo lão trương cùng lão mã vây cá, tại chúng lôi kéo, lẻn vào càng sâu thủy vực. Bất quá mặc dù bọn họ có lặn xuống nước thiết bị, thế nhưng là 30M đã toán là cực hạn bọn họ như vậy không có trải qua huấn luyện người bình thường, nếu như lặn xuống nước quá sâu, đầu tiên gặp nạn chính là màn tai. Bất quá trần chiếu khống chế thủy lưu, chậm lại bọn họ thừa nhận thủy áp. Cho nên bọn họ có thể lặn xuống 50m nước sâu. Bất kể là lặn xuống nước bao nhiêu lần, nước thế giới bên dưới đều là như vậy mê người hơn nữa thần bí. Ngũ hổ tướng ở chung quanh dò xét, cũng cho Steven cùng Lasfa một loại khác loại cảm giác an toàn. Nếu như không phải là bọn họ dưỡng khí không đủ, bọn họ đều không bỏ được trời đi đáy biển nửa giờ lặn xuống nước steven cùng Lasfa rốt cục tới rồi lên mặt nước trần chiếu đi lên thời điểm ném cho hai người từng người một mai kim tệ cho các ngươi đây là dưới nước tìm đến đoán chừng này phụ cận vừa trầm thuyền trần chiếu nói này thật là hắn vừa mới tìm được bất quá trần chiếu hiện tại đối với loại này thuyền đắm hứng thú không lớn này hai mai kim tệ đều tại trong nước biển năm không biết bao nhiêu năm mặt ngoài sớm đã bị ăn mòn không còn hình dáng hơn nửa mặt trên còn có bám vào vật cùng dơ bẩn Trần, thật sự có thuyền đắm sao? Chúng ta tìm tiếp, nói không chừng là một không ai biết bảo tàng nha. Lần sau đi. Trần Chiếu Thuận miệng nói. Này tầm bảo coi như là ba người chúng ta hoạt động, nhìn xem cuối cùng có thể tìm tới vật gì. Cũng tốt. Steven cùng Lasfa kỳ thật chưa hẳn đối với bảo tàng có cái gì hứng thú, bọn họ càng cảm thấy hứng thú là thám hiểm cùng tìm kiếm quá trình. Chung quy ba người bọn họ thân gia, tất cả đều vượt qua một tỷ đô la. Cho dù là tìm đến một chiếc cổ sư thuyền đắm, đoán chừng cũng liền mấy trăm vạn đô la mà thôi. Hiện nay trên thế giới tuyệt đại đa số thăm hải vớt tác nghiệp công ty, hàng năm có thể tìm tới cùng vớt đi lên một chiếc mấy trăm vạn đô la thuyền đắm cũng đã là đụng đại vận. Steven cùng Lasfa trở lại trên thuyền trả lại rất hưng phấn, một mực kế hoạch lấy kế tiếp muốn như thế nào tiến triển. Buổi tối ba người liền ăn cá cờ cá sống mảnh, uống vào bia, hưởng thụ lấy trên biển bóng đêm. Ống ánh tinh thần, làm cho người mơ màng vô hạn. Một chiếc xe bị ngăn ở siêu tự nhiên hiệp hội tổng bộ ngoài cửa. Wendy. Christian nhìn xem ngăn ở phía trước lão đầu Đứng lại, ngươi là ai? Udos cầm lấy gậy cảnh sát, gõ gõ trước mặt xe Wenny Christian từ trên xe bước xuống, trên dưới mắt nhìn Udos, trên người không có bất kỳ ma lực Người bình thường sao? Wenny Christian trong nội tâm còn nghi vấn, còn là nói là mình nhìn không ra hắn sâu cạn Hay hoặc là nói mình tìm sai chỗ Wenny Christian không thể xác định, chung quy nàng vì tìm đến siêu tự nhiên hiệp hội Thế nhưng là phí không ít công phu. Hơn nữa cho nàng tin tức người, mình cũng không phải là rất xác định, chỉ cấp một cái đại khu vực cho mình để mình tìm kiếm. Wenny. Christian tại đây phụ cận tìm vài ngày, nay mới tìm tới nơi này. Ta tìm Trần Tiên Sinh, ta là bạn hắn. Ngươi là hội trưởng chúng ta bằng hữu. Udos trên mặt không che giấu chút nào hoài nghi, cầm lấy bộ đàm, điều cái kênh. Uy, We, Westing sinh, nơi này có cá nhân nói, tìm đến hội trưởng. Wenny. Christian trong lòng vui vẻ, xem ra không có tìm sai chỗ, chính là nơi này. Không bao lâu, Wes đi ra, đang nhìn đến Wenny. Christian, dò xét một phen. Xin chào, xin hỏi ngươi là hội trường chúng ta người nào? Bằng hữu. Nếu là bằng hữu, vậy ngươi hẳn có hội trường chúng ta điện thoại A. À? Wes cũng không có bởi vì Wenny. Christian nói chuyện mà dễ tin đối phương. Ta là tại lần trước cô mát đảo đo rinh hiệu U Linh thuyền vây quét đang hành động biết hắn, ta không có hắn điện thoại. Wenny. Christian nói. À, không biết ngươi tìm hội trường chúng ta lại chuyện gì sao? Xin ý, nói cho đúng ta là nghĩ hợp tác. Wenny. Christian nói. Thuận tiện lộ ra là phương diện nào hợp tác sao? Wenny. Christian nhìn xem Wes. Ta nghĩ mời các ngươi hội trưởng giúp ta hoàn thành ba cái tinh hồng giáo hội tuyên bố nhiệm vụ. Tiểu thư, chỉ sợ ngươi là tìm sai địa phương, hội trường chúng ta là sẽ không tiếp nhận. Chương 1544 chúng ta không phải là dông binh, chúng ta tiếp nhận thuê. Nguồn Mê truyện audio com con Wenny Christian nhăn cau mày Trần tiên sinh sẽ không nhận tay sao Đương nhiên, chúng ta cũng không phải dòng binh Wes nói Wenny Christian trên mặt lộ ra vài phần thất vọng Đây đã là nàng cuối cùng đường lui Đúng vào lúc này, Jolennas nhìn tới cửa Wenny Christian, đi tới Wenny tiểu thư, làm sao ngươi tới nơi này? tuy nói Jolennax cùng Wenny cũng không tính rất điêu, bất quá ít nhất tại cửu đầu xà hiệu thượng gặp qua. Ta là tới tìm Trần Tiên Sinh. Hội trưởng mà, có chuyện gì không? Ta bởi vì lần trước cô mát đảo thượng Dorin hiệu vây quét hành động, dẫn đến trong tổ chức nhân thủ tổn thất thảm trọng, cho nên bị trong tổ chức trưởng lão, yêu cầu ta hoàn thành ba cái tinh hồng giáo hội tuyên bố nhiệm vụ, ta hướng lão sư ta mượn 200 triệu đô la, hy vọng Trần Tiên Sinh có thể hỗ trợ. Wes đột nhiên nghiêm sắc mặt hội trưởng gần nhất bận rộn, là không thể nào tiếp nhận ngươi ủy thác, bất quá chúng ta hiệp hội những người khác rất thanh nhàn, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đợi một chút. Tiên sinh, ngươi mới vừa nói. Các ngươi không phải là dòng binh. Chúng ta không phải là dòng binh, có thể là chúng ta rất thích tại giúp người, huống chi ngươi trả lại là hội trường chúng ta bằng hữu, chúng ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Wes nói vô cùng vĩ quan đang, vẻ mặt nghiêm túc chăm chú. Ách. Wendy. Christian nhìn xem Wes biểu tình, Nàng đối với Wes thật sự là không có gì lòng tin. Các ngươi hiệp hội trừ Trần Tiên Sinh, những người khác có thực lực hoàn thành nhiệm vụ sao? Đương nhiên, hội trường chúng ta tuy lợi hại, có thể là chúng ta cũng không yếu, đúng không, Volennas? Ách! Wenny tiểu thư, không bằng trong chúng ta nói chuyện a. À. Wes rất nhiệt tình đem Wenny. Christian thỉnh nhập trong hiệp hội. Wenny. Christian thấy được thổi qua tới U Linh. này U Linh bưng cà phê đưa đến trước mặt nàng. Wenny Christian ngược lại là có chút ngoài ý muốn, hiện tại đã rất ít lại tổ chức biết sử dụng ác linh hoặc là u linh làm việc vặt. Bất quá nàng cũng phát hiện, siêu tự nhiên hiệp hội còn có người bình thường. Wenny tiểu thư, ngươi đã nói, chỉ cần giúp ngươi hoàn thành ba cái tinh hồng giáo hội tuyên bố nhiệm vụ, ngươi liền tiền trả 200 triệu đô la đúng không? Vâng, bất quá. Ngươi xác định trừ trần tiên sinh ra, các ngươi hiệp hội thật sự có thực lực hoàn thành quỷ thác sao? Wenny. Christian nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, hội trường chúng ta giống như là vũ khí hạt nhân đồng dạng, tình hình chung là sẽ không xuất thủ, thế nhưng là một khi xuất thủ, như vậy tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, đại bộ phận dưới tình huống, đều là từ chúng ta tới tiếp nhận nhiệm vụ cùng ủy thác. Wes nói, vậy có thể hướng ta phơi bày một ít. Wenny, Christian hỏi, chờ một chốc. Wes nói, đi đem gai kêu tới đây một chút. Không bao lâu, gai cứ tới đây. Wes, ngươi kêu ta sao? Vâng, vị này chính là Wenny tiểu thư, nàng có nhiệm vụ ủy thác cho chúng ta, bất quá nàng đối với chúng ta hiệp hội thực lực có hoài nghi, cho nên hy vọng ngươi có thể phơi bày một ít. Gai mắt nhìn Wenny. Christian, Wenny. Christian cũng đang đánh giá Gai. Tại Gai trên người, nàng cảm nhận được một cổ sụt sôi hơn nữa nóng bỏng ma lực. Không giống với Trần Chiếu, Wenny. Christian cùng Trần Chiếu tiếp xúc thời điểm, chỉ cảm thấy Trần Chiếu nguy hiểm. Thế nhưng là Gai thì là hoàn toàn bại lộ bên ngoài. Không hề nghi ngờ, người cao nữ nhân mạnh phi thường. Gai suy nghĩ một chút, hỏi. Cần làm tới trình độ nào? Dùng người tối cường thực lực hảo. Wes nói. Nếu là biểu hiện ra vũ lực, đương nhiên muốn biểu hiện ra cường đại nhất vũ lực. Vậy đi bên ngoài trên đất trống A. À? Gai nói. Wenny. Christian đi theo Gai đi đến trên đất trống. Gai đi về phía trước vài bước, bờ vai nữ nữ. Wes đánh cho búng tay. Có thể bắt đầu. Gai thân thể đột nhiên thiêu đốt lên rầm ào một tiếng, gai hóa thành một mảnh hỏa long, một mảnh 15 mét thân dài hỏa long. Wenny. Christian sắc mặt kinh biến, sợ tới mức lui lại vài bước. Người gián dấp cùng lông dáng dấp có thể là bất đồng cảm thụ. Ngao, gai ngửa mặt một tiếng lông ngâm, từ khi trần chiếu cho nàng cung cấp Long huyết. Đoạn này thời gian, gai một mực ở chiếc xuất Long huyết, thực lực cũng là trên phạm vi lớn đề thăng. Hiện tại nàng sau khi biến thân độ dài thân thể đã đạt tới 15 mét, có thể duy trì 3 giờ thời gian. Wenny tiểu thư, ngươi cảm thấy gai như thế nào đây? Thật là lợi hại. Wenny. Christian mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tại trong mắt nàng, gai đã là không thua bởi trần chiếu cường đại tồn tại. Xem ra chính mình còn là xem nhẹ siêu tự nhiên hiệp hội. Nguyên bản nàng cho rằng siêu tự nhiên hiệp hội cũng liền trần chiếu một cường giả. Hiện tại xem ra, siêu tự nhiên hiệp hội nội tình xa xa so với nàng tưởng tượng cường đại hơn. Gai một lần nữa khôi phục hình người. Wenny tiểu thư, như vậy ngươi đối với tại chúng ta tiếp nhận quỷ thác, hẳn là không có cái khác nghi vấn a à. Đương nhiên, không có vấn đề. Wenny. Christian liên tục không ngừng gật đầu. Không biết các ngươi lúc nào có thể tiến hành nhiệm vụ. Ngươi biết tinh hồng giáo hội tuyên bố nhiệm vụ đều là phi thường khó khăn, chúng ta cần chuẩn bị. Có thể hay không cho ta một cái thời gian chính xác. Nhiệm vụ thứ nhất, chúng ta đem trong vòng một tháng tiến hành, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Wes hỏi. Wenny. Christian suy nghĩ một chút, xác thực, cho dù là mạnh mẽ như siêu tự nhiên hiệp hội, cũng không có khả năng tùy tiện đối đãi loại này siêu đại nhiệm vụ khó khăn. Nhất định là cần một cái chuẩn bị thời gian, còn có đối với nhiệm vụ sàng lọc tuyển chọn. Hảo ba, bất quá ta hy vọng có thể đồng hành. Wenny. Christian nói. Này. Wenny tiểu thư, ngươi biết, nhiệm vụ này cho dù là chúng ta cũng phải toàn lực ứng phó, nếu như đối mặt đại chiến thời điểm, có lẽ chúng ta không có thời gian bảo hộ ngươi. Không thể không nói, những lời này đối với Wenny. Christian mà nói là to lớn vũ nhục chính mình lúc nào cần người khác bảo hộ. Mình cũng không có yếu ớt như vậy, cần người khác bảo hộ. Ta không cần bất luận kẻ nào bảo hộ, ta không sẽ trở thành vướng víu. Wenny. Christian hờn dỗi nói. Hảo ba, chúng ta hành động thời điểm sẽ thông báo cho Wenny tiểu thư. Như vậy chúng ta bây giờ có phải hay không nghiên cứu thảo luận một chút, cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ là cái nào? Wenny. Christian hỏi. Tinh hồng giáo hội tuyên bố 98 cái nhiệm vụ, cũng không phải từng độ khó đều đồng dạng có mấy cái nhiệm vụ thậm chí được vinh dự vĩnh viễn cũng khó có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, cho dù là đơn giản nhiệm vụ, kia cũng chỉ là tương đối. Tuyệt đối không có bất kỳ một cái nhiệm vụ là chân chính trên ý nghĩa đơn giản. Cho tới bây giờ, trừ bị Trần Chiếu tham gia mà dùng bạo lực phương thức phá hủy đo rinh hiệu ra, trả lại không có một cái nhiệm vụ hoàn thành. Không, tạm thời không có thời gian, mấy ngày sắp tới trong thời gian, chúng ta còn có sự tình khác. Wes nói, chuyện gì so với tinh hồng giáo hội nhiệm vụ quan trọng hơn? dưới mặt đất thám hiểm. Wes nói, qua mấy ngày chúng ta hiệp hội chủ lực đều đem tại hội trưởng dưới sự dẫn dắt, đi đến dưới mặt đất thám hiểm. Chương 1545 chữa trị linh thể. Nguồn. Mê truyện audio com Vừa đưa đi Wenny. Christian, trong tổng bộ truyền đến tiếng kèn, tất cả mọi người sững sờ một chút. Ngay sau đó mặt đất chấn động một chút. Bất quá tiếng kèn kế tiếp lại dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Wes ngạc nhiên nhìn về phía tổng bộ trong tổng bộ người cũng đều ra bên ngoài chạy tất cả mọi người tưởng rằng địa chấn qua không bao lâu hay lít đi ra trong tay cầm tử vong bulger một đầu hôi tử vong bulger là trần chiếu đưa cho nàng hay lít vừa rồi xảy ra chuyện gì wes lập tức chạy lên trước hỏi vừa rồi ta thử dùng hội trưởng đưa ta tử vong bulger tỉnh lại cái kia thâm uyên tà ma hay lít có chút không có ý tứ nói sau đó thâm uyên tà ma tỉnh lại nhất thời không có khống chế được cầm tầng hầm ngầm tầng ba hủy diệt Tần hầm ngầm hủy liền hủy, người không có việc gì là được. Wes nguyên bản thế nhưng là nổi danh keo kiệt. Hiệp hội thành viên kinh phí xin đều muốn tính toán chi ly, bất quá bây giờ hắn ngược lại là thành thạo. Chủ yếu vẫn là Wenny. Christian qua đưa ấm áp. Chỉ cần này phiếu làm thành, tương lai 10 năm kinh phí đều có. Vậy bây giờ khống chế được sao? Wes hỏi. Lần này ủy thác độ khó phải thấp, nếu như Trần Chiếu không có tham gia, đối với hiệp hội thành viên vẫn có nhất định độ khó, cho dù là Wes cũng không dám nói, nhất định có thể hoàn thành. Cho nên hiệp hội người tự nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt. Ta lại đem thăm nguyên tạ ma thi thể một lần nữa ngủ say, trả lại không có biện pháp hoàn toàn khống chế. Hay lít lắc đầu. Nó trả lại bảo lưu lấy một chút khi còn sống ký ức. Vậy ngươi tiếp tục cố gắng. Wes nói. Có cái gì nhu cầu, cứ việc nói xuất ra. Hội trưởng, sự tình không sai biệt lắm cứ như vậy. Wes đem Wenny. Christian ủy thác báo cho Trần Chiếu việc này không cần phải gạt trần chiếu, một phương diện giấu giếm không ngừng. Còn nữa, lúc khi tối hậu trọng yếu, trần chiếu cũng có thể tham gia hỗ trợ. Trần chiếu ngược lại là đối với West đoạt hắn sinh ý không có để trong lòng. Này 200 triệu đô la ủy thác cũng không phải là số lượng nhỏ, hiện giờ hiệp hội kinh phí chưa đủ. Nếu như có thể đạt được 200 triệu đô la kinh phí, như vậy tương lai trong vài năm, hiệp hội kinh phí hoạt động đều sẽ phi thường phong phú. Hơn nữa nói thật, nếu như Wenny, Christian tìm đến Trần Chiếu, Trần Chiếu chưa chắc sẽ tham gia. Trần Chiếu không thích Wenny. Christian, đối với lần trước nàng sa hố việc của mình tình, Trần Chiếu như cũ khắc trong tâm khảm. Bất quá, nàng ủy thác là siêu tự nhiên hiệp hội, Trần Chiếu cũng không phải chú ý xuất thủ. Ừ. Trần Chiếu suy nghĩ một chút, nói. Wes, ngươi không biết là 200 triệu đô la ba cái nhiệm vụ, cũng không phải nàng điểm mấu chốt à. Wes lông mày nhíu lại. Hội trưởng, ngươi ý tứ là. Ta nghe cái kia Wenny. Christian từng nói qua bọn họ thợ săn công hội sự tình, thành lập 200-300 năm thời gian trong, nghe nói truyền thuyết kia bên trong Van Helsing chính là bọn họ thợ săn công hội, này mấy trăm năm tích lũy, không chừng có bao nhiêu tài phú tích lũy cùng nội tình, 200 triệu đô la đối với bọn họ mà nói hẳn là sợi lông trên chín con trâu A, à, ngươi thử nhìn một chút, đã nói ta đối với cái giá tiền này rất không hài lòng, hơn nữa thái độ rất bất mãn, nhìn xem có thể hay không nâng giá. Hội trưởng, ngươi cùng vị kia Wenny tiểu thư không là bằng hữu sao? Bằng hữu? Chưa nói tới, chỉ là nhận thức mà thôi. Trần Chiếu lạnh nhạt nói. Trần Chiếu có thể không thừa nhận Wenny. Christian là bằng hữu của mình. Đi, ta minh bạch. Wes nghe được Trần Chiếu cùng Wenny. Christian quan hệ cũng không phải là bằng hữu, thậm chí Trần Chiếu trong giọng nói lộ ra vài phần chán ghét, nhất thời liền minh bạch. Lúc trước Wes dễ dàng như vậy tiếp nhận, cũng là bởi vì hắn cho rằng Trần Chiếu cùng Wenny. Christian là bằng hữu. Lấy Trần Chiếu tính cách, nếu như bọn họ là bằng hữu, Trần Chiếu chắc chắn sẽ không cùng đối phó tính toán chi li, Cho nên Wes lúc ấy liền mặt cả đều không có, trực tiếp nên đáp ứng Wenny. Christian. Hiện tại nếu như tại Trần Chiếu ngầm đồng ý, như vậy Wes cũng không cần khách khí nữa. Hội trưởng, ngươi ngày mai tốt nhất tới một chút hiệp hội, hay lịch luyện hóa Thâm quyên tà ma đã đến thời điểm mấu chốt, nghe nói giai đoạn sau cùng cần lau đi thăm quyên tà ma khi còn sống ký ức mảnh vỡ, mà điều này cần đem thăm quyên tà ma tỉnh lại, thế nhưng là tỉnh lại thăm quyên tà ma lại không có pháp khống chế, cho nên tốt nhất ngươi có thể tại trận, giúp đỡ hay lít khống chế một chút cục diện. Đi, trưa mai ta đi qua. Lúc trước hay lít nói muốn hoàn toàn luyện hóa cùng khống chế thâm nguyên tà ma ít nhất cần một năm thời gian. Bất quá bởi vì trần chiếu đưa cho hay lít tử vong buger nhìn lên tiến độ sớm không ít. Ngày kế tiếp trần chiếu đến tổng bộ. Vừa xuống xe quản lý bãi đổ xe u linh mát liền thổi qua. Trần chiếu thấy được u linh mát sững sờ một chút. Hội trưởng như thế nào? Ngươi gần nhất bị thương qua? Trần chiếu hỏi. Trần Chiếu nhìn xem U Linh Mát, trên người hắn tựa như có vết trạng. Loại này vết trạng tại Trần Chiếu trong mắt rất rõ ràng, thậm chí có thể nói là vô cùng nghiêm trọng tổn thương, thế nhưng là mát giống như là mình không có có cảm giác. Lần trước cùng Udos ra ngoài uống rượu thời điểm, gặp được một cái thông linh sư, hắn dùng ma pháp đánh ta một chút, khá tốt lúc ấy Udos ngăn cản, giải thích rõ ràng. Mát nói, mấy ngày nay thật là cảm giác không thoải mái, trên người tử vong khí tức một mực vô pháp tụ tập. Ngươi đứng yên đừng nhúc nhích, ta thay ngươi xem một chút. Mát cũng không phải hoài nghi trần chiếu, chung quy trần chiếu với tư cách là siêu tự nhiên hiệp hội vũ khí hạt nhân. Dư thừa lo lắng căn bản vô dụng, trần chiếu nếu như muốn thương tổn hắn, một chưởng liền đủ. Trần chiếu lôi kéo mát cánh tay, tiên lực đưa vào mát trong thân thể. Trong chớp mắt, mát phát ra thoải mái tiếng trên rỉ. Trần chiếu thấy được, chính mình tiên lực đang tại bù đắp mát trên người vết trạng. Giống như là nhựa cao su đồng dạng rót vào trong cái khe, đón lấy khe nước liền không thấy. Ồ, Trần Chiếu ngược lại là không nghĩ tới, chính mình tiên lực đối với linh thể chữa trị hiệu quả tốt như vậy hơn nữa chính mình tự hồ có thể thấy được linh thể tổn thương đi qua chính mình cũng không có loại năng lực này đây có phải hay không chính là cái gọi là thần thông trần chiếu cũng không phải rất xác định loại năng lực này là độc nhất vô nhị thần thông còn là nói từng cái có được tiên lực người đều có loại năng lực này ồ hội trưởng ta linh thể hoàn chỉnh ta linh thể trở nên vô cùng hoàn chỉnh mắt kinh hỉ kêu lên hoàn chỉnh trần chiếu sững sờ một chút người tại sau khi chết, hoặc là chính là rơi xuống địa ngục, hoặc là dừng lại nhân gian. Bất quá lưu lại ở nhân gian linh thể, nhiều hội hóa thành ác linh, mà chuyển hóa quá trình, đối với linh thể là có không nhỏ tổn thương. Rất nhiều linh thể chỉ sợ lưu lại mặt trái tâm tình, cái gì lý trí, cái gì chỉ số thông minh tất cả đều tiêu thất. Trong hiệp hội linh thể, đại bộ phận đều thuộc về tương đối lại thực lực linh thể, chỉ ít có trí tuệ, bất quá tâm tình phương diện cũng là có chỗ thiếu hụt. Bất quá mình không phải là chỉ là chữa trị hắn nguyên bản linh thể tổn thương sao? Trần Chiếu có chút buồn bực, chính mình vừa rồi đem hắn linh thể tổn thương đều cho chữa trị. Chương 1546 Luyện hóa Nguồn Mê truyện audio.com Trần Chiếu tiến nhập hiệp hội. Hay Haylick đã đợi thật lâu. Hội trưởng Trần Chiếu gật gật đầu. Hiện tại thâm quyên tà ma thi thể vẫn còn ở tầng hầm ngầm A. Ta còn không có khống chế thâm quyên tà ma, vô pháp đưa vào tử vong không gian. Hay Haylick nói. Vậy ta đi xuống trước dẫn tới, đi trên đất trống A. Trần Chiếu bỏ vào tầng hầm ngầm tầng 3, đang định đem thâm nguyên tà ma thi thể bỏ vào không gian giới chỉ. Đột nhiên, Trần Chiếu thấy được thâm nguyên tà ma linh hồn. Vô cùng tàn phá, Trần Chiếu sờ lên cầm nhìn xem thâm nguyên tà ma linh hồn mảnh vỡ. Hơn 10 sau, hay lít hạ xuống, nàng nguyên bản ở phía trên chờ Trần Chiếu. Thế nhưng là đều hơn 10 sau, Trần Chiếu cũng không có đi lên. Hội trưởng, ngươi như thế nào? Ngươi có thể đem thâm nguyên tà ma linh hồn rút ra sao? Trần Chiếu hỏi. Ta không được, ta chỉ có thể biến mất nó linh hồn, linh hồn phương diện vấn đề, có thể hỏi hỏi Pamela nữ sĩ. Trần Chiếu cầm Pamela tìm đến. Pamela, ta muốn thăm nguyên tạ ma linh hồn, ngươi có biện pháp rút ra sao? Cái này không có vấn đề, bất quá hội trưởng, thăm nguyên tạ ma linh hồn tất cả đều là mảnh vỡ, ngài muốn tới làm cái gì? Pamela hỏi. Ta gần nhất nghiên cứu linh hồn phương diện ma pháp, cần một ít linh hồn làm nghiên cứu. Trần Chiếu nói. Ta minh bạch. Pamela không có hỏi nhiều, tìm Ruen. Pha muốn mấy cái linh hồn vật chứa, cầm thâm uyên tạ ma linh hồn mảnh vỡ toàn bộ kéo ra. Nếu như thâm uyên tạ ma còn sống, Pamela cũng không có biện pháp như vậy mà đơn giản đem thâm uyên tạ ma linh hồn rút ra. Thậm chí nàng đều không nhất định đánh quá sâu uyên tạ ma. Bất quá thâm uyên tạ ma cũng đã chết gần một năm thời gian. Hắn hiện tại trừ một ít bản năng ý thức ra, tự mình ý thức gần như hầu như không còn. Cho nên Pamela không có quá phí công phu gì thế, liền đem tất cả linh hồn mảnh vỡ rút ra sau đó đi ra hay liếc sự tình. Trần Chiếu đem thâm nguyên tà ma thi thể đưa đến trên đất trống. Tuy nói thâm quyên tà ma trong thân thể linh hồn mảnh vỡ cũng đã không, thế nhưng là như trước có bản năng ý thức. Hay liếc vừa mới tỉnh lại thâm quyên tà ma, thâm nguyên tà ma lập tức đối với xung quanh tất cả mọi người triển khai công kích. Hơn nữa so với hắn có ý thức thời điểm còn muốn cùng bạo. Trần Chiếu nhắc tới sớm liền chuẩn bị hảo khóa sắt, này khóa sắt trừ Trần Chiếu ra, những người khác đều dùng không. Đây là một mảnh ca, nô no neo liên, từng cái liên khấu trừ đều có mấy trăm kg trọng, trưởng trăm mét. Bất quá tại trần chiếu trong tay, khóa sắt còn là nhẹ một chút. Trần chiếu trong tay xiên xích chuyển hai vòng, sau đó liền phi ném ra. Xiên xích cuốn tại thâm nguyên tà ma trên cổ, sau đó bị trần chiếu gắt gao chế trụ. Thâm nguyên tà ma điên cùng vùng vẫy, nó hiện tại chính là một cổ hội đồng thi thể mà thôi, cũng không có ý thức. Trần chiếu một tay đem thâm nguyên tà ma kéo té trên mặt đất. Gai nhìn xem trần chiếu, tiến lên đây nói. Trần, ta tới thử xem nhìn, nhìn xem có thể hay không xong rồi nó. Trần Chiếu buông ra xiềng xích, Thâm Uyên Tà Ma lập tức đứng lên. Gai nhanh chóng tiếp nhận xiềng xích, chỉ là sau đó nàng đã bị Thâm Uyên Tà Ma lực lượng khổng lồ vải đi ra. Gai vẫn không có buông ra xiềng xích, tại vung phi trong chớp mắt hóa thân thành hỏa long. Bất quá luận hình thể, Gai hình thể như cũ so với Thâm Uyên Tà Ma tiểu không ít. Tuy nói Thâm Uyên Tà Ma đã chỉ còn lại thể xác, thế nhưng là thân thể hắn lực công kích như cũ mạnh mẽ đáng sợ. Những người khác chủ động thối lui, nhìn xem Gai cùng Thâm Uyên Tà Ma đấu sức, thâm nguyên tà ma thực lực không còn nữa khi còn sống toàn bộ, bất quá gai cũng không có khả năng hạ tử thủ. Cổ thi thể này giá trị ngay ở chỗ hoàn chỉnh tính, gai nếu như một ngụm bó đút nó đốt, nấu, đoán chừng hay lít cùng với nàng trở mặt. Chung quy thâm nguyên tà ma thế nhưng là hay lít hao phí bảy bát tháng luyện chế. Hiện tại mắt thấy sắp hoàn thành, cho nên gai cũng chính là thử một lần. Bất quá luận khí lực, hóa thân thành hỏa long gai còn là so với thâm nguyên tà ma yếu một bậc. Gai lông miệng cắn khóa sắt, tại thâm nguyên tà ma trên người nhanh chóng vây quanh xoay quanh. Cuối cùng, thâm nguyên tà ma bị khóa sắc trói thành bánh chân ngã trên mặt đất. Hô! Gai một lần nữa khôi phục hình người. Gai, ngươi thật là lợi hại. Hay lít nói. Gai cười khổ, lợi hại sao? Nàng cũng liền khi dễ một chút thâm nguyên tà ma không có trí tuệ mà thôi. Nếu như thâm nguyên tà ma là do hay lít khống chế, như vậy sức chiến đấu tuyệt đối tăng vọt. Hơn nữa nàng cũng làm không được như trần chiếu như vậy, tuyệt đối áp chế hay lít dựa vào thang cuốn leo đến thâm quyên tà ma trên đầu, sau đó tại đầu hắn thượng dùng huỳnh phấn hồng hỏa hạ ma pháp đường vân. Huỳnh phấn hồng là một loại ma lực bột phấn, liền tương tự ma pháp lân. Bất quá huỳnh phấn hồng là do người chết hài cốt luyện chế mà thành, chỉ có vong linh pháp sư biết sử dụng huỳnh phấn hồng. Sau đó, thâm quyên tà ma trên đầu liền lạc ấn hạ lục sắc ma pháp đường vân. Quá trình này thật phức tạp, trần chiếu trên cơ bản xem không hiểu. Cũng liền ru en. Pha si có thể thấy hiểu. Hay lít tại hoàn thành ma pháp đường vân, liền bắt đầu đứng ở thâm nguyên tà ma ngực, trong miệng nhớ kỹ tối nghĩa khó hiểu ma pháp chú ngữ. Trần Chiếu cùng gai đứng ở hai bên, lôi kéo xiềng xích hai đầu, để cho thâm nguyên tà ma vô pháp động đậy. Dần dần, thâm nguyên tà ma bắt đầu bình tĩnh trở lại. Nó hai mắt đã từ nguyên bản đen nhánh biến thành u lục. Tại hoàn thành ma pháp chú ngữ, hay lít thật dài nói ra khí. Hội trưởng, gai, các ngươi buông tay a, à, ta thử nhìn một chút có thành công hay không. Trần Chiếu cùng gai buông tay ra, thâm nguyên tà ma trả lại nằm trên mặt đất. Hay Lick nhìn trước mắt to lớn thân thể, quát to lên. Thâm Quyên Tà Ma ngốc đứng lên, hai mắt u quan nhanh chóng, không có chút nào thần thái. Quỳ xuống, vương tay. Thâm Quyên Tà Ma quỳ gối Hay Lick trước mặt, đưa tay mở ra. Hay Lick đứng ở Thâm Quyên Tà Ma cự trên lòng bàn tay, Trần Chiếu cùng Gai cũng đều cảnh giác lên. Chỉ cần Thâm Quyên Tà Ma có mảy may dị động, bọn họ cũng sẽ ở trước tiên xuất thủ. May mà hai người lo lắng là dư thừa, Thâm Quyên Tà Ma không có bất kỳ uy hiếp Hay Lick cử động. Sau đó. Haylick lại truyền đạt mấy cái tương đối phức tạp mệnh lệnh. Trên thực tế Haylick đối với thâm quyên tà ma chỉ lệnh cũng không cần nói ra. Đang xác định Haylick hoàn toàn khống chế thâm quyên tà ma thi thể, mọi người cũng thả lỏng. Thâm quyên tà ma hơn 30 mét thân cao, cho dù là chỉ còn lại thân thể công kích, thế nhưng là như cũ khiến nó có được lấy khó có thể ngang hàng lực phá hoại cùng lực công kích. Haylick thì là hy vọng cho thâm quyên tà ma trang bị một đôi thích hợp nó hình thể vũ khí, gây giờ là cùng đồng giả thiên hy lập tức lại tranh chấp bọn họ đều cảm giác mình có thể thiết kế cùng chế tạo xuất thích hợp thâm nguyên tà ma vũ khí. Đông giả thiên hy phương án là thiết kế ra một thanh khổng lồ katana, mà là thì là cảm thấy một đôi song đao thích hợp hơn thâm nguyên tà ma. Về phần như thế nào lựa chọn, vậy nhìn hay lít lựa chọn. Gai xem như trong hiệp hội đối với vũ khí sử dụng kinh nghiệm rất phong phú người, nàng ngược lại là cảm thấy, hai loại vũ khí phương án tất cả có ưu thế, nàng cảm thấy hai loại vũ khí cũng có thể lựa chọn cùng trang bị. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông hoang việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lão hồi hương bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang võ giới lập nên bất hủ truyền kỳ chương 1547 nghìn năm huyền học lý luận nguồn mê truyện audio com Wish, ngươi xem hiểu sao? Trần Chiếu lấy ra ngày đó từ 23 đại huyết Mary chỗ đó đạt được ma pháp quyển trục. Đây là... Đây là cái gì văn tự? Xem không hiểu. Wes lắc đầu. Có lẽ Arad hiểu, hỏi một chút Arad A. À. Trong hiệp hội muốn nói tri thức là uyên bác nhất muốn thuộc Arad, chung quy nạn trong huyết mạch thế nhưng là ẩn chứa nữ vu xả nửa cái đồ thư quán ma pháp sư. Không bao lâu, Arad đã bị gọi vào Trần Chiếu trước mặt. Arad, ngươi xem hiểu này cho ma pháp quyển trục sao? Đây là cổ Hy Lạp văn tự sao? Ta vẫn là lần đầu tiên thấy được. Arad kinh ngạc nhìn lấy ma pháp quyển trục. Ngươi nếu như là lần đầu tiên thấy được, làm sao biết đây là cổ Hy Lạp văn tự? Trần Chiếu càng thêm khó hiểu. Ta xem qua một ít sách cổ, có nói rõ ràng cổ Hy Lạp văn tự quy luật. Arad nói. Vậy ngươi có thể phiên dịch sao? Arad lắc đầu. Không ai có thể phiên dịch, cổ Hy Lạp văn tự cũng sớm đã thất truyền. Hiện tại có chút các nhà khảo cổ học đối với cổ Hy Lạp văn tự hẳn có một ít rõ ràng bất quá hắn nhóm đối với cổ Hy Lạp văn tự nghiên cứu, đại đa số cũng đều là thông qua phỏng đoán, hoặc là kết hợp hiện tại Hy Lạp từ tổ tiến hành suy luận, nhưng là sẽ trưởng ngươi ma pháp này a à trên quyển trục cổ Hy Lạp văn tự, e rằng chỉ có thời đại kia nhân tại có thể hiểu được. Trần Chiếu tin tưởng, trên cái thế giới này khẳng định có người có thể phiên dịch. Nói thí dụ như cho mình ma pháp quyển trục 23 đại huyết Mary. Bất quá mình và nàng đổ ước chỉ là đánh bạc ma pháp thuộc sở hữu. Nếu như mình chủ động đi tìm nàng, hơn phân nữa sẽ để cho nàng đưa ra một ít yêu cầu. Trần Chiếu không muốn đi cầu nặng. Đúng, Arach, ngươi chỗ đó có hay không về linh hồn phương diện ma pháp sư? Có. Hội trưởng, ngươi chẳng lẽ muốn chuyển tu linh hồn ma pháp sao? Chính là đột nhiên cảm thấy hứng thú, nếu có, cho ta chỉnh lý một bộ, sở có quan hệ với linh hồn phương diện ma pháp sư ta đều muốn, cơ sở cũng phải. Arach song trưởng chậm rãi khép lại, tại song trưởng giữa xuất hiện một đoàn thanh sắc ma lực. Ma lực xoay tròn lấy, có phi sao bắn tung tóe dần dần một quyển mới tinh ma pháp sư xuất hiện ở Arad trong tay. Hội trưởng, chính là tối toàn diện linh hồn ma pháp phương diện cơ sở sách vở, ngài lúc nào xem hết, lại nói với ta. Arad nói. Trần chiếu tiếp nhận ma pháp sư, này bản ma pháp sư nhìn lên bất quá mấy trăm trang, ít như vậy. Ngươi xác định là tối toàn diện linh hồn ma pháp cơ sở. Hội trưởng, linh hồn ma pháp thế nhưng là so với vong linh ma pháp càng hy hữu, từ xưa đến nay tinh thông linh hồn ma pháp lại càng là một cái đều không có. Cho nên nghiên cứu linh hồn ma pháp cũng vô cùng ít, cho dù là ta trong nhận thức biết, về linh hồn ma pháp ma pháp sư cũng bất quá hơn 10 bản. Trần Chiếu nghe được lời ấy, không khỏi một hồi hoảng hốt. Hơn 10 bản ma pháp sư? Vậy còn thực vô cùng thư thất. Cùng hệ khác ma pháp so với, thật sự là chênh lệch gấp trăm ngàn lần. Nói thí dụ như phổ biến nhất hiện nguyên tố ma pháp, lời tiên đoán hệ, vu độc hệ đợi, đều là mấy ngàn bản thậm chí hơn vạn bản ma pháp sư. Có thể là linh hồn ma pháp cư nhiên chỉ có hơn 10 bản ma pháp sư có thể nghĩ, linh hồn ma pháp có nhiều hy hữu. Mang lên ma pháp sách về đến trong nhà, Fari đang ở sân trong một bên làm yêu, gà, một bên nhìn xem, kinh dịch. Fari thấy được trần chiếu, câu nói đầu tiên là một đoạn vẽ nho nhã cổ văn. Thân ái, ngươi thân nhuộm ác sát, ấn đường biến thành màu đen, gần nhất có phải hay không tiếp xúc cái gì ô uế chi vật. Fari, chúng ta tiếng người nói được không nào? Trần Chiếu hoàn toàn nghe không hiểu có hay không, một cái cây đang miêu hồng người nước ngoài phải cứ cùng chính mình duệ huyền học, này ai nhận được ngươi trả lời trước ta, có phải hay không tiếp xúc cái gì ô uế chi vật? Trần Chiếu bất đắc dĩ trần trắng mắt, này có cái gì kỳ quái? Chính mình luôn luôn tiếp xúc ô uế chi vật, hôm nay tiếp xúc thâm uyên tà ma thi thể, hẳn là xem như ô uế chi vật a, à, vâng, đại sư còn có giải cứu phương pháp. Giải cứu cái rắm. Phari Bạch Nhãn Trần Chiếu, một ngụm thuần túy anh văn. Đại sư không cứu, đại sư vì cái gì mắng chữ người nha? Trên người của ngươi ác sát tà khí tán loạn rời rạc, căn bản vô pháp xâm nhập trong cơ thể ngươi, tuy ấn đường biến thành màu đen, thế nhưng là bên trong rất bảo mãn, nhật nguyệt sáng ngời, rõ ràng cho thấy vạn pháp bất xâm. Ấn đường biến thành màu đen ta nghe hiểu, bất quá trung đình là nơi nào, nhật nguyệt lại là nơi nào. Trần Chiếu từ nhỏ đến lớn nhìn Hồng công phim ma trong, trên cơ bản mỗi một bộ phim ma đều có ấn đường biến thành màu đen, tự nhiên biết ấn đường chính là cái tráng. Bất quá trung đình là thật không biết ở chỗ nào, nhật nguyệt lại đại biểu cho cái gì. Trung đình chính là hai hàng lông mày chính giữa đến chấp mũi cái kia tuyến, nhật nguyệt thì là người trái mắt phải. Fari không sợ người khác làm phiền cho trần chiếu cốt. Trừ phi là phẫu thuật thẩm mỹ, bằng không thì trong lời nói định chắc có lẽ không có chỗ cải biến A. À. Không, quan khí thuật trong có nói, mặt như kính, tâm như mặt, tâm mà thay đổi, mặt thì thay đổi, mặt như thay đổi, vận số khả quan. Nghe không hiểu. Trần Chiếu bất đắc dĩ bày ra tay đạo, ngươi trả lại có phải hay không người Trung Quốc? Fari một cái người nước ngoài, tuy nhiên như vậy nghĩa đang lời lẽ nghiêm khắc bác bỏ Trần Chiếu huyết thống, điều này làm cho Trần Chiếu không phản bác được. Trần Chiếu rất muốn báo cho Fari, cho dù là cái cây đang miêu hồng người Trung Quốc, cũng không thấy có nghe hiểu được nàng nói những cái kia huyền học. Trần Chiếu trong lòng nghĩ, có muốn hay không cho Fari đổi lại ngành học. Bằng không thì, Fari luôn học phương đông huyền học, mang Trần Chiếu chính mình rất xấu hổ. Nếu không hôm nào tìm Arad muốn một vài tay phương dự ngôn thuật. Nói đơn giản, chính là mặt tùy tâm sinh, tâm nếu là thay đổi, tướng mạo liền thay đổi, tướng mạo thay đổi, như vậy vận mệnh liền thay đổi. Hô, Trần Chiếu nói ra khí, rốt cục tới tiếng người nói. Như vậy này tả hữu nhãn xưng là Nhật Nguyệt, lại có cái gì thuyết pháp? Tại quan khí thuật trong có nói, người có âm dương hai thần, dương thần thông khí, âm thần thông pháp, cũng tỷ như lần trước đo rinh hiệu, ta che khuất mắt phải, liền nhìn không đến đo rinh hiệu, che đậy mắt trái đều có thể thấy được, cũng bởi vì mắt phải có thể thông âm khí. Lời có thể không phải như vậy nói, người có thể nhìn thấy đo rinh hiệu, là vì đo rinh hiệu âm khí hóa thành thực chất, nếu như là thông thường linh thể, người cũng nhìn không đến. Trần Chiếu như là bắt lấy phari biếm tóc, phản bác nói. Này là một mặt, bất quá một phương diện khác thì là vì cửa trước không khai mở, nhưng người như vậy thông linh sư, tả hữu nhãn cửa trước đã thông, cho nên người bất kể là mắt trái còn là mắt phải, đều thấy được linh thể, mà ta là người bình thường, cửa trước không thông, cho nên nhìn không đến linh thể, mà cho dù là đo rinh hiệu như vậy thực chất hóa linh thể, ta mắt trái bởi vì thông khí, không thông pháp, cho nên mắt trái nhìn không đến linh thể loại kia âm khí. Phari như vậy một giải thích, tự hồ thật sự có như vậy vài phần đạo lý. Fari, ngươi thấy được ta khí sao? Fari suy nghĩ một chút, nói. Loại cảm giác này rất đặc biệt, ta không phải là thấy được ngươi khí, mà là thấy được mặt ngươi đối với, liền biết ngươi khí. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 1548 Linh hồn bí mật Nguồn Mê truyện audio com Trần Chiếu là thật không biết, Pha Ri cư nhiên thực tự học thành tài, học suốt một chút trò. Muốn biết rõ, Trần Chiếu nhìn xem những cái kia cổ sư điển tịch, mình cũng đáng xem đại. Trần Chiếu cũng biết Fari tại học hán nữ thời điểm đều là tự mình một người học ngẫu nhiên cùng Trần Chiếu giao lưu một chút khẩu ngữ, hoặc là hỏi Trần Chiếu một ít hán ngữ vấn đề. Nhưng là bây giờ Trần Chiếu cũng không dám nói, có thể dạy Fari. Tiểu Giác cùng Tiểu Larissa đang tại lông đầu bên cạnh chơi đùa. Chỗ đó đã thành hai cái tiểu nha đầu trọng yếu chỗ ăn chơi. Trần Chiếu cũng ngồi vào lông trong miệng, dựa lưng vào một khỏa răng động vật hóa thạch, nghiêng chân nhìn trong tay ma pháp sư. Linh hồn, đây là trên cái thế giới này thần bí nhất đồ vật. Cho dù là thần linh cũng không dám nói chính mình hoàn toàn rõ ràng linh hồn trần chiếu nhìn xem hai câu này cố làm ra vẻ huyền bí tiền văn tiếp tục nhìn xuống khách quan tại tây phương tại phương đông đối với linh hồn nghiên cứu muốn càng thâm nhập rất nhiều người phương đông đem linh hồn chia làm ba hồn bảy vía tam hồn vì thai quan hai vì thoải mái linh ba vì ưu tinh bảy phách vì thi chó phục mũi tên tước âm nuốt tặc không độc trừ uế thối phổi bảy phách sở đối ứng chính là người vui mừng phẫn nộ buồn bã vui cười sợ tăng dục vọng tam hồn sở đối ứng thì là trí tuệ, tự mình cùng với ký ức. Tây phương linh dị giới thì là cho rằng, linh hồn là một cái chỉnh thể, bất quá sự thật chứng minh, linh hồn thật là có được ba hồn bảy vía. Người tại sau khi chết, dừng lại ở nhân gian linh hồn sẽ xuất hiện nhất định tổn thương. Căn cứ nghiên cứu phát hiện, những cái này dừng lại nhân gian linh hồn, hội bởi vì linh thể tổn thương mà dẫn đến tâm tình hoặc là nhân cách xuất hiện nhất định chỗ thiếu hụt. Trần Chiếu nhìn lên ma pháp trong sách nội dung quyển sách này dặm trong cho, tự hồ là một người Trung Quốc thông người nước ngoài sở viết. Trong đó rất nhiều nội dung, đều là dẫn thuật Trung Quốc cổ điển hoặc là huyền học. Trần Chiếu phát hiện quyển sách này tác giả không chỉ là cái huyền học thông linh sư, còn là một thích từ khoa học gốc độ tới tiến hành nghiệm chứng. Trong đó cực kỳ có thú lý luận chính là, nền sách tác giả cho rằng, người tại sau khi chết, trong đó đại biểu cho tự mình thai quan hội xuất hiện trước nhất tổn hại, thai quan xuất hiện tổn hại, tự mình nhận thức sẽ xuất hiện độ lệch. Thai quan trừ đại biểu cho tự mình nhận thức, đồng thời cũng là linh hồn tầng ngoài cùng màn bảo hộ. Sau đó đại biểu cho trí tuệ thoải mái linh cùng đại biểu cho ký ức ưu tinh cũng sẽ cùng theo tổn hại. Tam hồn giống như là cà rốt động dạng, một khi bị tầng tầng mở mạnh, như vậy hỗn tạp ở trong đó bảy phách cũng sẽ bắt đầu tiêu tán. Bất quá quá trình này sẽ không một mực kéo dài nữa, trên thực tế tiếp tục thời gian cũng không dài. Đương linh thể ổn định lại, tương đối cường đại linh thể sẽ trở thành ác linh, nếu như thai quan tổn hại nghiêm trọng, linh thể thì là giống như rượu cồn tiếp xúc đến không khí đồng dạng, dần dần phát huy. Trần Chiếu cảm thấy lý luận thú vị, trong đó trả lại nhắc đến nếu như linh hồn triệt để phá toái, như vậy bảy phách sẽ giống như không khí đồng dạng hoàn toàn tan hết, tất cả linh hồn mảnh vỡ cũng chỉ là tam hồn mảnh vỡ. Trong đó mang theo bạch quan thuộc về thai quan, làm sắc thuộc về thoải mái linh, lục sắc thuộc về ưu tinh. Trần Chiếu lấy ra lúc trước từ thâm nguyên tà ma trên người chắc lọc linh hồn mảnh vỡ. Những cái này linh hồn trong thùng linh hồn mảnh vỡ, thật là có bạch sắc có lam sắc, cũng có lục sắc. Trần Chiếu nhìn xem những cái này linh hồn mảnh vỡ, nếu như mình dùng tiên lực, cưỡng ép đem chúng đều sửa lại thành hoàn chỉnh linh hồn hình thái, vậy có phải hay không từng cái linh hồn mảnh vỡ, đều đem biến thành một cái hoàn chỉnh hơn nữa độc lập linh hồn. Trần Chiếu đối với cái này có chút chần chờ, như vậy cũng tốt so với một người tay băm, sau đó có người thông qua clon, nhân bản, đem người này cánh tay đứt cầm lấy clon, nhân bản. Thử nhìn một chút. Trần Chiếu cầm lấy một cái lam sắc linh hồn mảnh vỡ, sau đó đem linh hồn mảnh vỡ ngược lại ở lòng bàn tay, Trần Chiếu lựa chọn làm sắc mảnh vỡ, là vì làm sắc linh hồn mảnh vỡ thuộc về trí tuệ, không có ký ức, cũng không có tự mình. Nếu như Trần Chiếu sử dụng bạch sắc linh hồn mảnh vỡ hoặc là lục sắc linh hồn mảnh vỡ, như vậy chữa trị linh hồn đem sẽ có được thâm uyên tà ma ký ức hoặc là tự mình. Tất nhiên hội biết mình đi qua, cho nên Trần Chiếu mới lựa chọn làm sắc linh hồn mảnh vỡ. Trần Chiếu bắt đầu đem tiên lực đưa vào làm sắc linh hồn mảnh vỡ. Làm sắc linh hồn mảnh vỡ bắt đầu bành trướng, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn bất quá trần chiếu áp lực cũng càng lúc càng lớn không được phải dừng lại trần chiếu cảm giác được kế tục vô lực trần chiếu không nghĩ tới muốn tu bổ tam hồn một người trong cương nhiên độ khó lớn như vậy lúc trước tu bổ mắt linh hồn vô cùng nhẹ nhõm như thế nào lúc này lại có như vậy hết sức trần chiếu nhìn xem trong tay lam sắc linh hồn hiện tại lam sắc linh hồn có nửa cái người lớn như vậy lờ mờ có thâm uyên tà ma hình thái thế nhưng là có thật nhiều địa phương đều để trống quả nhiên tu bổ loại này linh hồn mảnh vỡ, gần như chính là thần linh năng lực. Trần Chiếu không biết là có thể kiên trì. Hơn nữa càng là gần như hoàn chỉnh, Trần Chiếu càng là cảm giác được hết sức. Đương Trần Chiếu dừng lại trong chớp mắt, làm sắc linh hồn lập tức nhanh chóng phát huy tiêu tán. Trần Chiếu liền tranh thủ lam sắc linh hồn đưa vào linh hồn trong thùng. Thế nhưng là lam sắc linh hồn tiêu tán cũng không đình chỉ, như cũ sẽ liên tục lấy. Đây là có chuyện gì? Lam sắc linh hồn một mực tiêu tán đến, lúc ban đầu linh hồn mảnh vỡ lớn nhỏ, lúc này mới ổn định lại. Trần Chiếu nhíu mày, là vì không có thai quan bảo hộ sao? Trần Chiếu khôi phục tiên lực, lại bắt đầu thử lên. Lần này Trần Chiếu đem một mảnh bạch sắc linh hồn mảnh vỡ cùng một mảnh lam sắc linh hồn mảnh vỡ vuốt ve cùng một chỗ. Sau đó lại lần quán chú tiếng tiên lực. Vẫn là lần trước đồng dạng quá trình, tu bổ đến một nửa, linh thể đã bày biện ra hình thức ban đầu, Trần Chiếu tiên lực không thể tiếp tục được nữa, chỉ có thể dừng lại. Lần này linh thể đồng dạng đang tiêu tán, thế nhưng là cũng không có lúc trước lớn như vậy hẳn là bởi vì thai quan bảo hộ. Linh thể đang tiêu tán một phần hai, rốt cục tới dừng lại. Linh thể ngoại hình lờ mờ có thể nhìn ra là ác ma linh hồn hình thái. Mà linh hồn một mực ở vào trong lúc si ngốc, ánh mắt ngốc trệ, ngẫu nhiên dơ lên không trọn vẹn cánh tay, hoặc là tại trần chiếu trước mặt phiêu đảng. Trần chiếu nhìn trước mắt linh hồn, lo lắng lấy muốn xử trí như thế nào linh hồn. Toán, lưu lại cùng lão hát cùng nhau nghiên cứu. Trần chiếu trong nội tâm nghĩ đến, một lần nữa đem cái này bán thành phẩm linh hồn thu vào linh hồn trong thùng đúng vào lúc này trần chiếu điện thoại vang lên là phây điện báo trần ngươi bây giờ có rảnh không không rảnh lập tức muốn bữa tối trần chiếu không cần suy nghĩ trực tiếp hồi đáp vậy ta gọi điện thoại cho phari phay nói hảo ba ngươi tìm ta có chuyện gì bệnh viện đến khó giải quyết người bệnh muốn ngươi hỗ trợ nhìn xem phay nói người bệnh ta có thể là phi pháp bác sĩ đừng quên ngươi thiếu nợ chúng ta tình người bệnh là gì của ngươi vì cái gì ngươi hội vì cái này người bệnh tìm ta trả nhân tình. Phải hiện tại rất ít tìm trần chiếu hỗ trợ trị liệu người bệnh. Người bệnh là một cái trọng yếu chứng nhân, thế nhưng là tại một tháng trước, hắn tao ngộ một hồi tai nạn xe cộ. Nói điểm chính. Cái này người bệnh hiện tại đã hôn mê một tháng thời gian, mà hắn nếu như tiếp tục hôn mê hạ xuống, như vậy có người muốn vô tội phóng thích. Ngươi cùng cái kia nghi phạm có quan hệ gì? Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 1549 nghe bác quái mới có tâm tư trị liệu người bệnh. Nguồn Mê truyện audio.com Trần Chiếu vẻ mặt khó chịu, phây buộc hắn liền cơm tối cũng không có lo lắng ăn kết quả trần chiếu đến chan tri bệnh viện thời điểm phây đang tại bệnh viện trong nhà ăn cùng một cái khác nam cùng đi ăn tối mấu chốt nam kia nhìn xem chính là xuất khí tiền nhiều thả trong phim ảnh chính là tony stark cấp bậc kia nhìn xem phây bị nam kia trêu chọc không ngậm miệng được trần chiếu lại càng tức giận trần chiếu đi lên trước tức giận nói phây ta thế nhưng là cơm tối cũng không có ăn liền chạy tới kết quả ngươi ngược lại tốt rồi ở chỗ này cùng người trò chuyện chết đi được ta à, có phải hay không quấy rầy ngươi? Mét cô. Phu Lê ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía Trần Chiếu. Phay, vị này chính là bằng hữu của ngươi sao? Trần, ngươi là làm máy bay qua sao? Ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất phải một giờ thời gian. Phay cũng rất buồn bực, lấy trăng sáng bờ biển đến chan tri bệnh viện cự ly, ít nhất 80 km dặm lộ trình, trong đó 30 km trong còn là nội thành mặt đường, Trần Chiếu như thế nào nhanh như vậy đến bệnh viện? Cũng là bởi vì này, Phay mới có thể tới trước nhà hàng ăn cơm. Trên thực tế, Trần Chiếu hôm nay là lần đầu tiên chơi siêu tốc độ chạy Lấy trước kia chỉ có thể coi là lái xe Hôm nay Trần Chiếu đột nhiên tới hào hứng Mở ra Porsche 918 tại bờ biển trên đường lớn Bảo Táp 50 km bờ biển công lộ Trần Chiếu khai mở không được 10 phút Đối với Trần Chiếu siêu nhân phản ứng mà nói Chạy đến tiếp cận 300 km vận tốc thực không coi vào đâu Đương nhiên, giá lớn chính là ngày mai Trần Chiếu muốn cho mình siêu tốc độ chạy đổi lóc xe Chơi qua về sau Trần Chiếu đã cảm thấy không có tí sức lực nào đánh chết Trần Chiếu cũng không hội lại có lần tiếp theo. Xe thể thao chạy nhanh hơn nữa, cũng không có Trần Chiếu chính mình chạy nhanh, nơi nào đến khoái cảm đáng nói. Nói thật, Trần Chiếu lúc trước tại tự trước cửa nhà thử qua, trên mặt đất Trần Chiếu có thể chạy ra máy bay chiến đấu tốc độ. Chân chính cực hạn tốc độ, Trần Chiếu mình cũng không có biện pháp cầm bên ta hướng. Trừ phi là thẳng tắp chạy trốn, bằng không thì, Trần Chiếu sẽ trực tiếp va chạm mặt đường chướng ngại. Hơn nữa cho tới bây giờ, Trần Chiếu cũng không tìm được cái gì có thể đủ tại hắn toàn lực chạy trốn dưới tình huống, còn có thể bình thường mặc lên người quần áo. Có đôi khi, Trần Chiếu vẫn tương đối hâm mộ hút kia cái quần lót, mặc kệ thân thể trở nên bao nhiêu, mặc kệ tao ngộ cái dạng gì công kích, cũng có thể giữ lại hoàn chỉnh. Một khi Trần Chiếu tốc độ toàn lực bạo phát, trước hết nhất tan vỡ chính là quần áo trên người. Cho dù là Thanh Y Hà cũng bảo hộ không quần áo. Gần nhất Trần Chiếu cân nhắc, muốn dùng lông lân chế tạo một cái quần lót. Bằng không thì, một khi phát sinh chiến đấu, Trần Chiếu rất có thể trước cho mình tới một người áo thủng bút. Mét cô tiên sinh, hắn chính là ta giới thiệu cho người bác sĩ. Trần Chiếu nhìn về phía mét cô. Thu Lê, không biết vì cái gì, hắn cảm giác, cảm thấy mét cô. Thu Lê trên người là lạ. Nhưng là phải nói chỗ nào quái, lại không nói ra được. Mét cô. Thu Lê khí chất bất phàm, tướng mạo anh Tuấn, dáng người mảnh mai cao gầy, coi như là đi tẩu tú cũng là tiền vốn mười phần. Bất quá Trần Chiếu cảm giác, cảm thấy mét cô. Thu Lê trên người có một loại nói không rõ đạo không rõ đồ vật. Khí chất sao? Trần Chiếu có chút nghi hoặc nhìn xem Mét Cô. Phu Lê. Phải chú ý Trần Chiếu khác thường ánh mắt nhìn chầm chầm vào Mét Cô. Phu Lê. Mét Cô. Lê đồng dạng bị Trần Chiếu ánh mắt chầm chầm chíp bông. Tiên sinh, trên người của ta có cái gì sao? À. Trần Chiếu lắc đầu. Ta là nhìn ngươi thật giống như không có gì tổn thương bệnh, tự hồ cũng không cần ta trị liệu. Phay mặt tối sầm, lúc trước trong điện thoại cùng với Trần Chiếu nói qua, là một cái tai nạn xe cộ trọng thương hôn mê người bệnh. Trần Chiếu này rõ ràng cho thấy không tình nguyện hỗ trợ. Nếu như không có mình sử dụng nhân tình uy hiếp, đoán chừng Trần Chiếu là một chút cũng không muốn chuyện ổ. Mecco Tiên Sinh là California lớn nhất chủ nông trường. Phê giới thiệu nói, Trần tỷ tỷ của ta bạn trai, hắn cũng là Los Angeles Đại học Y học hệ giáo sư. Hai người nắm chặt tay, Trần Chiếu đoán chừng đại học vài phần lực lượng. Mecco, Pu Lê mặt đỏ, không có lên tiếng. Trần Chiếu ngược lại không phải cố ý làm khó Mecco, Pu Lê. Trần Chiếu chỉ là muốn xác định Mecco, Thu Lê có phải hay không thông linh sư? Mặc dù không phải là cường hóa hệ thông linh sư, nếu như gặp công kích thời điểm, trên người bọn họ che giấu ma lực cũng sẽ tự chủ phóng xuất ra, đây là thân thể bản năng phản ứng. Thế nhưng là Trần Chiếu cũng không có tại Mecco, Thu Lê trên người cảm giác được ma lực. Xem ra hắn không phải là thông linh sư, chính mình là muốn nhiều, lấy thực lực của chính mình, cũng không dễ dàng như vậy ở trước mặt mình che giấu ma lực. Như vậy người bệnh cùng vị này chủ nông trường tiên sinh có quan hệ gì trần chiếu hỏi người bệnh tên là sla kirik là Mẹ cô tiên sinh một người nông dân Phai nói người lúc trước nói cái kia sla kirik là một cái bản án chứng nhân đây là có chuyện gì trần tiên sinh ngươi là bác sĩ a medko pu lê nhăn cau mày hắn cảm thấy trần chiếu quản quá rộng con người của ta liền thích nghe bác quái nghe bác quái mới có tâm tư trị liệu người bệnh nghe được trần chiếu Mẹ cô Thu Lê cùng Phay đều mặt đen lên nhìn xem Trần Chiếu. Biết nửa năm trước đại phổ trong nông trại đọc sự kiện sao? Phay hỏi. Trần Chiếu sững sờ một chút, với tư cách là bác sĩ, Trần Chiếu đương nhiên biết sự kiện kia. Nghe nói là cái kia nông trường hơn 40 công nhân tại buổi tối tổ chức party, sau đó liền đi làm cho một ít cây ngô, thổ đậu, khoai lang diễn xuất chống lại đồ ăn, kết quả hơn 30 người xuất hiện triệu chứng trúng độc, trong đó 13 người tử vong. Chuyện này ồn ào phi thường lớn, hơn nữa Trần Chiếu với tư cách là bác sĩ, cũng nhận được qua một ít số liệu, biết trong bọn họ là tình hóa vật, hơn nữa từ trong đồ ăn phát hiện tình hóa vật. Tình hóa vật thế nhưng là kịch độc vật chất, hơn nữa chí tử tỷ lệ vô cùng cao. Nhiều khi là còn chưa kịp thi cứu người tự tử vong. Mà cảnh sát tại đại phổ nông trường nhiều khối ruộng đồng trong thảm thực vật thường phát hiện tình hóa vật. Tình hóa vật tại không có khả năng dùng để chế tác nông dược, cho nên rất rõ ràng là có người cố ý đầu độc, tại phun nông dược trung hạ độc. Ba tháng trước, Sela. Kirik đứng ra thừa nhận, hắn chính là đầu độc người mà sai khiến người là Rila Gavit, hàng tỷ phú hào, bê cơ hóa chất lão bản, kỳ chủ muốn sinh sản chính là tình hóa vật. Phay nói. Thế nhưng là tại một tháng trước, Sela. Kirik cũng tại trong quá trình phát sinh thảm thiết tai nạn xe cộ, hắn cũng bởi vậy hãm vào hôn mê. Là bị diệt khẩu sao? Trần Chiếu hỏi. liền trước mắt đến xem, rất giống là bị diệt khẩu mà áp dụng hành động. Phay nói. Trần Chiếu nhìn về phía Phay. Chuyện như thế này cùng ngươi có quan hệ gì? Trần Chiếu không khỏi cho rằng, Phay sợ dĩ bắt người tình tìm tự mình ra tay hỗ trợ, là vì Phay vừa ý mét cô. Lê Trúng độc thân vong trong danh sách, trong đó có đứa bé là ta vừa mới chữa cho tốt người bệnh, năm nay mới 10 tuổi, hắn sống quá hậu ung thư, tuy nhiên lại không có sống quá một hồi âm mưu. Trần Chiếu nhìn về phía mét cô. Lê Người bệnh nhân kia tại sao lại đứng ra vạch Trần? Muốn biết rõ mặc dù hắn tự thú, hắn cũng phải ngồi tù vài chục năm. Chương 1550 tỏa hồng đinh Nguồn Mê truyện audio.com Một cái trong đó người chết chính là Sla Khi người nhà Với tư cách là một cái nhà tư bản Trần Chiếu cũng đã dần dần rõ ràng đến nhà tư bản âm hiểm Mặc dù nhìn lên sự tình rõ ràng Thế nhưng là chân tướng có phải hay không như mọi người thấy như vậy cũng không nhất định Đương nhiên, suy đoán là suy đoán Mặc dù sự tình có chỗ xuất nhập Cũng cùng Trần Chiếu không quan hệ Lần này tới là trả lại phê nhân tình Trên thực tế các nàng tỉ mùi tính cách đều có điểm tương tự phê ăn xong bữa tối, ba người trở về đến bệnh viện. Tại trong bệnh viện, Trần Chiếu trả lại nhìn thấy người quen Siala. Siala vừa mới cho một bệnh nhân làm xong gây tê giải phẫu, từ trong phòng giải phẫu xuất ra. Tại Mỹ đế gây tê sư là một thoải mái nhất, đồng thời thu vào tối cao chức nghiệp. Đương nhiên, như Siala như vậy đỉnh cấp gây tê sư, bán là kỹ thuật. Muốn biết rõ thuốc tê phẩm rất nhiều đều là đối với thân thể có tổn thương, cho nên khống chế liều thuốc cũng vô cùng có chú ý. Mét cô. Thu Lê nhìn xem Trần Chiếu, Trần Chiếu tại bệnh viện này trong tựa hồ ai đều biết. Lui tới bác sĩ y tá, trên cơ bản đều cùng Trần Chiếu chào hỏi. Trần, ngươi có thể hay không nhanh lên, trả lại có bệnh nhân chờ ngươi cứu nha. Dù sao đều nằm một tháng, cũng không vội ở này nhất thời. Trần Chiếu không cho là đúng nói, một chút cũng không có tăng thêm tốc độ ý tứ. Qua tới một người nữ y tá, liền đi lên vài câu miệng hồ hồ. Mãi cho đến trọng chứng giám hộ phòng, Trần Chiếu đẩy cửa ra, liền thấy được một bệnh nhân hôn mê nằm ở trên giường. Nằm một tháng, Sela, khi đã gầy như que củi, chỉ có thể dựa vào tim vào tới duy trì sinh mệnh. Loại này duy trì sinh mạng thể chinh giám hộ phòng, mỗi ngày tiêu phí đều là hơn ngàn đô la, gia đình bình thường căn bản vô pháp duy trì. Lúc này, đương trần chiếu thấy được Sla. Khi linh hồn thời điểm, đột nhiên sững sờ một chút. Bởi vì tại Sla, khi linh hồn đầu bộ, đâm vào một cây cái đinh. Rõ ràng, Sla. Khi linh hồn bị người động tay chân. Gian phòng này phòng bệnh có người nào đó lại tới. Trần Chiếu hỏi có vấn đề gì không? Phay khó hiểu hỏi. Hỏi một chút. Trần Chiếu lạnh nhạt nói. Trừ y sĩ trưởng ra, cũng chỉ có y tá A. À? Phay nói. Ngươi không phải là y sĩ trưởng sao? Ngươi cũng không phải không biết, ta là chủ trị khối u khoa. Phay bạch nhãn Trần Chiếu. Ta đối với thần kinh khoa cũng chưa quen thuộc. Trừ y sĩ trưởng cùng y tá, còn có những người khác đi vào sao? Ta toán sao? Mét cô. Thu Lê chủ động mở miệng hắn không có cái khác người nhà đến thăm hắn sao? Có, nhưng là bây giờ hắn tất cả thân nhân, đều muốn cùng hắn thoát ly quan hệ, mặc dù hắn hôn mê hơn một tháng thời gian, một người thân cũng không có đến thăm hắn. Trần Chiếu suy suy cười cười, đây coi như là chúng bạn xa lánh A, à, bất quá suy nghĩ một chút vậy thì, vì một chút tiền, làm hạ loại chuyện này, hại chết mấy chục người, thậm chí ngay cả thân nhân mình đều hại chết. Loại người này không chúng bạn xa lánh cũng kỳ quái. Trần, ngươi có thể để cho hắn tỉnh lại sao? Phải nhìn về phía Trần Chiếu, Kỳ thật nàng cũng không xác định, trần chiếu có hay không lại biện pháp tỉnh lại Sla. Kỳ riết. Chung quy hắn là một cái người sống đời sống thực vật, lần trước trần chiếu tỉnh lại một cái người sống đời sống thực vật, không có nghĩa là lần thứ hai trần chiếu nhất định có thể thành công. Ta trước kiểm tra một chút. Trần chiếu nói. Trần chiếu tiến lên phía trước, cho Sla. Kỳ riết thân thể làm một cái kiểm tra. Sla. Kỳ riết thân thể trên cơ bản đã không có tổn thương gì. Như vậy vấn đề chính là xuất tại linh hồn hắn, Trần Chiếu thủ trưởng chuyển, chuyển hướng Sela. Khi rít cái tráng đứng ở Trần Chiếu sau lưng Mét cô. Phu Lê lông mày đột nhiên nhảy lên. Trần Chiếu mặc dù không quay đầu lại, thế nhưng là sau lưng Mét cô. Phu Lê tất cả ánh mắt cử chỉ đều tại Trần Chiếu nhìn chăm chú phía dưới. Hắn quả nhiên không phải là người bình thường. Trần Chiếu vẫn luôn tại hoài nghi Mét cô. Phu Lê là một thông linh sư. Đối với thông linh sư mà nói, trực giác cảm giác được cái gì, như vậy chính thành chính sử dụng ứng nghiệm mà bây giờ Trần Chiếu xác định mét cô. Thu Lê có vấn đề, lại càng xác định. Quả nhiên thông linh sư trực giác từ trước đến nay cũng sẽ không phạm sai lầm. Trần Chiếu hai ngón kẹp lấy kia cây thường nhân nhìn không thấy cái đinh. Nhẹ nhàng kéo kéo, sơ la. Khi rít linh hồn đi theo động một chút. Trần, có biện pháp không? Phay hỏi. Phay, ngươi đi ra ngoài trước một chút, ta cùng mét cô tiên sinh nói một việc. Chuyện gì? Phay nhíu mày, có chuyện gì không thể ngay trước chính mình mặt nói sao? xem bệnh kim A, ta cũng không muốn để cho ngươi thấy được ta xấu xí sắc mặt. Trần Chiếu nhếch miệng cười. Phây tức giận trừng mắt Trần Chiếu. Mặc dù nàng sử dụng nhân tình mời đến Trần Chiếu, thế nhưng là cũng không thể không cho hắn thu xem bệnh kim A, hảo ba, nơi này liền giao cho ngươi, ta đi. Phây quay người rời đi giám hộ phòng. Trần Chiếu quay đầu nhìn về phía Mét Cô. Thu Lê. Mét Cô tiên sinh, ngươi cũng là thông linh sư A. Mét Cô. Thu Lê nhìn về phía Trần Chiếu, sau đó lắc đầu ta không phải. Không phải sao? Mét cô tiên sinh, ở trước mặt ta cũng không cần giấu giếm A. Ta xác thực không phải là thông linh sư, bất quá ta coi như là linh dị giới nhân sĩ. Mét cô. Lê ý vị thăm trường nói. Có ý tứ gì? Trần Chiếu có chút đầu óc không thông. Không phải là thông linh sư, lại là linh dị giới nhân sĩ. Toán, nếu như làm không rõ ràng, vậy mặc kệ, dù sao cùng mình không có quá lớn quan hệ. Trần Chiếu hỏi. Như vậy hắn trên trán cái đinh, là ngươi đâm vào. Vâng. Mét cô. Lê gật gật đầu. Là ta đâm vào. Vì cái gì? Ngươi không muốn làm cho hắn tỉnh lại sao? Ta hoàn toàn là vì bảo trụ tánh mạng hắn. Mét cô. Lê nói. Vậy lần tai nạn xe cộ, cơ hội khiến hắn chết, nếu như không phải là ta dùng bí pháp, dùng tỏa hồn đinh khóa trụ linh hồn hắn, hắn cũng sớm đã chết. Như vậy ngươi bây giờ đem hắn lấy xuống A. À? Trần Chiếu nói. Lấy xuống. Ngươi xác định mét cô. Thu Lê chần chờ nhìn xem Trần Chiếu. Nếu như lấy xuống, linh hồn hắn rất có thể hội ly thể, sau đó tiêu tán. Lấy xuống A. Trần Chiếu lạnh nhạt nói. Ta là bác sĩ, hơn nữa còn là một cái đối với linh hồn tương đối có nghiên cứu bác sĩ. Trần Chiếu nói lên dối tới là bản nháp cũng không đánh. Tuy nói Trần Chiếu chỉ nhìn qua một quyển ma pháp sư, mà còn không thấy toàn bộ. Bất quá nếu bàn về trị liệu linh hồn tổn thương, cho dù là Satan đều không nhất định so với chính mình càng trâu bò cô Thu Lê đưa tay lấy xuống tỏa hồn đinh. Tay hắn pháp rất đặc biệt, ít nhất Trần Chiếu nhìn ra một chút trò, bất quá lại xem không hiểu. cô Thu Lê rõ ràng không có sử dụng ma lực, hơn nữa hắn sử dụng tự hộ cũng không phải ma pháp. Điều này làm cho Trần Chiếu không khỏi nhìn nhiều vài lần cô Thu Lê. Bất quá thời điểm này Trần Chiếu không có công phu cùng hắn nói chuyện tào lao nhạt, tại tỏa hồn đinh nhổ ra, Trần Chiếu lập tức tiến lên, đem tiên lực trót vào Sla. Khiết trong linh hồn tiên lực hiệu quả phi thường tốt, lập tức liền ổn định lại Sla. Kirik linh hồn, đồng thời để cho linh hồn hắn cùng hắn thân thể trọng tân kết hợp. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 15 51 bắn chết. Nguồn. Mê truyện audio com con. Mecco. Thu Lê đối với trần chiếu thủ đoạn đồng dạng kinh ngạc. Trị liệu linh hồn. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Ít nhất hắn từ trước đến nay chưa nghe nói qua, có người có thể đủ chữa trị bị hao tổn linh hồn. Ma pháp sao? Mecco. Thu Lê trong đội tâm dân lên một tiên nghi vấn. Hảo. Trần Chiếu đứng lên nói. Đối với cái này sự kiện nội tình các loại sự tình, ta không muốn hỏi đến, cũng cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ngươi minh bạch a à. Đương nhiên, chuyện này vốn là cùng Trần Tiên Sinh không quan hệ. Trần Chiếu là không nghĩ đúc kết tiếng loại này nát sự tình trong. Cũng không muốn liên lụy đến phay. Trần Chiếu không biết mét cô. Thu Lê là có ý còn là vô ý để cho phay cuốn vào cái này sự kiện bên trong. Đương nhiên, cũng có thể là Trần Chiếu nghĩ nhiều mét cô. Thu Lê cũng không có đi giải thích hắn và Trần Chiếu vốn không quen, cho nên hắn cho rằng không cần phải giải thích cho Trần Chiếu nghe. Đúng vào lúc này, trên giường Sela, Kirik động một chút, sau đó mở mắt. Trần Chiếu cùng Meko, Pule đều nhìn về Sela. Kirik, Sela, Kirik vừa nhìn thấy Meko, Pule, trong chốc lát sắc mặt kinh biến, kéo ra rạp trải giường liền nhảy xuống giường, nghĩ chuẩn bị ra phòng bệnh. Meko, Pule thân hình khẽ động, Biển chuyển giống như là linh hậu đồng dạng, nhảy qua giường bệnh lại mũi chân điểm một cái, một cái lộn mèo ngăn tại Sla. Kirik trước mặt. Sela. Kirik, ngươi muốn đi nơi nào? Pu Lê lạnh nhạt nói. Nói thật, lấy Sla. Kirik hiện tại thân thể tình huống, căn bản chạy không nhiều lắm xa. Ngoài cửa phay nghe được động tĩnh, đẩy cửa đi vào. Thấy được đứng Sela. Kirik lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần. Hắn, nhìn lên hắn đã khỏi hẳn. Trần Chiếu nhún nhún vai, phay có phần xem không hiểu tình huống. Sơ la. Khi cuốn rút vào góc hẻo lánh, mét cô. Phu Lê đứng ở trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống dáng dấp. Mỗi người đều hẳn là vì chính mình tất cả hành động phụ trách, đúng không, Sơ La? Kỳ riết. Sơ La. nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn mét cô. Phu Lê. Phay, mời ta ăn khuya, như thế nào đây? Thế nhưng là nơi này. Nơi này như thế nào? có ngươi chuyện gì sao? Mét cô. Thu Lê thời điểm này cũng nói. Phây tiểu thư, cảm ơn ngươi trợ giúp, ta nghĩ ta hẳn là vì hắn tiến hành thủ tục xuất viện, mặt khác, cảnh sát không lâu sau về sau cũng sẽ đi qua. Hảo ba. Phây tuy nhìn ra không đúng, bất quá nàng cũng không có quá mức truy cứu. Ta hy vọng thủ phạm thật phía sau mạng có thể có được xứng đáng trừng phạt. Đương nhiên, ngươi sẽ thấy. Trần Chiếu cùng Phây đi ra phòng bệnh. Trần Chiếu trong đầu thủy chung tại hội ức vừa rồi mét cô. Pule Lê kia phiêu giật động tác. Khi bộ động tác nhìn lên rất phổ thông, thậm chí đại bộ phận thể thao vận động viên đều làm được. Bất quá tại Trần Chiếu xem ra, lại có chỗ bất đồng. Có lẽ thể thao vận động viên cũng có thể làm được. Có thể là tuyệt đối không thể nào làm được mét cô. Thu Lê loại kia phiêu giật cùng tùy ý tình trạng. Hắn không giống như là tại hoàn thành một cái độ khó cao động tác, càng giống là tại chạy chậm hoặc là đi đường nhẹ nhàng như vậy. Bất quá Trần Chiếu thật là không có tại mét cô. Lê trên người cảm giác được mảy may ma lực. Trần, ngươi biết là tình huống như thế nào sao? Phê An không chịu nổi trong nội tâm hiếu kỳ. Trần Chiếu lắc đầu. Không biết, cũng cùng ta không quan hệ, ta cũng không muốn cuốn vào cái gì bừa bãi lộn xộn trong âm mưu. Âm mưu? Ngươi nói là mét cô tiên sinh có âm mưu. Ta cũng không nói như vậy, ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi, hắn loại này kẻ có tiền, cho dù là rất bình thường tố tụng vụ án, sau lưng cũng sẽ có rất phức tạp hơn gút mắt. Ngươi cũng là có tiền người A, à, hơn nữa ngươi tiền cũng không so với hắn ít. Phê nhìn xem Trần Chiếu nói. Ta thế nhưng là tuân theo luật pháp công dân. Ha ha. Ngươi đến bây giờ cũng không có bằng hành nghề thầy thuốc, ngươi dám nói chính mình là thủ pháp công dân. Có bản lĩnh ngươi lần sau đừng tìm ta hỗ trợ. Trần Chiếu kêu lên. Cái này không thể được, vẹn vẹn chỉ là một lần, còn không rõ ngươi thiếu nợ chúng ta tình. Lúc trước liền không nên tìm ngươi hỗ trợ. Trần Chiếu tức giận nói. Đúng vào lúc này, trước mặt hai người cửa thang máy khai mở, hai cái ăn mặc áo khoác, đeo thân sĩ cái mũ cùng kính trăm nam tử đi ra. Thật sự là kỳ quái, nóng như vậy thời tiết, cũng có người bao bọc như vậy kín Phai nói đến. Trần Chiếu mắt nhìn hai người kia, cười cười. Có lẽ là theo Madrid điện ảnh fan xăm mộ. Nói qua, Trần Chiếu ấn nút thang máy. Tại Trần Chiếu cùng Phai đi đến lầu ngoài thời điểm, trên lầu đột nhiên truyền đến tiếng súng. Một cái trong đó phòng bệnh cửa sổ chợt hiện hai cái ánh lửa. Ngay sau đó, liền gặp được một thân ảnh từ phá cửa sổ, sau đó ngã trên mặt đất phê kinh hô một tiếng vội vàng chạy lên té xuống người này chính là mét cô pule mét cô tiên sinh ngươi như thế nào đây ngươi không sao chứ mét cô pule tuy từ lầu ba té xuống bất quá xem ra hắn cũng không đáng lo mét cô pule mặt mũi tràn đầy lửa giận phẫn nộ mới dùng nắm đấm nền mặt đất đáng chết đáng chết sơ khi rít chết đối phương tại trong bệnh viện có tai mắt sơ khi Rick vừa tỉnh lại, bọn họ xạ thủ sẽ tới. Xạ thủ? À, chính là vừa rồi hai người kia. Phây bừng tỉnh đại ngộ. Trần Chiếu nhìn xem mét cô. Phu Lê biểu tình, nhìn lên hắn là thực phẫn nộ. Nếu như là giả trang, kia chỉ có thể nói hắn hành động là thật hảo. Vậy hai cái xạ thủ hiện tại đâu này? Bọn họ vẫn còn ở trong bệnh viện sao? Phây hỏi. Phây, ngươi cũng không nên sàng bậy, ngươi là bác sĩ, cũng không phải là cảnh sát, bọn họ đều là vô cùng nguy hiểm sát thủ, trần chiếu kéo lấy phây nói thế nhưng là bọn họ ẩn thân tại trong bệnh viện rất có thể trong khi nói chuyện cả tòa bệnh viện cao ốc đột nhiên hãm vào hắc ám bọn họ chặt đứt bệnh viện nguồn điện trần chiếu nhún nhún vai không bao lâu cảnh sát sẽ tới ba người đều làm ghi chết. càng nhiều cảnh sát tại bệnh viện trong đại lâu loại bỏ nhìn xem kia hai cái xạ thủ còn hay không lưu ở trong bệnh viện tin tức tốt chính là trừ cái kia sla khi riết ra không có những người khác thương vong mà sla kirik là bị người nhất thương nổ đầu hết sô sốt bị mất mạng cho dù là trần chiếu cũng không có khả năng dưới loại tình huống này khởi tử hồi sinh trần chiếu cùng mẹ cô thu lê đứng ở cách đó không xa phây vẫn còn ở làm ghi chép vậy hai cái xạ thủ là ngươi tìm đến ngươi tại sao lại cho rằng như vậy sơ la vẫn còn ở trong phòng bệnh đều không có xuất ra làm sao có thể bị người biết trần chiếu đưa ra chính mình nghi vấn mà ở sơ la sau khi tỉnh lại không được 10 phút thời gian khi hai cái xạ thủ sẽ tới, điều này làm cho ta không thể không hoài nghi có người mật báo, trừ ta, phây cùng ngươi ra, sẽ không những người khác biết là. Khi Rick tỉnh lại, dù sao hai người chúng ta khẳng định không phải. Mekko. Pule sắc mặt vô cùng khó coi. Đột nhiên, hắn nghĩ đến một loại khả năng tính. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, đồng hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Chương 1552 nhà giàu mới nổi. Nguồn. Mê truyện audio com Trọng chứng giám hộ phòng là có giám sát và điều khiển. Hơn nữa toàn bộ ngày 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn giám sát và điều khiển. Mét cô. Thu Lê nghĩ đến loại khả năng này. Trần Chiếu là người ngoài cuộc, cho nên mặc kệ trong nội tâm suy đoán như thế nào, đều cùng hắn không quan hệ. Ở bên kia cho cảnh sát sao chép ghi chép Phai đã chấm dứt. Phai tâm tình cũng không tốt. Nguyên bản nàng tìm đến Trần Chiếu là vì chữa cho tốt Sla. Kỳ riết. Thế nhưng là Sla. Kỳ riết hảo, lại chết. Phai, đi Minh Nguyệt Sơn Trang ở vài ngày a, à, thuận tiện hướng bệnh viện nghỉ ngơi vài ngày. Trần Chiếu nói tuy nói phây hẳn là không đến mức cuốn vào những cái này bừa bãi lộn xộn trong sự tình. Bất quá Trần Chiếu vẫn còn có chút lo lắng, bất kể thế nào nói, phây cũng là mình cô em vợ. Không, gần nhất bệnh viện công tác khá nhiều, ta không muốn nghỉ ngơi. Phây cự tuyệt Trần Chiếu đề nghị. Cách người nam nhân kia xa một chút, hắn rất nguy hiểm. Trần Chiếu hạ giọng nói. Chỉ là cách hơn 20 mét cự ly, mét cô. Thu Lê tự hồ hay là nghe đến Trần Chiếu thanh âm, không khỏi hướng về Trần Chiếu liếc mắt nhìn phê ngược lại là cười độ lên trần ngươi không phải là ghen a trần chiếu trận mắt một cái ta phải về nhà trần chiếu về nhà thời điểm tận lực thả chậm tốc độ chung quy lúc đến sau chính mình xe thể thao chạy quá nhanh lốp xe mài mòn nghiêm trọng hiện tại hơi giảm một chút phanh lại cũng sẽ trượt trần chiếu cũng không muốn chính mình siêu tốc độ chạy va chạm bằng không thì bảo hành sửa chữa một lần muốn hơn 10 vạn đô la chỉ là xe chạy ra khỏi nội thành thời điểm trần chiếu cũng cảm giác được đằng sau lại xe cùng qua trên con đường này vốn xe liền ít đi hơn nữa trần chiếu khai mở chậm như vậy đối phương nếu đi ngang qua cũng sớm đã vượt qua trần chiếu như cũ không có ý định gia tốc như cũ là như vậy không vội không chậm lái xe một mực chạy đến bờ biển công lộ thời điểm đằng sau xe rốt cục tới vượt qua khác tại trần chiếu xe phía trước trần chiếu từ trên xe bước xuống đối phương cũng xuống mấy người một cái trong đó đại lão bản giáng dấp trung đẳng cái đầu nâng cao bụng bự trong tay kẹp lấy xì gà trên người một bộ xa xỉ âu phục, bất quá bộ đồ trên người hắn như cũ che giấu không nhà giàu mới nổi khí chất. Mập mạp này nhanh ngang đi đến trần chiếu trước mặt, ở bên cạnh hắn trả lại đi theo hai cái bảo tiêu, hơn nữa đều là võ trang đầy đủ. Trần chiếu nhau mắt lại nhìn về phía mập mạp này, mập mạp này trên người cũng có được cùng mét cô. Thu lê đồng dạng khí chất. Không, nói cho đúng là tương tự, chung quy mét cô. lê thế nhưng là tương đối phiêu vật tuấn lãng. Đặt ở cổ đại, đây tuyệt đối là cái công tử văn nhã đến ở trước mắt mập mạp, thả tại bất kỳ một cái nào thời đại đều là nhà giàu mới nổi. Đương nhiên, cũng có thể là hắn cố ý ngụy trang xuất ra. Suy suy, tiên sinh, xưng hô như thế nào? Mập mạp hỏi. Chúng ta nhận thức sao? Trần Chiếu hỏi. Nguyên bản không nhận ra, hiện tại nhận thức một chút cũng không muộn. Mập mạp thái độ tương đối ngạo mạn. Ta là Rila Gavit, bèo hóa chất lão bản. Trần Chiếu nghiêng đầu nhìn xem Rila Gavit. Ta chỉ là muốn nhìn xem, có thể cầm ta địch nhân cứu tỉnh người, là dạng gì? Villa Gavit nói. Ta là bác sĩ. Trần Chiếu nói. Villa Gavit giơ lên kia kẹp lấy xì gà tay lúc lắc. Không không không, phổ thông bác sĩ là không thể nào làm được, ta tự mình cầm xì là. Khi rít linh hồn đánh tan, tuy mét cô. Thu Lê dùng tỏa hồn đinh tạm thời ổn định lại Sla. Khi linh hồn, thế nhưng là như cũ không có khả năng để cho hắn thức tỉnh, hơn nữa theo thời gian chuyển dời, Sla. Khi linh hồn khi nào hội tiêu tán, thế nhưng là ngươi lại đem là kiết linh hồn chữa trị, cho nên ngươi không phải là phổ thông bác sĩ, ngươi hẳn là thông linh sư a. À. sau đó thì sao? ngươi muốn bởi vì ta tham gia mà trả thù ta sao? ha ha, không, đương nhiên không. Rila Gavit cười ha hả, đứng ở trần chiếu trước mặt, vỗ trần chiếu bờ vai. ta không có nhỏ mọn như vậy, ngươi cũng mét cô. thu lê người, ta chỉ thật là thưởng thức ngươi, thế nào? đến dưới trướng của ta làm việc a, à, ta có thể cho ngươi rất cao thù lao bên trong tiên sinh, ngươi biết không, ta rất có tiền, ta nghĩ ta hẳn là so với ngươi trước kia. Ách! Villa Gavit sững sờ một chút. Ngươi có bao nhiêu tiền? Tổng tư sản hẳn là không dưới 5 tỷ đô la A. À. Villa Gavit biểu tình đột nhiên trở nên rất cổ quái. Bởi vì hắn phát hiện, dùng số tiền lớn thu mua chiêu này, tự hồ đối với trần chiếu hoàn toàn vô dụng. Trừ phi hắn đem mình tài sản toàn bộ cho trần chiếu. Ách! Vậy coi như, gặp lại. Villa Gavit xấu hổ xoay người, rất quyết đoán rời đi. Bên trong tiên sinh, ta muốn biết, vừa rồi trong bệnh viện kia hai cái sát thủ là ngươi phái đi sao? Rila Gavit quay đầu lại nhìn về phía Trần Chiếu, sau đó gật gật đầu. Vâng, ngươi muốn tham gia chuyện này sao? Không, chỉ là thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ mà thôi, đúng, cái kia nữ bác sĩ là ta cô em vợ, hy vọng bên trong tiên sinh sẽ không ngộ thương đến nàng. Đương nhiên. Rila Gavit hồi đáp. Ta cùng mét cô. Thu lê tranh đấu không sẽ dính dấp đến người bình thường như vậy đại phổ trong nông trại đọc sự kiện đâu này? Ngươi cảm thấy bọn họ là người bình thường sao? Villa Gavit không cho là đúng nói. Trần Chiếu sững sờ một chút, xem ra chuyện này so với trong tưởng tượng phức tạp hơn. Chỉ là, không biết Villa Gavit cùng Mekko. Thu Lê đến cùng có ân oán gì? Hai người bọn họ cũng không phải người bình thường, trên người đều có một loại tương tự khí tức, thế nhưng là Trần Chiếu Thủy chung phân biệt không được bọn họ lai lịch. Đúng, ngươi có hứng thú hay không cùng ta việc buôn bán? không có, ta đối với các ngươi ân oán tranh đấu không có hứng thú. Trần Chiếu gọn gàng đương cự tuyệt nói. Rila Gavit ngoài miệng nói là hợp tác việc buôn bán. Có thể là mình cùng hắn hợp tác sinh ý, như vậy tất nhiên muốn đứng ở Mexico. Thu Lê mặt đối lập. Gia hỏa này căn bản không yên lòng. huống chi Trần Chiếu đối với là lẫm sản nghiệp, căn bản sẽ không đơn giản giao thiệp với. Thực tiếc núi. Rila Gavit vẽ mặt thất vọng, lần này là thật không lại quay đầu lại. Tộc trưởng, chúng ta cứ như vậy buông tha cái kia á châu người sao rila gavit thủ hạ có chút kỳ quái rila gavit tính cách lúc nào tốt như vậy mặc dù đối phương là thông linh sư hẳn cũng không đến mức để cho rila gavit lùi bước a hơn nữa bọn họ cũng không phải phản đối giao qua thông linh sư đại đa số thông linh sư chỉ cần một viên đạn liền có thể giải quyết tên kia nếu như mặt đối với chúng ta nhiều người như vậy không có nửa điểm thất kinh hơn phân nửa là có cái gì ác chủ bài a chúng ta bây giờ chủ yếu nhằm vào còn là thu pule ta không muốn trêu chọc vô vị địch nhân, mét cô. lê cùng bọn họ tộc nhân mới là chúng ta đại địch. Rila Gavit thận trọng nói, trầm mặt nửa hướng, lại hỏi. Đúng, tìm đến nhập khẩu sao? Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, đông hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang võ giới lập nên bất hủ truyền kỳ